siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 46. Nam nhân kia đã nói hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không cứu được Mơ, vậy thì hôm nay nhất định sẽ là ngày giỗ của hắn. Nhưng nếu so sánh thì Mơ là người khiếp sợ nhất. Nhưng, hắn không có thời gian để trải nghiệm cảm giác này. Bởi vì, hắn nhìn thấy, vừa đá ra một cước kia, Bùi Đông Lai lại tiếp tục. Thôn thổ kiêm thi thủ pháp linh, phù trầm thượng hạ thần quỷ kinh, xuất ba vô tung ảnh nan kiến, thần quang nhất trản chữ hoàng đình. Trong chiến đấu, Bùi Đông Lai chợt có ý tưởng, liền đem bộ pháp trong Bùi Gia Quyền kết hợp với Long Quyền, kết quả là có khả năng xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mơ. Mặt trời xuống núi, hắn như cuồng long nhập động, tay phải chém ra như đầu rồng, đánh về phía ngực trái Mơ. Lộp bộp, nhìn một quyền này, Mơ chấn động, sát khí trên người bị khí thế của Bùi Đông Lai chấn áp. Trên chiến trường, hai quân giao tranh thì khí thế rất quan trọng, mà trên võ đài đối kháng, chém giết thì khí thế cũng cực quan trọng. Lúc này Mơ khí thế sụt giảm, lập tức hít thở khó khăn, không dám cứng trọi cứng với Bùi Đông Lai mà thu hai tay che trước ngực, cố gắng ngăn cản một quyền này. Vù! Trong chớp mắt, một quyền của Bùi Đông Lai đã đến. Một quyền chém ra, không khí như bị xé rách. Dầm! Quyền trưởng va chạm, giống như bom nổ, than âm trầm đục vang lên, lực lượng va chạm giống như hòa thượng gõ chuông, trực tiếp đẩy bay Mơ về phía sau. Cộp, 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 cộp! Tiếng bước chân nặng nề vang lên, bước chân lui về sau của Mơ in rõ ràng hơn trước, thậm chí trong lúc lui về sau, hai tay run rẩy, cổ tay rách toạc, máu tươi tràn ra. Thắng thua đã định rồi. Nhìn Mơ tiếp tục bị một quyền đánh lui, mọi người không còn suy nghĩ vì sao Bùi Đông Lai lại trở nên mạnh mẽ như vậy, mà thay bằng suy nghĩ này. Bởi vì bọn họ phát hiện Mơ không thể dừng được thân thể lại, tốc độ lui về sau khá nhanh, sắp rơi ra khỏi võ đài. Một bước, hai bước, ba bước. Khoảng cách của Mơ với đường biên võ đài càng lúc càng ngắn. Vù! Nhưng Bùi Đông Lai không đứng yên, thân thể lao về phía Mơ. Ách! Lúc Mơ sắp rơi ra khỏi võ đài, mọi người kinh hãi trợn tròn mắt. Bởi vì, vào lúc một chân Mơ đã dẫm lên đường biên võ đài thì Bùi Đông Lai đã xuất hiện trước người hắn, tay phải kẹp chặt cổ hắn, dùng sức kéo hắn vào trong võ đài. Trong giây lát, mọi người đều có suy nghĩ, hắn nhất định không cho Mơ được sống mà rời võ đài. Nhất định không! Vèo! Coi như khi một tay Bùi Đông Lai đang nắm cổ Mơ kéo về võ đài thì đột nhiên trong tay Mơ đã xuất hiện thêm một thanh chủy thủ, chém vào tay phải Bùi Đông Lai. Có lẽ chuẩn bị từ lâu, cho nên cú chém này có tốc độ cực nhanh. Chém ra một đao, khóe miệng Mơ nở ra nụ cười dữ tợn, hắn tin rằng trước khi Bùi Đông Lai kịp bóp nát yết hầu thì mình thì hắn sẽ chặt đứt tay của Bùi Đông Lai. Đang nắm chặt cổ của Mơ, cảm ứng được hành động của Mơ, Bùi Đông Lai lập tức lựa chọn né tránh. Buông tay, thu tay lại, lui về sau. Trong chớp mắt, Bùi Đông Lai đã thực hiện liền mạch ba động tác né tránh. Vù! Thanh chủy thủ bén chém vào khoảng không. Đi chết đi! Chém ra một đao, sát khí của Mơ tăng vọt, hét lên một tiếng, chuyển đầu dao đâm về hướng Bùi Đông Lai. Lúc này hắn như ác ma nổi giận, điên cuồng chém giết Bùi Đông Lai. Thấy một đao này, Bùi Đông Lai không có hoảng sợ, thân mình đang ở trên không trung khẽ xoay. Xoẹt! Chủy thủ trong tay Mơ lướt qua người Bùi Đông Lai, đao phong cứa vào da thịt Bùi Đông Lai đau rát, nếu không có hóa kình hộ thể thì chỉ với đao phong này đã đu cắt đứt da thịt hắn rồi. Một đâm thất bại, Mơ liền tiếp tục, tay trái vung lên, nhắm thẳng yết hầu Bùi Đông Lai đánh đến. Trước chém, sau đâm, nối tiếp liên tục. Phản kích của Mơ tựa như đã luyện tục qua trăm ngàn lần, chiêu chiêu nối tiếp, quỷ dị, xảo quyệt, sát khí ảo ạt. Thân là u linh vang dội của hội mafia, Mơ quả thật đúng là một thanh quân đao của hội mafia. Hắn còn là một cao thủ dùng đao, chính là đoạn đao, đao ngắn. Xem ra đây mới là thực lực chân chính của Mơ. Tổ bồ đề là một số ít người có thể nhìn rõ động tác của Mơ, trong lòng thầm suy nghĩ. Mấy người khác mặc dù không thể nhìn rõ động tác của Mơ nhưng bọn hắn vẫn mơ hồ thấy được tình thế đã thay đổi, Bùi Đông Lai đang bị áp chế. Phát hiện này làm suy đoán Bùi Đông Lai chắc thắng lại dao động. Tất cả đều rõ, Mơ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm dùng đao mới có hy vọng giết chết Bùi Đông Lai. Hy vọng? Hay là tuyệt vọng? Nói thì chậm mà thực tế rất nhanh,
Khi Mộc lần thứ ba biến chiêu thì Bùi Đông Lai đã chuẩn bị xong, không đợi lưỡi đao chém đến thì hắn đã cúi người xuống, đợi khi lưỡi đao xẹt qua đỉnh đầu, chân phải liền quét qua cổ chân Mộc. Triền ti thối. Lần phản công này nhìn như đơn giản, nhưng đó là do Bùi Đông Lai sử dụng triền ti thối, lấy nhu khắc cương, bất ngờ đánh bại đối phương. Do Mộc đâm đến Bùi Đông Lai nên thân hình hơi chúi đến trước, do đó bị Bùi Đông Lai nhẹ nhàng quét ngang, thân hình đã bị ngã về trước. Chết! Trong nguy cấp, Mộc không hoang mang mà càng thêm điên cuồng, ném mạnh thanh chủy thủ trong tay về phía Bùi Đông Lai. Vứt đao! Mặc dù lựa chọn bỏ đao nhưng so với những lần biến chiêu trước thì càng độc hơn nhiều. Đây là một kích ăn cả ngã về không. Đây cũng chính là một kích chí mạng với Bùi Đông Lai. Hắn không tin Bùi Đông Lai trong khoảng cách gần có thể né tránh được chiêu này. Hơn nữa chủy thủ này còn đâm xuyên. Long hình biến hóa nghiễm thần thông, hư vân thổ vũ thế như hồng, tật như bạo vũ cuồng phong khởi, viên hoạt xảo diệu thần khí rong. Trong lúc nguy hiểm, thân hình Bùi Đông Lai ngã về trước, hai khuỷu tay nâng lên, như cuồng long, đánh mạnh về phía lưng Mộc. Bàn long ngọa hổ. Đây chính là một chiêu trong long quyền, như ngũ phong lục trừ. Cái tinh tế trong chiêu này là nhanh và hiểm. Vèo. Chủy thủ sượt qua người Bùi Đông Lai, găm xuống mặt đất, lút cán. Bốp. Trong lúc chủy thủ găm xuống đất, hai tay của Bùi Đông Lai đã nện vào sau lưng Mộc. Rắc, rắc. Thanh âm xương cốt gãy vụn vang lên, Mộc chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị chấn nát, trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Máu đổ, người rơi. Phun ra một ngụm máu xong thân hình của Mộc đã ngã thẳng xuống đất. Mộc xong rồi. Nhìn thấy sát chiêu cuối cùng của Mộc không giết được Bùi Đông Lai còn bị trúng chiêu của hắn, hộc máu ngã xuống, tất cả mọi người đều có suy nghĩ này. Rắc. Không dừng lại, Bùi Đông Lai tiến tới trực tiếp giẫm nát mắt cá chân phải của Mộc. Rắc. 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 Lại vung lên một cước nữa, tiếp tục giẫm nát mắt cá chân trái. Đến lúc này hai chân của Mộc xem như đã bị phế. Nhìn cảnh này, tất cả đều có chút run sợ, ngay cả năm đại rong binh vương cũng có đổ mồ hôi. Dùng đao chặt đứt chân hay bị đạn pháo cắt đứt chân thì bọn họ đã thấy nhiều, nhưng nhìn một người trực tiếp dùng chân dẫm nát mắt cá của địch nhân, khiến xương cốt biến thành bột phấn thì là lần đầu. Thật khó tin. Nhưng có thật. Mặc dù bị dẫm nát hai chân nhưng Mộc vẫn cắn chặt răng không hề rên la. Tao nhớ vừa nãy mày đã tát huynh đệ của tao một cái. Sau khi phế bỏ hai chân của Mộc, Bùi Đông Lai tiến tới lật mặt của Mộc lên, lạnh lùng nói. Là tay phải sao? Giết, giết tao đi. Mộc nhịn đau, nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, nói. Nhưng Bùi Đông Lai không trả lời, mà giữ chặt cánh tay của Mộc, đưa chân giẫm nát đầu vai, sau đó kéo mạnh một cái. Xoẹt. Ngay sau đó, cánh tay của Mộc trực tiếp bị kéo đứt. Ây ây ây, cả người Mộc chấn động, hét lên một tiếng, cả người gần như hôn mê. Cùng lúc đó, từ cánh tay Mộc máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả người Bùi Đông Lai. T. Tất cả mọi người nhìn thân ảnh máu tươi của Bùi Đông Lai trên võ đài giống như ác ma từ địa ngục thì trong lòng tất cả đều căng thẳng. Tướng quân, Austin Rostov cũng bị chấn động, đi đến bên người Ratatot dò hỏi. Có cần ngăn trận đấu lại không? Vừa rồi huynh đệ của tao nhận thua mày cũng tát hắn một tát, chính là tay phải này. Không đợi Ratatot lên tiếng, Bùi Đông Lai đã nhấc cả người Mộc lên. Lúc này tao liền dùng chính tay của mày, trả lại cho mày 10 cái tát. Xé rách cánh tay của địch nhân, sau đó dùng chính tay của đối phương để tát đối phương. Ratatot và Austin Rostov chấn động, vốn định lên tiếng liền im lặng, sợ đến trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Đông Lai. Tất cả mọi người cũng bị hành động trả thù này của Bùi Đông Lai làm chấn động. Đồ điên, mày là một tên điên. Ngay cả Mơ Cồ cũng bị chấn động, hoảng sợ la hét. Kẻ điên. Bốp, bốp, bốp. Trả lời Mơ chỉ là những cái tát vang dội. Bùi Đông Lai cầm cánh tay đầm đìa máu của Mơ như đánh bóng chày, quật liên tục lên mặt Mơ. Trong lúc nhất thời, cả võ đài vang lên tiếng bạt tai, máu thịt bay tứ tung giống như địa ngục nhân gian. Bên dưới hoàn toàn im lặng. Tiêu Cuồng không có. Lúc này hắn giống như kẻ ngốc, ngây ngô cười, nhìn tình cảnh trên võ đài, nhìn người anh em vì mình mà báo thù, nước mắt không tự chủ rơi xuống. 10 tát đi qua, khuôn mặt của Mộc đã hoàn toàn biến dạng. Gia ớt các hạ,
đội trưởng bộ đội đặc chủng nước M. Thanh âm Bùi Đông Lai vang lên, vứt bỏ cánh tay đầy máu của Mớc, quay đầu nhìn Gia Ất nói. Nhờ ông giúp tôi một việc. Cái gì? Gia Ất sớm đã bị thủ đoạn máu tanh, tàn nhẫn của Bùi Đông Lai làm sợ hãi, lúc này nhìn Bùi Đông Lai toàn thân đầy máu nhìn về phía mình, buột miệng nói. Nhờ ông đem thi thể của hắn giao cho Anthony của gia tộc Gambino. Nói xong, Bùi Đông Lai đã rút thanh chủy thủ đang găm dưới đất. Cậu! Gia Ất định nói gì nhưng im bặt, trợn tròn mắt. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy Bùi Đông Lai đang vung vẩy thanh chủy thủ trên tay, giống như điêu khắc nghệ thuật trên người Mơ. Nhìn màn này mọi người đều không nhịn được tự hỏi. Hắn muốn làm gì? T. Đao rừng, quần áo nát vụn. Nửa thân trên cường tráng của Mơ bị khắc lên hai chữ Hán. Diệt tộc. Mọi người đều nhìn rõ hai chữ Hán khắc trên người Mơ. Diệt tộc. Trên võ đài chợt vang lên một câu tiếng Anh, không biết là ai nói ra, nhưng cả võ đài đều nghe được. Ách, nguyên bản đa số đều không hiểu chữ Hán nhưng sau khi nghe được phiên dịch liền bừng tỉnh, kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Bởi vì bọn họ đều rõ, trong nghị viện Mafia một khi có nhân vật quan trọng cần giết thì đều đem ảnh chụp giao cho 24 U Linh, hơn nữa ở dưới ảnh chụp đều viết một từ đỏ như máu, nét tử vong. Mặc dù không hiểu rõ hành động của Bùi Đông Lai nhưng bọn họ vẫn có thể đoán được Bùi Đông Lai là trả đòn với Anthony người đứng đầu nghị viện Mafia, mày muốn giết tao thì tao diệt cả tộc mày. Nếu như trước trận đấu, Bùi Đông Lai nói muốn tiêu diệt cả gia tộc của viện trưởng nghị viện Mafia, thì sợ rằng tất cả đều cho rằng hắn bị điên, đầu bị hỏng rồi. Nhưng, lúc này, khi nhìn thấy thực lực vừa rồi của Bùi Đông Lai, tất cả đều có cảm giác trở thành địch nhân của Bùi Đông Lai sẽ là một ác mộng. Vù! Không thèm để ý đến mọi người, Bùi Đông Lai trực tiếp ném Mơ về phía khu vực bộ đội đặc chủng M. Nhìn thấy vậy, bên trong đám bộ đội đặc chủng nước M không có ai lao ra đỡ Mơ lại. Thanh âm va chạm vang lên, thân hình Mơ đập thẳng xuống đất. Hô, hô! Lúc này Mơ không còn bộ dáng của tử thần dễ dàng lấy đi tính mạng bất kỳ ai nữa, mà ngược lại, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Phốc, tiếp đó phun ra một ngụm máu, đầu lệch sang một bên, cứ vậy mà chết. Chẳng qua, cho dù chết, ánh mắt hắn vẫn mở to, giống như đến lúc chết hắn cũng không thể tin được phế vật Bùi Đông Lai lại có thể giết chết mình. Không thèm nhìn bộ dáng lúc chết của Mơ, Bùi Đông Lai im lặng rời võ đài. Cộp, 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 giống như hôm qua sau khi đánh bại Park Ji-yong, Bùi Đông Lai chậm rãi, thản nhiên giữa tiếng bàn luận xôn xao rời khỏi võ đài. Bá! Trong giây lát, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Bùi Đông Lai. Lúc này, trừ ánh mắt của Tô Bồ Đề, Batien và đám đội viên Long Hồn thì ánh mắt tất cả đều tràn ngập sợ hãi, kính sợ. Không ngờ người kia che giấu kỹ đến vậy, không những thực lực đã đạt đến chiến sĩ cấp 9 mà thủ đoạn còn máu tanh, tàn nhẫn đến vậy. Batien nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt chứa vài phần lo lắng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền khôi phục bộ dáng cuồng vọng khi trước. Tuy rằng hắn là chiến sĩ cấp 9 nhưng nếu ta dùng bí thuật thì hắn chắc chắn cũng phải chết. Nếu như hắn mạnh như vậy thì tại sao khi ở Thiên Sơn còn cần che giấu thực lực với mình? Tâm tình Tô Bồ Đề còn phức tạp hơn Batien. Khó hiểu, chẳng lẽ hắn biết chuyện của sư phó với lão tiện nam, thậm chí vì lão tiện nam mà sư phó bị thương. Cho nên hắn mới không đem hết thực lực đánh với mình. Mặc dù nhận ra ánh mắt của Batien và Tô Bồ Đề nhưng Bùi Đông Lai cũng không quan tâm, nhưng Tiêu Cuồng lại không nhịn được mà nhìn hai người. Nhìn thấy bộ dáng cuồng vọng của Batien, Tiêu Cuồng cười lạnh, hắn dám khẳng định Tô Bồ Đề hay Batien cũng vậy, đều không thể nhìn ra thực lực chân chính của Bùi Đông Lai. Bởi vì, luận cảnh giới thì Bùi Đông Lai chỉ là hóa kình đại thành mà thôi nhưng sức chiến đấu lại ngang với chiến sĩ cấp 9. Đây chính là lý do mà Bùi Đông Lai dùng long quyền chưa đến một phút đã đánh Mơ tàn phế. Mà đối với Bùi Gia Quyền Tiêu Cuồng càng tin tưởng, nếu Bùi Đông Lai sử dụng nó thì tuyệt đối có thể đánh chết Batien dễ như giết gà. Mơ, bộ đội đặc chủng nước M chết trận, Bùi Đông Lai đội trưởng Long Hồn Trung Quốc giành thắng lợi trận đầu tiên, tiến vào trận chung kết. Đối thủ trong trận chung kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Batien và Tô Bồ Đề. Lúc này Austin Rostov đứng lên, thông báo kết quả trận đấu. Theo lời nói của Austin Rostov, Batien cuồng ngạo liếc Tô Bồ Đề một cái,
giống như nói rằng, biết điều thì nên nhận thua sớm đi. Có lẽ đọc được suy nghĩ trong cái liếc mắt của Bát Tiên, Tô Bồ Đề hừ lạnh, thân mà thánh nữ một trong ba đại đệ tử của Long Bồ Tổ Đề, từ nhỏ lại được Long Bồ Tổ Đề cưng chiều nên tạo thành tính tình đại tiểu thư, cao ngạo, chưa từng sợ bất kỳ ai. Cho nên, lúc này thấy ánh mắt của Bát Tiên như vậy thì làm sao nàng vui vẻ được. Nhìn cảnh này, Bùi Đông Lai khẽ nhíu mày. Ngày thi đấu hôm nay kết thúc, trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai, sau đó sẽ diễn ra trận chung kết. Bởi vì đã đến trưa, cộng với trận đấu vừa rối quá máu tanh cho nên ban tổ chức không dám tiếp tục tổ chức thi đấu, Austin Rostov trực tiếp tuyên bố giải tán. Buổi chiều tự do hoạt động, giải tán. Sau đó, 16 đội ngũ dự thi liền tự động tản ra. Bát Thiên trước khi rời đi, ánh mắt liếc Bùi Đông Lai đầy khiêu khích, giống như hẹn Bùi Đông Lai trận chung kết gặp lại. Cùng lúc đó, Tô Bồ Đề chưa lập tức rời đi, mà đi về hướng Long Hồn của Trung Quốc. Đông Lai, xem ra tiểu bà nương kia có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta về trước đây. Thấy thế, Tiêu Cuồng cười xấu xa vỗ vỗ vai Bùi Đông Lai, sau đó cùng mấy người Long Hồn rời đi trước. Tiểu Tiện Nam, bổn thánh nữ có chuyện cần hỏi ngươi. Tô Bồ Đề rất nhanh đã đến trước người Bùi Đông Lai, phụng phịu nói. Bùi Đông Lai liền thoải mái gật đầu nói. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Đi theo ta. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của đám người xung quanh, Tô Bồ Đề xoay người bỏ lại một câu. Nhớ đến ý tốt nhắc nhở mình lúc trước của Tô Bồ Đề, Bùi Đông Lai cười cười đi theo nàng. Hai tháng trước, ngươi giao đấu cùng ta có che giấu thực lực không? Một lát sau Tô Bồ Đề bước đến phía trước Tùng Lâm, dừng chân, quay đầu hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng dừng chân, lắc lắc đầu nói. Không có. Ngươi nói dối. Cảm giác bị Bùi Đông Lai làm cho Tô Bồ Đề có cảm giác bốc hỏa. Khi đó ngươi chưa đến cảnh giới hóa kính mà vừa này thực lực mà ngươi biểu hiện rõ ràng là hóa kính đại thành. Đừng có nói là trong vòng hai tháng ngươi đã đột phá, chỉ có kẻ ngốc mới tin ngươi thôi. Hai tháng trước tôi đã gần tiến vào cảnh giới bán bộ hóa kính nhập môn, qua hai tháng khổ tu tôi đã đột phá. Bùi Đông Lai do dự một chút, nhưng vẫn nói thật cho Tô Bồ Đề nghe. Tô Bồ Đề trợn trừng hai mắt nhìn Bùi Đông Lai, ngươi coi bổn thánh nữ là kẻ ngốc à? Mặc kệ cô có tin hay không, sự thật vốn là như vậy. Thấy Tô Bồ Đề không tin, Bùi Đông Lai cũng không giải thích. Ngươi, cảm giác bị Bùi Đông Lai trêu đùa nên nàng cũng không còn nghĩ đến việc hỏi Bùi Đông Lai có biết chuyện giữa Long Bồ Tổ Đề với Bùi Vũ Phu không? Nhìn Tô Bồ Đề tức giận, Bùi Đông Lai cười cười nói. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hừ, sợ là trong lòng ngươi cảm thấy đó chuyện cười đúng không? Cười là ta đã không nhìn ra thực lực của ngươi. Nghĩ đến lời nhắc nhở hảo tâm của mình thì Tô Bồ Đề thầm mắng Bùi Đông Lai vô sỉ. Bùi Đông Lai nhún vai, nhắc nhở Tô Bồ Đề. Bát Thiên kia cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, tôi khuyên cô nên từ bỏ trận đấu, để tôi đến đối phó với hắn. Tiểu Tiện Nam. Cơ bản lúc đầu bị ánh mắt khinh thường của Bát Thiên kích thích Tô Bồ Đề đã rất ức chế. Lúc này Bùi Đông Lai lại nói ra câu này khiến Tô Bồ Đề tức giận đến mức bộ ngực đập loạn, hận không thể một ngụm cắn chết Bùi Đông Lai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của bổn thánh nữ rất kém? Nghe vậy, Bùi Đông Lai thở dài, mặc dù biết Tô Bồ Đề nhất định không nhận thua nhưng không ngờ là phản ứng lại mạnh mẽ như vậy. Tiểu Tiện Nam, ngươi chờ gặp ta ở chung kết đi. Thấy Bùi Đông Lai không nói gì, Tô Bồ Đề bỏ lại một câu rồi quay đi. Nàng chắc cũng có đòn sát thủ chăng? Nhìn bóng lưng Tô Bồ Đề, Bùi Đông Lai suy nghĩ. Trạng vạng tối. Sau khi ăn xong bữa tối, Bùi Đông Lao đơn độc ngồi trên tảng đá, nhìn về bầu trời phương Tây, suy nghĩ xuất thần. Tiêu đại ca, anh từng nói với tôi rằng anh có thể giết loại bộ đội như Alpha như giết gà, tôi từng cho rằng ngươi khoác lác, nhưng lúc này tôi đã có thể làm được như vậy. Bùi Đông Lai không khỏi nhớ đến tình cảnh hai linh hồn khai thông với nhau. Cảm ơn anh đã không mạnh mẽ cướp đoạt thân thể tôi, cảm ơn anh đã vô tư thoải mái để cho tôi dung hợp linh hồn nhờ đó mới có thành tựu như bây giờ. Một năm trôi qua, tôi đạt được trình độ như bây giờ, tin tưởng rằng sẽ không lâu nữa tôi sẽ hoàn thành được lời hứa kia. Vì anh, cũng là vì qua tử. Bá! Nói xong, Bùi Đông Lai hướng về phía Tây, nghiêm trang cúi chào. Hô! Sau đó, hít một ngụm không khí ẩm ướt ngoài bờ biển. Xoay người trở về căn cứ. Hả?
Một lát sau, khi sắp rời khỏi bờ biển thì Bùi Đông Lai chợt phát hiện hai bóng người. Mặc dù mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, sắc trời đã tối nhưng Bùi Đông Lai vẫn nhận ra hai người kia, đó chính là Bát Ti En và Tô Bồ Đề. Hai người này sao đi cùng với nhau? Chẳng lẽ bọn hắn muốn thi đấu trước sao? Nhìn hai thân ảnh, Bùi Đông Lai ngẩn người, sau đó nháy mắt đã đoán ra lý do, không nhiều lời mà lập tức đuổi theo. Bát Ti En chiến trường mà ngươi chọn là đây sao? Ở bờ biển phía đông, Tô Bồ Đề dẫm chân lên mặt cát, nói. Mặc dù lúc này nàng vẫn mặc y phục chiến đấu của bộ đội đặc chủng nhưng không hề mất đi khí chất cao quý trên người của nàng. Tô Bồ Đề, ta thật sự không muốn giết một mỹ nhân như cô. Ngoài 20 mét, Bát Ti En khoanh tay đứng, giống như chiến thần, cuồng ngạo nói. Nếu không, cô hãy nhận thua bỏ cuộc thi đấu đi. Hắc, Bát Ti En người thật xứng với cái danh cuồng thần, mặc dù có chút ngu muội nhưng ít nhất cũng không uổng phí danh hiệu này. Tô Bồ Đề khinh thường cười. Mặc dù ngươi nhìn như rất cuồng nhưng thật ra lại nhất nhát gan, ngươi không phải là không nhẫn tâm giết ta, căn bản chính là giết không được ta, hay nói rõ hơn là trong lòng ngươi biết muốn giết được ta cũng phải trả giá rất lớn, bởi như vậy ngươi mới không thể đem toàn bộ thực lực nghênh chiến với Bùi Đông Lai. Ngươi, thấy suy nghĩ trong lòng bị vạch trần, Bát Ti En thẹn quá thành giận nói. Tô Bồ Đề, Việt Nam có câu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu cô đã muốn chết vậy thì để ta thỏa mãn dùm cô. Nói xong, trên người Bát Ti En bộc phát chiến ý mạnh mẽ, cả người to lớn hơn một chút. Hừ, chỉ bằng ngươi. Cảm giác được chiến ý của Bát Ti En, Tô Bồ Đề không hề sợ hãi, trên người cũng tỏa ra chiến ý khiếp người. Ấn Độ Ma Bồ môn tu luyện chính là du già thuật thượng cổ, kế thừa Phật học chân chính, mục tiêu tối cao của môn võ này chính là tinh thần và thể xác hợp nhất. Lúc này Tô Bồ Đề đã tiến vào trạng thái thể xác và tinh thần hợp nhất. Lúc này Tô Bồ Đề đã xuất ra toàn bộ thực lực. Đi chết đi! Theo tiếng hét to, khí thể của Bát Ti En tăng vọt, lao đến Tô Bồ Đề. Tốc độ nhanh đến mức trên cát không hề có một dấu chân nào của Bát Ti En. Trong nháy mắt Bát Ti En đã đến trước người Tô Bồ Đề, cánh tay vung lên, toàn lực đánh xuống. Vù! Tô Bồ Đề không hề trốn tránh, vẫn đứng bất động. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu lúc này có đệ tử Ma Bồ ở đây sẽ cực độ khiếp sợ, bởi vì đây chính là cảnh giới tối cao của du già thuật thượng cổ. Sau đó, khi nắm tay Bát Ti En đến trước mặt thì nàng vung tay ra, biến thành trưởng che trước mặt. Bốp! Quyền trưởng va chạm, vang lên một tiếng, khí kình khủng bố khiến cho mặt cát bốn phía bị đẩy văng lên. Đang chắn trước đầu quyền của Bát Ti En, Tô Bồ Đề liền biến trưởng thành chảo, nắm lấy đầu nắm tay hắn. Hừ. Bát Ti En hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, cố gắng thoát khỏi chảo của Tô Bồ Đề. Nhưng, lúc Bát Ti En tưởng rằng đã thoát được chảo của nàng thì tay của Tô Bồ Đề lại như dây leo, bám theo nắm chặt quyền đầu của hắn. Triền tự quyết. Tô Bồ Đề lúc này sử dụng chính là bí quyết triền uyên thâm của du già thuật thượng cổ. Bát Ti En biến sắc, không nói nhiều, tay trái vung lên, nện xuống đầu Tô Bồ Đề. Như đoán trước được cử động này của Bát Ti En, nháy mắt buông cánh tay phải của Bát Ti En ra, tránh thoát công kích của hắn, đồng thời MU bàn tay phải bắn ra. Bốp! Vang lên một tiếng, bàn tay của Tô Bồ Đề đã đập lên người Bát Ti En. Hắc! Nếu như là võ giả bình thường bị trúng chiêu này không mất mạng cũng sẽ trọng thương, nhưng Bát Ti En lại không hề hấn gì mà chỉ lui lại một bước. Đi chết đi! Mặc dù đã bị thương, nhưng Bát Ti En vẫn tiếp tục tấn công. Gối phải húc thẳng vào bụng Tô Bồ Đề. Bốp! Tô Bồ Đề khép chặt hai tay che chắn, nương theo lực đầu gối của Bát Ti En bay ngược về sau. Bịch! Bát Ti En đá xuống cát, một đám cát hất thẳng lên mặt Tô Bồ Đề, đồng thời cả người cũng tiến tới. Tô Bồ Đề bình tĩnh, cổ tay vung lên túm lấy đám cát đang bay đến, ném ngược về phía Bát Ti En. Ba! Bị ném trúng là thân hình Bát Ti En hơi dừng lại, Tô Bồ Đề liền lao đến. Hóa thủ vi đao, vung tay chém vào cổ Bát Ti En. Mặc dù Bát Ti En có thể chất đặc thù, lực phòng ngự kinh người nhưng cũng biết cổ là tử huyệt cho nên không dám ngạnh kháng, nghiêng người né tránh, đồng thời lại phản kích. Trong nhất thời hai người áp sát nhau, Bát Ti En bằng lực công kích đáng sợ, các đòn công kích liên tục được đánh ra, còn Tô Bồ Đề thì dựa vào thân hình nhỏ nhắn và du già thuật thượng cổ mà né tránh, phản kích. Tô Bồ Đề, cô đã muốn chết vậy đừng trách ta.
vài chiêu liên tục không đánh chết được Tô Bồ Đề, Bát Tiên tức giận, hai cánh tay đập vào ngực mình giống như đại tinh tinh vậy, điên cuồng hét lớn. Nhìn một màn rất tức cười này nhưng Tô Bồ Đề không dám giễu cợt đối phương mà ngược lại vẻ mặt nàng càng ngưng trọng. Bởi vì nàng biết Bát Tiên muốn dùng đòn sát thủ cuồng hóa. Đây là vũ kỹ kinh khủng nhất của bộ lạc cuồng nhân, chẳng những kích thích toàn bộ lực lượng trong cơ mà thể mà vũ kỹ này còn khiến người sử dụng tiến vào trạng thái điên cuồng, biến thành một cỗ máy chiến đấu. Ba á thủ lĩnh bộ lạc cuồng nhân có thể đứng trong 10 người mạnh nhất cũng là nhờ vũ kỹ này. Xoẹt! Trong giây lát, quần áo Bát Tiên rách toạc, lộ ra cơ thể nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng, chiến ý trên người giống như núi lửa phun trào. Theo tốc độ cuồng hóa của Bát Tiên, Tô Bồ Đề chỉ cảm thấy ngực mình bị áp lực như quả núi lớn đè lên. Cảm giác được nguy hiểm, Tô Bồ Đề khẽ cắn răng làm ra quyết định, hai tay đặt trước ngực, thi triển vô số thủ ấn hoa mắt. Đi chết đi! Bát Tiên đã hoàn toàn cuồng hóa, thân hình như một con gấu lớn, trực tiếp lao về phía Tô Bồ Đề. Mặt trời dẫn chìm xuống, bóng đêm đã đến. Trên mặt cát, Tô Bồ Đề giống như bị sợ quá không cử động được, mặc cho nắm tay Bát Tiên đập lên người. Bị trúng một quyền, thân thể mềm mại run lên, khóe miệng trào máu. Chết đi! Khuôn mặt dữ tợn của Bát Tiên nở nụ cười, tiếp tục vung quyền. Niết bàn! Nhưng, không đợi nắm tay Bát Tiên vung lên, khóe miệng dính máu của Tô Bồ Đề chậm rãi phát ra hai tiếng, hai tay từ dưới vung lên, chụp xuống người Bát Tiên. Man nhân cuồng quá, Phương Hoàng Niết bàn! Hai người đã dùng đến thần thông mạnh nhất, quyết một chiêu phân thắng bại. Một trường nhìn như thong thả này của Tô Bồ Đề nhưng thật ra lại rất nhanh. Bốp! Trường của Tô Bồ Đề nặng nề vỗ lên ngực trái của Bát Tiên. Bát Tiên giống như bị sét đánh, cả người chấn động, sau đó thân thể bay ngược về sau như quả bóng chày. Phốc! Ở trên không trung, Bát Tiên há mồm phun ra một ngụm máu, khuôn mặt dữ tợn trở nên trắng bệch. Phốc! Nhìn Bát Tiên bị đánh bay, thân thể Tô Bồ Đề cũng khuỵu xuống. Phun ra một ngụm máu đỏ, khuôn mặt trắng bệch. Sau đó, thân thể mềm mại lung lay rồi đổ xuống đất. Bịch! Cùng lúc đó, thân hình Bát Tiên cũng ầm ầm ngã xuống, tạo thành một cái hố to trên mặt đấy, cả người hắn run rẩy không ngừng. Cách đó không xa, Bùi Đông Lai nhìn Bát Tiên vỗ ngực liền hiểu được Bát Tiên muốn cuồng hóa thì liền tăng nhanh tốc độ lao đến. Nhưng, hắn chưa kịp đến thì sau khi cuồng hóa Bát Tiên đã lao đến Tô Bồ Đề. Nhìn một màn này, Bùi Đông Lai không nhịn được dừng bước. Ngay cả bản thân hắn cũng khó chịu nổi một quyền khi cuồng hóa của Bát Tiên. Nhưng thật khó tin là Tô Bồ Đề bị trúng một quyền này vẫn đứng thẳng được, còn có thể phản kích, đánh ra một chưởng đẩy bay Bát Tiên. Bởi vì đã từng nói chuyện cùng Diệp Cô Thành về chuyện của Bùi Vũ Phu, cho nên Bùi Đông Lai đối với Ma Bổ Môn cũng có hiểu biết, nên cũng biết Niết Bàn chính là bí thuật mà Ma Bổ Môn tự hào nhất. Niết bàn trong kinh Phật được gọi là Nirvana, diệt, diệt độ, tịch diệt, an nhạc, vô vi, bất sinh, giải thoát, viên tịch, tức là trọng sinh. Theo sử thi Ramayana Ấn Độ ghi chép, thần hộ mệnh Shiva đốt lên ngọn lửa liệt diễm, Phượng Hoàng hấp hối lao vào trong đó, cháy thành tro tàn, rồi lại từ tro tàn sống lại, trở thành Phượng Hoàng bất tử. Mọi người gọi là Phượng Hoàng Niết bàn. Phượng Hoàng trải qua khảo nghiệm thống khổ của liệt hỏa, mới được trọng sinh. Nên gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn cũng có ngụ ý là không sợ thống khổ, không ngừng theo đuổi, nghị lực vững mạnh. Vũ kỹ Niết Bàn trong du già thuật thượng cổ, trong nháy mắt giúp tu luyện giả có thể tăng lực phòng ngự và tấn công, có thể giúp ngăn cản một kích chí mệnh và phản kích lại địch nhân. Từ đó chuyển bại thành thắng, nhưng muốn chịu một đòn công kích chí mệnh của đối thủ để phản kích, mức độ thống khổ cũng gần giống như Phượng Hoàng phải trải qua liệt hỏa dày vò. Không chịu đựng nổi thì sẽ chết. Nếu vượt qua thì thực lực bản thân sẽ tăng lên một tầng, chẳng khác gì Phượng Hoàng Niết Bàn. Lúc này Tô Bồ Đề chính là đang bị thống khổ dày vò, thân thể mềm mại liên tục run rẩy, mồ hôi đổ như tắm. Một lát sau, nàng cố gắng đưa tay vào túi tìm cái gì đó, nhưng bàn tay không hề nghe lệnh, không thể cử động được chút nào. Đúng lúc này, Bùi Đông Lai lao đến rất nhanh, ngồi xổm xuống trước người nàng, nhíu mày hỏi. Cô làm sao rồi? Thuốc, thuốc. Hai mắt Tô Bồ Đề nhắm lại nên không thấy Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói. Bùi Đông Lai nghe xong, nhanh chóng đưa tay vào túi quần nàng, lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng. Mấy viên?
Bùi Đông Lai mở nắp ra liền ngửi được mùi thuốc nồng nặc, liền hiểu đây chính là linh dược cứu mạng của Tô Bồ Đề. Một viên là đủ rồi. Tô Bồ Đề khó khăn nói, khóe miệng tràn máu ra. Bùi Đông Lai nghe xong nhanh chóng lấy ra một viên thuốc màu trắng, bỏ vào miệng Tô Bồ Đề. Sau khi dùng thuốc, trạng thái Tô Bồ Đề cũng chưa tốt hơn chút nào, Bùi Đông Lai đành để mặc thân thể nàng dựa vào người mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù bị trọng thương nhưng ý thức của Tô Bồ Đề vẫn tỉnh táo. Nhìn thấy mình nằm trong lòng Bùi Đông Lai, chống ngực đập liên hồi, trong con mắt lộ ra vài phần kháng cự. Đơn giản là từ trước đến giờ nàng chưa từng tiếp xúc thân thiết với nam nhân nào. Nhưng bây giờ lại ngã vào lòng một nam nhân, giống như hoàng hoa khuê nữ lần đầu gả chồng vậy. Cả người căng thẳng, không thể cử động nên Tô Bồ Đề đành bất lực nằm im trong lòng Bùi Đông Lai. Cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở nam nhân dày đặc trên người hắn. Tất cả đều cực kỳ xa lạ với Tô Bồ Đề, trong đầu có một suy nghĩ, đây chính là cảm giác được nam nhân bảo vệ sao. Suy nghĩ này xuất hiện, làm Tô Bồ Đề kinh hoàng, cố gắng giải giụa nhưng vẫn không thể cử động. Cùng lúc đó, Bát Thiên cũng đã ngồi dậy, khó khăn lấy ra một bình thuốc. Nhìn thấy vậy, Bùi Đông Lai cũng biết trong chiếc bình của Bát Thiên cũng là linh đan diệu dược. Biết rõ điểm này, trong lòng Bùi Đông Lai đấu tranh mãnh liệt, có nên đi qua tranh thủ chém chết Bát Tiên, không cho hắn uống thuốc. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Bùi Đông Lai, Bát Tiên khó khăn mở nắp mình, đưa lên miệng, chốc lên. Bát Tiên đem chất lỏng trong bình chảy vào trong miệng. Thường thì dược liệu lỏng tốc độ phát huy nhanh hơn dược vật dạng rắn nhiều. Sau khi dùng thuốc, Bát Tiên đã khôi phục vài phần khí lực, liếc Bùi Đông Lai một cái, giãy giụa đứng lên. Ta và Tô Bồ Đề ước hẹn giao đấu sớm, chúng ta là công bình cạnh tranh. Bát Thiên tiếp tục nói. Ngươi là con trai của Vũ Thần Trung Quốc, ta hy vọng ngươi giống như tên gọi đó, không nhân cơ hội hạ độc thủ. Nếu tao muốn giết mày, thì mày đã chết rồi. Bùi Đông Lai bình tĩnh, liếc nhìn Bát Thiên nói. Bát Thiên nghe được lời này, khuôn mặt giận dữ. Nhưng, mặc dù giận dữ hắn cũng không dám nói gì. Bởi vì hắn cũng biết Bùi Đông Lai nói đúng, nếu muốn giết hắn thì còn cần gì chờ hắn uống thuốc trị thương. Và hắn cũng sợ mình nói ra sẽ chọc giận Bùi Đông Lai, mặc dù không biết vì sao Bùi Đông Lai không giết mình nhưng chứng kiến cảnh hắn giết mất, hắn biết Bùi Đông Lai cũng không phải người tốt gì, nếu chọc giận Bùi Đông Lai thì chắc gì hắn không thay đổi chú ý chứ. Quẹ! Để mặc Bát Thiên lê thân thể bị thương về quân doanh, đột nhiên thân thể Tô Bồ Đề ở trong lòng hắn run rẩy. Nôn ra một ngụm máu. Nhưng khác với lần trước, lần này máu nàng phun ra lại là màu đen. Phù, phù. Sau khi nôn ra, thân thể Tô Bồ Đề đã khỏe hơn một chút. Cô đỡ hơn chưa? Bùi Đông Lai thấy vậy, biết là thuốc đã phát huy tác dụng. Mặc dù Tô Bồ Đề luôn miệng nói sẽ giáo huấn hắn, nhưng hắn cũng biết Tô Bồ Đề không hề có ác ý. Bởi vì Long Bồ Tổ Đề có quan hệ với Bùi Vũ Phu. Vì ông ấy mà bà bất chấp bị thương, cho nên Bùi Đông Lai cũng tự biết bản thân thiếu bà một cái nhân tình. Cho nên, lúc này hắn không hề mong muốn Tô Bồ Đề xảy ra chuyện gì. Lời nói của Bùi Đông Lai vang lên bên tai, cảm ban sự lo lắng trong lời nói của y, sắc mặt vừa mới khôi phục chút huyết sắc của Tô Bồ Đề chợt đỏ ửng, trái tim chợt đập loạn. Tuy rằng bản thân rất kiên cường, cũng không thích cảm giác được nam nhân bảo vệ, nhưng nàng cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân nào. Cho nên lúc này nàng mới có phản ứng của những cô gái nhỏ yếu lần đầu thân mật với con trai. Thả ta ra. Lúc này, không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy người nàng cực kỳ khó chịu, vừa mới khôi phục chút sức lực lúc này cũng mềm nhũn ra. Cô bị thương rất nặng, mặc dù đã dùng thuốc như tốt nhất là ngồi im đi. Vừa nói Bùi Đông Lai vừa thả Tô Bồ Đề ra nhưng lại nắm lấy tay nàng. Bàn tay bất ngờ bị nắm. Cả người Tô Bồ Đề như bị điện giật, cố gắng tránh thoát nhưng chỉ cảm giác toàn thân không còn chút sức nào, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Để ta giúp cô đẩy nhanh tác dụng của thuốc. Nhìn Tô Bồ Đề bất ngờ phản ứng mãnh liệt, Bùi Đông Lai ngạc nhiên nhưng vẫn không buông tay của nàng ra, chỉ giải thích một câu, sau đó liền đưa khí kình bản thân vào người nàng. Cảm giác được ấm áp từ bàn tay Bùi Đông Lai truyền đến, Tô Bồ Đề đang định nói lại thôi. Chỉ cúi đầu để mặc hắn. Dựa vào kinh lực đưa vào người mình, Tô Bồ Đề cảm giác ấm áp khắp toàn thân, khuôn mặt càng đỏ rực,
trong lòng tràn ngập cảm giác kỳ dị, không nhịn được khẽ liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai. Nương theo ánh trăng, nhìn rõ khuôn mặt thành thục không hợp tuổi của Bùi Đông Lai, cảm giác kỳ dị trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Từ xưa đến nay, tất cả nữ nhân đều công nhận một điều, khi nam nhân nghiêm túc làm một việc gì thì đó là lúc hấp dẫn nhất. Những lời này mặc dù không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không sai, một nam nhân khi chăm chú làm một việc gì đó cực kỳ có lực hấp dẫn với nữ nhân. Lúc này Bùi Đông Lai tập trung trị thương cho nên không nhận thấy Tô Bồ Đề đang nhìn lén mình, chỉ cảm thấy tim Tô Bồ Đề bất ngờ đập nhanh cho nên tưởng rằng dược lực đã phát huy tác dụng. Được rồi. Một lát sau, kinh lực của Bùi Đông Lai chuyển một vòng kinh mạch của Tô Bồ Đề, làm cho dược lực trong thời gian ngắn tràn ngập toàn thân Tô Bồ Đề. Cảm ơn. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Tô Bồ Đề lấy lại tinh thần, giống như sợ bị Bùi Đông Lai phát hiện ra suy nghĩ của mình mà cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Sư phụ của cô vì giúp cha tôi mà bị trọng thương, tôi giúp cô chữa thương là nên mà. Nhìn đại tiểu thư Tô Bồ Đề lúc này giống như con mèo nhỏ, Bùi Đông Lai cảm thấy rất thú vị. Không hiểu là do nhìn thấy nụ cười của Bùi Đông Lai hay là nghe được lời nói của hắn, mà Tô Bồ Đề có chút tức giận, ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm nghị, hừ lạnh nói. Hừ, lúc này mới biết báo ân à. Tôi đã nhắc nhở cô rồi, Bát Thiên không chỉ đơn giản như bề ngoài đâu, chỉ tại cô không chịu nghe tôi. Nhìn Tô Bồ Đề nóng nảy, Bùi Đông Lai vỗ vỗ ót, cười khổ nói. Tiểu tiện nam, lúc này ta với Bát Thiên lưỡng bại câu thương như vậy chức quán quân này xem như thuộc về ngươi rồi. Tô Bồ Đề tức giận, bộ ngực rung rung, nói. Để cảm tạ ngươi, đợi cuộc thi đấu quân sự chó má này kết thúc, ta với ngươi sẽ đánh một trận. Bùi Đông Lai không nói gì, ta vừa cứu ngươi ngươi lại muốn đánh nhau với ta, cái này đâu có logic đâu. Ngươi đánh cũng đánh mà không đánh cũng phải đánh. Tô Bồ Đề nhìn Bùi Đông Lai không nói gì, hỉ mũi chừng mắt hừ một tiếng, sau đó, không đợi Bùi Đông Lai trả lời đã lắc lắc cặp mông rời đi. Đúng là một nữ nhân tranh cường háo thắng ha. Nhìn Tô Bồ Đề cố gắng đứng thẳng lưng, Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Dịch giả tuông 10. Màn đêm buông xuống, từng cơn gió biển thổi trên mặt sóng, vỗ vào NSNG tảng đá bên bờ, tạo lên những ngâm thanh xé sự im lặng của đêm tối. Trong bóng đờ đờ êm, Tô Bồ Đề đang gỡ bỏ tất chân, cố gắng hóp bụng, ngồi thẳng dậy, biểu hiện ra bộ dáng không có vấn đề gì cả, nhưng mà thân thể cô khẽ run lên, chứng tỏ tình hình không mấy lạc quan. Trên thực tế, đúng là như vậy. Nàng bị trúng một kích toàn lực của Bát Tiên, dù sử dụng bí thuật, niết bàn, nhưng vẫn bị tổn thương nguyên khí, thậm chí, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, Bùi Đông Lai lợi dụng kình thực thúc đẩy dược lực, để dược lực truyền đi khắp toàn thân thì e rằng kinh mạch, gân cốt, lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. So với Tô Bồ Đề, thương thể của Bát Tiên cũng chả khá khẩm hơn là bao. Tô Bồ Đề sử dụng bí thuật, niết bàn, phát động lâm tử phản kích, uy lực mạnh hơn một kích thông thường rất nhiều. Bát Thiên tuy rằng có sức phòng ngự kinh người, bất quá vẫn bị chấn thương lục phủ ngũ tạng, nguyên khí bị hao tổn rất nhiều. Nếu không phải khi đó sử dụng thứ thần thủy vô cùng chân quý của bộ lạc cuồng nhân đúng lúc thì sau này có khôi phục thương thế, thực lực sẽ không thể nào tăng tiến. Đờ, ét mũ, mũ e, không ngờ, niết bàn, của Tô Bồ Đề này lại lợi hại như vậy. Xuyên qua rừng tùng, Bát Tiên nghĩ lại trận chiến vừa rồi mà có chút sợ hợi, hắn thấy rằng nếu thực lực Tô Bồ Đề mạnh hơn một chút, có lẽ hắn đã tèo rồi. Tim Bát Tiên đập liên hồi, thở phào than may mắn. Tuy rằng bởi vì trận chiến này mà mình bị thương nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn, nên không cách nào có thể quyết đấu với con trai của Vũ Thần được. Nhưng qua trận chiến này, mình tựa hồ lại có dấu hiệu đột phá. Mong rằng trước cuộc thi đấu có thể hoàn toàn khôi phục thương thế và đột phá cả bình cảnh. Đến lúc đó, không riêng gì Tô Bồ Đề, mà ngay cả con trai của Vũ Thần Hoa Hạ cũng chạy không thoát được. Nói tới đây, Bát Tiên không nhịn được bật cười. Sau đó, hắn không trở về quân doanh ngay, thay vào đó, hắn ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, hấp thu dược lực để chữa lành thương thế. Coi như thời điểm Bát Tiên khôi phục thương thế cũng sẽ là lúc rạng sáng tại New York. Sáng sớm, nắng chiếu sáng trang viên Gambino. Chỉ là vẫn không đủ để làm trang viên quạnh quẽ này ấm áp, nơi đây vẫn tỏa ra một khí tức lạnh lẽo. Trong thư phòng biệt thự của trang viên, người tạm thời nắm quyền gia tộc Gambino và hội đồng Mafia là Anthony Gambino đang ngồi trên chiếc ghế phong cách cổ xưa,
xem một ít văn kiện trọng yếu sau khi đã luyện công buổi sáng và ăn sáng xong. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm quấy nhiễm tâm tình Anthony đang xem văn kiện. Hắn nhíu mày, đứng lên nhìn qua số điện thoại gọi đến, liền lập tức sửng sốt, lập tức nghe máy. Buổi sáng tốt lành, chú Otto. Buổi sáng tốt lành Anthony. Bên kia đầu dây điện thoại, người tên Otto trả lời, ngữ khí của lão có chút cổ quái. Chú Otto, nghe ngữ khí của chú, hình như đã xảy ra chuyện gì sao? Nhận thấy ngữ khí dị thường của Otto, Anthony mơ hồ cảm thấy Otto sáng sớm đã gọi cho mình chắc hẳn có liên quan đến cuộc thi đấu quân sự. Nhưng hắn nhớ rõ là tối hôm nay Mark mới giao thủ cũng với Bùi Đông Lai mà, vì thể trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy, Anthony, ta nói cho cháu nghe một tin tức xấu. Thân là nhân vật thực quyền trong giới quân đội mà Otto vẫn hợp tác với hội đồng Mafia, hoặc nói trắng ra là mô dù cho bọn họ. Há vừa giúp Bùi Đông Lai huyết tẩy Nhật Bản trong nghị sự cổ động để gây áp lực lên Trung Quốc, lại vừa đưa quyền lực của căn cứ bộ đội đặc chủng nước M đóng tại vùng châu thổ vào tay Anthony để giúp hắn giết Bùi Đông Lai. Tin tức xấu. Trong lòng Anthony tràn ngập dự cảm xấu. Otto thở dài. Mark đã chết. Cái gì? Mark đã bị tên Bùi Đông Lai khốn kiếp kia giết chết. Tại sao hắn có thể làm được như thế? Không đợi Otto nói hết lời, Anthony cả kinh nhảy dựng ra khỏi ghế. Chú Otto, chú không nhầm chứ? Không phải tối nay bọn họ mới đấu với nhau ư? Làm thế nào mà Mark lại chết được chứ? Mark vốn đã bước được nửa bước vào hàng ngũ chiến sĩ cấp chính, đâu phải muốn giết là giết được. Đó là sự thật, Anthony. Người ở căn cứ bộ đội đặc chủng vùng châu thổ đã báo tin tới Mark đánh một gã bộ đội đặc chủng của Trung Quốc, chọc giận tới hắn nên hắn đề nghị tiến hành sớm trận đấu. Kết quả là, hắn chỉ mất chưa đến một phút đồng hồ để đánh bại Mark. Không đến một phút đồng hồ. Anthony hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, có vẻ như không thể nào tin nổi đây lại là sự thật. Nhưng lý trí của hắn cho biết rằng Otto không hề lừa gạt hắn. Mặt khác, hắn sau khi giết chết Mark, hắn dùng dao găm khắc hai chữ lên ngực Mark để các thành viên bộ đội đặc chủng vùng châu thổ gửi thi thể Mark đến cho cháu. Thấy Anthony không nói lời nào, Otto nói tiếp. Vốn lão định nói ra sự thật, bất quá lại cảm thấy không được ổn, cuối cùng lại đổi thành nhắc nhở. Anthony, hắn thực sự quá nguy hiểm, ta nghĩ cháu không nên đi trêu học vào hắn nữa. Hắn đã viết gì trên ngực mơ? Anthony cắt đứt lời của Otto, lớn tiếng hỏi. Diệt tộc, loảng xoảng. Nghe thấy hai từ, diệt tộc, Anthony trực tiếp đập vỡ điện thoại. Gừ ô khắc này, hắn thật sự muốn lao đến trước mặt Bùi Đông Lai. Cho Đông Lai mấy phát tát cho biết mặt. Cùng lúc đó, Tổng bộ thần võng, thân vương Dracula, tra được tin tức gì ư? Trong một gian phòng của tòa thành, dáng người của Sunnerly mập mạp đang ngồi trên cái ghế, hai nữ tử dáng người thướt tha đang quỳ xuống làm đệm chân cho ả, ngoài ra còn hai gã đàn ông cũng quỳ trên mặt đất liếm bàn chân to béo của ả. Nương theo ngọn đèn, có thể thấy hai mặt nữ tử kia đều có vết dao hằn sâu vào, dung nhan hoàn toàn bị hủy hoại. Còn hai người đàn ông kia mặc dù không bị hủy dung nhân nhưng có thể là bị Sunnerly bạo dâm nhiều quá nên cơ thể gầy như que củi, đôi mắt mờ mịt như cái xác không hồn. Dracula tựa hồ đã sớm không quen với cảnh tượng này, hành lễ nói. Thưa Sunnerly, một bộ giáo phái báo tin rằng thánh nữ Serena sinh bệnh nên lùi ngày khởi hành tới St. Petersburg 10 ngày. Không hiểu tại sao giáo đình lại đưa một con bé gầy yếu lên làm thánh nữ chứ? Nghe được tin tức thánh nữ bị sinh bệnh, Sunnerly độc địa mắng, trong mắt hiện lên hận ý sâu đậm. Dracula nghe vậy, bèn điều không lên tiếng. Thân là một trong tứ đại hoàng thân của thần võng, hắn biết ngày xưa khi Sunnerly còn bé đã được giáo đình thu nạp, hơn nữa còn được là một trong những người được đề cử làm thánh nữ. Khác với những người sinh ở gia đình đầm ấm, Sunnerly từng có 2 năm đi ăn mày, tuổi còn nhỏ mà ả đã dùng tâm kế nghĩ mọi biện pháp để được làm thánh nữ. Kết quả rõ ràng rằng ả bị loại những người có tư cách làm thánh nữ. Điều này làm tính cách của ả đại biến, cũng rất hận giáo đình. Còn Odin sở dĩ muốn nhận ả vì ngoại trừ ả là một người có thiên phú trong võ học ra, còn vì Odin coi trọng sự hận thù của ả đối với giáo đình. Odin cảm thấy nếu như để Sunnerly từng là người của giáo đình mà Favetican, đó sẽ là một chuyện thập phần thú vị. Thế còn tính hình của con trai vũ thần hoa hạ.
Lục Địa mắng Serena xong, Sunnerly quay lại hỏi tin tức của Bùi Đông Lai. Hắn hôm nay đã đích thân ra tay giết chết mớ của hội đồng mafia. Nói đến Bùi Đông Lai, ngữ khí của Dracula hơi cổ quái. Căn cứ theo tin tức nhận được thì hắn chỉ mất chưa đến một phút để tiễn mớ xuống âm phủ, hơn nữa còn dùng thủ pháp rất tàn nhẫn để giết chết mớ trước mặt mọi người. Nghe Dracula nói, Sunnerly nghe đến đây thấy hứng thú. Ả dùng đầu ngón chân đột ngột thúc vào miệng hai nam tử, sau đó phát lực, đẩy mạnh hai nam tử đó về phía sau, chỉ nghe ầm, một tiếng, hai nam tử đó đã bay thẳng về phía sau, bộ mặt bị lún vào, chắc chắn đã toi đời. Hai cô gái quỳ dưới chân tuy biết Sunnerly giết người như ngoé, nhưng vẫn bị ả dọa cho sợ hãi thét lên, sụi lơ dưới nền nhà. Sunnerly không có giết tiếp hai cô gái này mà chỉ cười gian đứng lên. Thân vương Dracula, ta muốn biết bảo bối tương lai của ta đã giết hắn như thế nào. Hắn đánh bại Merc xong, dùng chân dậm nát mắt cả chân của Merc thành cám. Nghe Sunnerly gọi Bùi Đông Lai làm bảo bối tương lai, làm Dracula thấy nổi da gà, bất quá hắn vẫn thành thật đáp. Sau đó, hắn giật đứt cánh tay của Merc ra, dùng cánh tay đó tát cho Merc chục phát, hơn nữa còn khắc lên ngực Merc hai chữ, diệt tộc. Quá hay, hắn thực sự làm cho ta động tâm, ngẫm lại. Nếu để một kẻ tàn nhân như vậy, lại còn là con trai của Vũ Thẫn Hoa Hạ nữa trở thành nô lệ của ta thì sẽ tuyệt vời như thế nào nhỉ? Sunnerly nghe vậy chẳng những không thấy sợ hãi mà còn giống như uống được thuốc kích thích, hưng phấn lạ thường, bọ dáng như một con lợn nái động tình. Thân vương Dracula, ta phải có được hắn, nhất định phải có được. Hiểu rõ ý tử của Sunnerly, Dracula có chút khó xử. Sao, hoàng thân Dracula? Chẳng nhẽ ngươi không muốn giúp ta? Thấy Dracula không lên tiếng, Sunnerly đang tươi cười dẫn trở thành lạnh lùng, làm người ta dựng hết cả lông tóc. Nhận thấy Sunnerly nổi giận, Dracula thở dài nói. Sunnerly, thân chi tử Dixie đã nói qua rằng ngài muốn tự tay giết chết con trai của Vũ Thần Hoa Hạ. Dracula, không cần mang hắn ra đây dọa ta. Sunnerly nghe vậy vô cùng tức giận, ngữ khí hoàn toàn lạnh lẽo. Tuy rằng hắn vẫn tạm thời tiếp quản thần võng, nhưng chủ nhân thực sĩ là cha của hắn. Chưa đến lượt hắn quản ta. Dracula thở dài, cả Dixie lẫn Sunnerly hắn đều không dám đắc tội. Hoàng thần Dracula, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có giúp ta không? Sunnerly buộc Dracula ỏ rõ thái độ. Dracula thấy Sunnerly quyết tâm xuống tay với Bùi Đông Lai, đành bất đắc dĩ cười khổ nói. Sunnerly đã nói. Sao ta dám không giúp chứ? Khá khen cho ngươi, thân vương Dracula, lấy thực lực của ngươi và ta, hơn nữa còn có hai thân vệ của ngươi và bốn thần vệ của ta thì trừ phi lão giáo hoàng quái vật kia xuất thế thì không có ai có thể ngăn được chúng ta. Sunnerly nghe vậy, nở nụ cười tà ác. Vatican nằm giáp với phía tây Rome của Italia, nó đã lập thành một quốc gia nhỏ có ít chủ quyền, được gọi là đất nước trong đất nước. Tuy rằng Vatican coi là một tiểu quốc nhưng bởi vì lượng người tín ngưỡng nơi đây có số lượng khổng lồ trên thế giới nên nơi đây có lực ảnh hưởng rất lớn đến chính trị nhiều quốc gia. Sáng sớm, trên quảng trường St. Peter nổi tiếng, nhà thờ lớn St. Peter và bảo tàng Vatican mở cửa nghênh đón khách tham quan. Chỉ có nơi được xưng là thế giới của Thiên Chúa Giáo trong giáo đường Vatican mới yên tĩnh. Trong giáo đường Sistine nổi tiếng toàn cầu. Giáo hoàng Mario giống như ngày xưa, một tay cầm quyền trưởng biểu thị cho quyền lực, một tay cầm kinh thánh. Ngoài giáo đường, hộ vệ trưởng của giáo chủ mặc một bộ đồ kỵ sĩ thời Trung Cổ, nửa trên là áo giáp màu bạc, đầu cũng đội mũ giáp màu bạc, trên mũ giáp có gắp lông chim màu đỏ, trên tay cầm một chiếc kiếm nhỏ, cả người bất động đứng đó. Nhìn thế thôi chứ đám hộ vệ này chỉ có tác dụng tránh để người khác quấy rầy giáo chứ căn bản vị giáo chủ nào không cần hộ vệ. Một lát sau, phía trước hành lang truyền đến tiếng bước chân, hộ vệ trưởng quay đến nhìn, thấy một người đang đến. Người này có mái tóc màu vàng, gương mặt trái xoan, đôi mắt lam trong veo như dòng nước, mặc bộ trường bào màu trắng được đặt làm riêng, làm nổi bật lên ra người uyển chuyển thướt tha và khí chất vô cùng cao quý. Nàng chí là thánh nữ Serena của giáo đình. Buổi sáng tốt lành thưa thánh nữ tôn quý. Thấy Serena một mình đi đến, hộ vệ liền cung kính hành lễ. Phiều hãy vào thông báo với giáo hoàng, Serena muốn cầu kiến. Tuy rằng có thân phận thánh nữ tôn quý nhưng cô không hề cao ngạo. Đôi môi màu hồng nhạt hơi hé ra,
để lộ ra hai hàm răng trắng tinh, khi mỉm cười khiến người ta có cảm giác gần gũi bình dị. Thánh nữ tôn quý, xin người hãy chờ. Hộ vệ trưởng hành lễ, rồi quay người đi vào trong giáo đường, quy gối xuống, vẻ mặt thành kính nói. Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, thánh nữ Serena cầu kiến. Để nàng vào. Nghe thấy hộ vệ báo tin, giao hoàng nệ đặt thánh kinh trong tay xuống, môi hơi diệt diệt, tiếng động truyền cả ra bên ngoài giáo đường. Thánh nữ tôn quý, mời người vào. Hộ vệ trưởng ra mời Serena vào rồi trở lại vị trí. Serena mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa giáo đường bước vào. Giáo hoàng bệ hạ. Serena đứng trước giáo hoàng năm thước, cung kính hành lễ. Serena, con đến để chào tạm biệt ta. Nụ cười hiền lành xuất hiện trên gương mặt khô quắt của giáo chủ, ánh mắt Serena giống như đang nhìn con của mình. Trên thực tế, Mario quả thực đối đãi Serena như con của mình từ nhỏ đến lớn. Vâng thưa giáo hoàng bệ hạ. Serena nghe vậy, khẽ nhẹ gật gật đầu, ánh mắt hiện lên sự xin lỗi. Cảm ơn giáo hoàng bệ hạ cho con cơ hội lần này. Hai. Đôi mắt với lần cảm ơn và gương mặt đầy vẻ xin lỗi của Serena, Mario khẽ thở dài. Bởi vì thần võng đang khuếch đại thực lực, âm thầm làm loạn châu Âu dù bề ngoài nó vẫn còn khá bình yên. Về việc Serena đi tới St. Petersburg để làm lễ, Mario rất phản đối, lão sợ thần võng sẽ động thủ với Serena. Về sau, đối mặt với thỉnh cầu của cô, lão đã thay đổi chủ ý, lão biết lão thực sự quá cưng chiều Serena, hơn nữa cũng biết St. Petersburg là quê hương của Serena, cả đời Serena luôn mong muốn đến đấy để làm lễ một lần. Cùng với việc lão biết thủ lĩnh của thiên võng đang bế quan dưỡng thương, nên nếu hắn không bế quan thì cho dù có 10 lá gan, họ cũng không dám chọc vào giáo đường. Giáo hoàng bệ hạ, Serena cam đoan sẽ trở về. Thấy Mario thở dài, Serena liền làm nũng giống như cô giáo nhỏ vậy. Mario chua xót cười, hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Xe ngựa đã muốn chuẩn bị xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Serena gật gật đầu. Mặt khác, 12 thánh kỵ sĩ cũng chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa giáo chủ Raphael của St. Petersburg đã đích thân liên hệ là sẽ nghênh tiếp từ xa. Đã chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi thì hãy khởi hành đi, đi sớm về sớm. Mario nghe vậy cười nói. Serena như được cha mẹ khen, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói. Cảm ơn giáo hoàng bệ hạ. Mario không nói cái gì nữa, chỉ khoát tay áo thủ. Serena thấy thế liền hành lễ, lui ra. Một phút sau. Hộ vệ trưởng tiến vào giáo đường, cung kính quỳ một gối xuống, nói. Giáo hoàng bệ hạ tôn quý, Sora người hầu trung thành nhất của ngài đang chờ phân phó. Sora, tuy rằng Odin hiện chưa khôi phục thương thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ngươi hãy phái thêm 12 thánh kỵ sĩ để âm thầm bảo vệ Serena, cần phải cam đoan Serena bình an trở về. Vâng thưa giáo hoàng bệ hạ. Sora nghe vậy liền nhận lệnh, trong lòng không có chút kinh ngạc nào. Bởi vì thân là thánh nữ Serena chẳng những là tượng trưng của giáo đình, mà nàng còn được Mario rất cưng chiều, Mario phái 24 thánh kỵ sĩ bảo vệ Serena cũng là hoàn toàn ở hợp lý. 30 phút sau, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ cùng 13 thánh kỵ sĩ rời khỏi Vatican. Con còn chưa biết thế giới bên ngoài khắc nghiệt như thế nào đâu. Ra khỏi Vatican, một thánh kỵ sĩ xuống ngựa giúp Serena xuống xe. Serena nhìn nắng sáng rỡ. Gương mặt nở nụ cười rạng ngời dưới ánh nắng giống như một con búp bê son đẹp, lòng tràn đầy tò mò nhìn xung quanh. Từ lúc nàng trở thành thánh nữ, đây là nàng lần đầu tiên rời khỏi Vatican. Vì Vatican không có sân bay, nên nàng cùng các thánh kỵ sĩ đi xe ô tô đến sân bay Rome để đi máy bay tới St. Petersburg. Thân là thánh nữ tôn quý của giáo đình, Serena luôn bị thế lực khác chú ý, ngay khi nàng ra khỏi Vatican, tin tức đã được truyền ra ngoài. Rời vào tên tổng bộ thần võng, cũng rời vào tay Frankfurt. Đối với rất nhiều người mà nói, Wall Street là chính trung tâm thế giới tài. Nhưng là đối với những người giàu nhất ở đây thì Frankfurt mới là trong lòng trung tâm tài chính bọn họ. Đơn giản là vì tổng bộ gia tộc The Rothschild nằm ở Frankfurt. Khi tài chính có biến, hãy dừng lại. Chỉ cần các ngươi đoàn kết nhất trí sẽ là vô địch, thế giới các ngươi chia nhau hưởng. Cần phải giữ vững sự hài hòa cho gia tộc. Đó là gia huần của gia tộc The Rothschild.
thời đại này tiền là thượng đế, nó có thể tạo lên tương lai. Đây là cách đối nhân xử thế của gia tộc The Rothschild. Giống như doanh nghiệp ô tô Ford của nước Mỹ, The Rothschild đã sớm thành biểu tượng của ngành tài chính. Trải qua 250 năm thay đổi, gia tộc này vẫn thịnh vượng, và là gia tộc quyền quý nhất. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử phát triển châu Âu, trở thành gia tộc đệ nhất. Sáng sớm, trong biệt thự của trang viên gia tộc The Rothschild, thiếu gia Guti tôn quý, mới nhận được tin tức thánh nữ đã rời khỏi Vatican, đờ nác trên máy bay tới St. Petersburg. Một thành niên đeo kính mắt viền vàng ngồi sau bàn, trước mặt có một thanh niên KSCS hành lễ nói. Căn cứ vào tin tức thì cô ta vì có bệnh mà phải giảm lộ trình đi ban gay, cô chỉ ở St. Petersburg có 3 ngày thôi. Vừa nói, thanh niên kia vừa nhìn đợi Huýt phân phó. Thân là trợ thủ của Guti, người thanh niên này biết, Guti đã kết Serena từ 2 năm trước ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tộc trưởng tộc The Rothschild, là ông nột của Guti, khi lão biết tin này cũng không hề phản đối. Với lại nếu Guti có thể theo đuổi và kết hôn với Serena thì âu đó cũng là chuyện mừng, dù phải đợi sau kho tuyển thánh nữ mới, cô bỏ đi chức vụ này mới có thể lập gia đình. Khác với Guti, ông nội Guti coi trọng cái giáo đình sau lưng Serena hơn là chính bản thân Serena. Lấy địa vị của gia tộc The Rothschild mà có thể thêm được sức ảnh hưởng cực lớn đến toàn cầu của giáo đình thì nó sẽ củng cố rất vững chắc địa vị của gia tộc The Rothschild. Ta biết rồi. Guti mặc bộ áo sơ mi, mái tóc ngắn màu nâu, hắn nghe trợ thủ nói gật gật đầu. Thiếu gia Guti tôn quý, ngài tính khi nào sẽ tới St. Petersburg? Người trợ thủ hiểu được Guti luôn để ý tin tức của Serena chỉ vì muốn gặp mặt nàng. Thế nên thấy Guti không có phân phó, hắn do dự một chút rồi hỏi. Để tôi còn chuẩn bị theo phân phó của ngài. 2 ngày sau đi. Guti trầm ngâm một chút. Khi đó Serena phải làm thánh lễ. Được, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Decathlon, từ từ. Guti gọi Decathlon lại. Gần đây ta chỉ lo đến sinh ý của gia tộc. Không để ý đến tin tức của Bùi Đông Lai, hiện giờ hắn thế nào rồi? Sau khi sự tích Bùi Đông Lai lợi dụng Liên minh Hoa Hạ huyết tẩy Nhật Bản được truyền ra, có rất nhiều gia tộc chú ý đến hắn, trong đó có cả Guti và gia tộc The Rothschild. Thân là trợ thủ của Guti, Decathlon tự nhiên hiểu được điều này. Thậm chí, hắn biết số người Guti coi trọng không có nhiều người. Kể từ đó, trừ Odin ra, thì Bùi Đông Lai chính là người thứ hai trong những lứa bạn cùng tuổi được Guti coi trọng. Bởi vì biết tất cả chuyện này, nên khi nghe Guti hỏi, Decathlon không dám chậm trễ, lập tức trả lời. Thưa ngài, hắn trong buổi thi đấu quân sự đã đánh chết một người tên Merck, là một trong 24 u linh của hội đồng Mafia. 9 ngày trước, Tô Bồ Đề và Bastien đều yên lặng rút khỏi giải đấu, giúp hắn nhận được giải quán quân. Xem ra hai người đó đã lưỡng bại câu thương. Guti nghe vậy cũng không lấy gì làm kinh ngạc, cảm giác như hắn đoán được Bùi Đông Lai chắc chắn đánh bại Merck. Chắc hẳn là như vậy. Decathlon gật đầu nói. Căn cứ theo thi đấu quân sự, ngày mai sẽ cử hành trận thi đấu cuối cùng. Nơi đó cách St. Petersburg không xa, nếu thiếu gia có hứng thú thì có thể tới xem cuộc chiến. Guti nghe vậy, hứng thú nói. Đây là một đề nghị rất tốt. Nếu lúc đó hắn thống lĩnh bộ đội đặc chủng thuộc Long Hồn của Trung Quốc thì đó quả thực là trận chiến đang xem. Thiếu gia, tôi sự tự mình cho người liên hệ, chắc họ sẽ không cự tuyệt thiếu gia cái yêu cầu nho nhỏ này. Decathlon cười nói. Guti vuốt cằm ngầm đồng ý, vẻ mặt đầy chờ mong. Thời gian thấm thoát trôi qua. Nháy mắt đã 10 ngày. Cuộc thi tranh tài cách đấu đã kết thúc, 16 đơn vị bộ đội đặc chủng đã tập hợp ở một bãi đất trống từ tờ mờ sáng. Với người dẫn đầu là Ratatot thuộc thành viên ban tổ chức và Merz thuộc thành viên quan sát. Bởi vì trong cuộc thi có giao chiến kịch liệt, có người bị đánh trọng thương tàn phế, thậm chí có người bị đánh chết nên đội ngũ dự thi không đồng đều. Ví dụ như đại đội biên phòng của nước Đức chỉ còn có 3 người. Mà hai người Tô Bồ Đề và Bastien vẫn chưa hồi phục thương thế, nhưng vẫn xuất hiện giữa đội hình này, điều này làm Bùi Đông Lai nghĩ trận đấu tác chiến này có lẽ không có bất cứ ý nghĩa gì đối với bọn họ. Đã qua 10 nghỉ, từ hôm nay bắt đầu diễn ra tác chiến đoàn thể. Nhìn đội hình trước mặt, ánh mắt Ratatot từ từ nhìn qua các đội, trầm giọng nói. Theo thể lệ cuộc thi, các người phải đi ra đảo Luther để tiến hành trận chiến.
Luther là một đảo lớn nhất thuộc phía đông nước Nga, trên đảo có nhiều rừng cây, có núi, có nhiều loại địa hình khác nhau, phù hợp để các người có thể phát huy tốt đa năng lực tác chiến và chiến đấu của mình. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta chuyển địa điểm tổ chức trận đấu từ vùng biển thuộc Bắc Băng Dương về đây. 6 ngày sau, mỗi ngày sẽ tổ chức một cuộc tranh tài, tổng cộng có 16 cuộc thi đấu. Ratatot nói đến đây, bỗng dừng lại rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe đến đây, chắc ai cũng tưởng rằng một lần thi sẽ do một đội tham gia. Hả? Nghe được Ratatot nói vậy, các chiến đội đều ngạc nhiên thắc mắc. Chẳng nhẽ không phải như vậy? Các người nghĩ thế là sai rồi, bởi vì, mỗi đội đều phải tham gia cả 16 cuộc tranh tài. Ratatot tiếp tục tạo lên một cái thắt nút. Xì sao? Càng nghe, các chiến đội đều xôn xao bàn tán, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Ratatot, giáo quan có ý tứ gì vậy? Căn cứ theo nội dung cuộc thi, các thành viên trong đội sẽ tạo thành một liên quân, đội dự thi sẽ cố thủ trên hòn đảo có diện tích gần 100 km của để tránh bị 15 đội còn lại bắt. Đương nhiên, đội dự thi có thể đến đó trước 1 giờ. Ratatot vạch trần đáp án. Đội nào có thời gian bị bắt hết lâu nhất thì đội đó sẽ là quán quân. Đáp án đã rõ, mọi người đều tỉnh ngộ, còn Bùi Đông Lai cảm thán rằng người nghĩ ra cuộc thi này đúng là thiên tài. Vì dựa theo quy tắc thi đấu thì 16 đội kia sẽ chia làm hai phe lấy tỷ lệ 15-1, khi đó 15 đội kia sẽ là chiến hữu của nhau, hợp tác để bắt toàn bộ người của đội tham gia, và khi một trong 15 đội đó bước vào ngày thi đấu của mình, sẽ từ chiến hữu biến thành kẻ địch. Kể từ đó các thành viên đội ngữ có thể thu thập tin tức của đội đối phương để bắt nhanh hơn cũng như kéo dài thời gian của mình lên. Các người còn có gì khó hiểu không? Sau khi đợi các thành viên của chiến đội hiểu ra, Ratatot lại lên tiếng hỏi. Báo cáo giáo quan. Ratatot vừa mới dứt lời, đội trưởng của nhóm bộ đội đặc chủng nước Mỹ tên là Gia ớt bước ra khỏi hàng, lớn tiếng hỏi. Xin hỏi, chúng tôi có được sử dụng vũ khí quân sự trong trận đấu không? Đương nhiên có thể. Ratatot gật đầu tỏ rõ thái độ, hắn biết các đội ngũ tham gia cuộc thi lần này đều mang theo hàng, trong đó không ít quốc gia vì muốn có thành tích xuất sắc nhất mà không tiếc kêu các nhà khoa học tạo ra những thứ vũ khí bí mật. Nghe được câu trả lời của Ratatot, Gia ớt trở lại hang ngũ, chỉ là trong lúc đó hắn vô ý hay hữu ý liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Xem ra nước Mỹ có mang theo vũ khí bí mật. Nhận thấy ánh mắt như giành được thắng lợi của Gia ớt. Tiêu Cuồng lập tức đoán ra điều gì đó. Bùi Đông Lai nhận thấy ngoại trừ Gia ớt ra, không ít thành viên trong các đội ngũ dự thi đều có biểu hiện dị thường, nói. E rằng không chỉ có bộ đội đặc chủng của nước Mỹ mang theo hàng. Bốn người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê và Tôn Nhận nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt Bùi Đông Lai, để ý hết những biểu hiện của các thành viên nhóm khác. Chuối thật, chúng ta chả có hàng. Tiêu Cuồng có chút buồn bực. Hắn biết rõ tác chiến khác hẳn so với độc chiến và sự tiên tiến của vũ khí có thể ảnh hưởng đến kết quả quyết định. Mà hắn còn xuất thân từ Tiêu gia, vốn là đệ nhất gia tộc trong quân đội, nên hắn đương nhiên biết nước mình đầy hàng, trong đó không ít thứ đã được binh sĩ đưa vào tác chiến. Bùi Đông Lai tỏ ra khá hứng hờ. Cuồng ca, chẳng nhẽ anh không biết chúng ta chỉ cần những vũ khí bình thường mà tước được giải quán quân cũng là rất thành tựu sao? Ờ ha! Nghe Bùi Đông Lai nói như vậy. Chút buồn bực trong lòng Tiêu Cuồng biến mất không còn sót lại gì, cảm giác như chỉ cần có Bùi Đông lại thì quán quân chắc chắn sẽ về tay bọn họ. Các người không còn nghi vấn nào nữa sao? Nếu như vậy thì sẽ bắt đầu lễ bốc thăm. Sau phút giây ngắn ngủi nghị luận qua đi, đội ngũ lại yên tĩnh trở lại. Ratatot cố ý dừng lại vài giây, mắt thấy không còn ai có nghi vấn nữa, lập tức nói. Xin mời chỉ huy các đội lên tiến hành bốc thăm. Ratatot vừa nói xong. Austin Rostov thân là phó ban tổ chức lên cầm cái dương tiên lên, trong dương có 16 phong thư đánh các con số từ 1 đến 10 sau, biểu hiện cho trật tự các đội. Thấy Austin Rostov đem thùng đặt trên bàn, Gia ớt liền bước ra khỏi hàng, là người đầu tiên đi lên rút thăm. Thấy cảnh đó, các đội khác cũng chả lấy gì làm lạ. Bởi vì khi trước bộ đội đặc chủng Mỹ lúc trước khi tập ở đảo thuộc vùng biển Bắc Cực, nhờ vào Bastian bắt cóc nhân viên máy bay nên là đội tập hợp sớm nhất. Mà theo lời Ratatot nói, các đội ngũ sẽ tiến hành bốc thăm theo trận tự đến tập hợp đó. Đê ma ma, thế khác gì thước quyền rút thăm của chúng ta? Tiêu Cuồng buồn bực gãi đầu, không biết nói gì nữa. Bởi vì đội bọn họ là đội tập hợp cuối cùng,
dựa theo quy định thì họ phải rút cuối cùng, thế khác gì để lại cho họ phần thừa đâu. Trước ánh mắt của mọi người, Gia Ứt đã đi đến trước dương bốc thăm, rồi cúi chào Ratatot, sau đó đưa tay vào dương lấy ra một phong thư, giao cho Austin Rostov. Austin Rostov mở tờ giấy trong phong thư ra, trên đó có một số hai to đùng. Điều này có nghĩ là bọn họ sẽ thi đấu vào ngày thứ hai. Đây không phải là lá thăm tốt, mà nó còn xấu nữa. Dựa theo thể thức cuộc thì có thể dễ dàng nhận ra rằng càng thì về sau sẽ càng có lợi, còn giữ được ưu thế vũ khí bí mật của mình lâu hơn. Mặc dù rút được lá thăm không tốt nhưng Gia Ứt tựa hồ không để ý, chỉ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên, tràn đầy tự tin bước về đội hình. Gia Ứt về đội ngũ, đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil bước lên bốc thăm, nhận được số 7, cũng không tính là lá thăm tốt, cũng không tính là lá thăm xấu. So với bộ đội đặc chủng Brazil thì đại đội biên phòng số 9 của nước Đức lại nhận được tốt hơn nhiều, họ bốc được lá thăm số 14, điều này có nghĩa là bọn họ được là đội thi đấu áp chót. Nếu đại đội biên phòng số 9 của nước Đức còn đầy đủ thành viên thì các đội khác còn e sợ, nhưng hiện tại họ chỉ còn 3 người, điều đó chẳng khác gì tước đi tư cách cạnh tranh của bọn họ cả. Tương phản với bộ đội nước Đức là bộ đội đặc chủng thần phong của nước Nhật Bản. Nhưng vận khí bọn họ thật sự quá tệ. Đội trưởng của bọn họ vớ ngay phải số 1. Kết quả này khiến hắn hơi buồn, bất quá vẫn đành yên lặng nhận kết quả này. Sau khi 8 đội đã rút thăm, số 15 vẫn còn bỏ ngỏ, 7 đội còn lại trừ nhóm Bùi Đông Lai đều chờ mong mình vớ được con số này. Cơ mà ghét của nào trời trao của đấy. 2 phút sau, 7 đội còn lại trả đội nào lấy bốc được con số 15. Đội trưởng 15 đội đã bốc thăm đều quay đầu nhìn đám người bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Cảm giác như muốn nói, sao tụi nó may thế? Đã với được 2 giải quán quân rồi không nói, đăng này không bốc cũng vớ được lá thăm ngon. May là cuộc thi này không phải do nước mình tổ chức, nếu không bọn người kia sẽ chỉ chịu cho chúng ta bá đạo. Nhận thấy những ánh mắt khen tị, Tiểu Cuồng cười đắc ý. Tuy rằng cấp trên không cấp hàng cho bọn họ, nhưng chỉ cần các đội kia để lộ vũ khí bí mật của mình thì bọn họ chắc chắn sẽ có đối sách. Bùi Đông Lai nghe vậy cũng âm thầm thở dài, theo hắn thấy, xác suất quán quân của đôi đã lên đến 100%. Là do đối với hắn, nắm được trong tay vũ khí bí mật của các đội khác cũng không khác gì đó sẽ là vũ khí bí mật của đội mình. Sau khi lễ bốc thăm kết thúc, 16 chiến đội dưới sự dẫn dắt của người thuộc ban tổ chức, bắt đầu di chuyển đến Luther để tiến hành thi đấu giành giải quán quân. Vì để tạo tính bất ngờ nên các thành viên của các đội ngũ cũng không mang theo vũ khí bí mật, mà sẽ dùng những tàu chuyên dùng để đem những vũ khí đó lên đảo. Đúng 9 giờ 30 phút theo giờ địa phương, 16 chiến đội đã đi đến căn cứ xây dựng trên đảo Luther. Bộ đội đặc chủng thần phong của Nhật Bản có 30, để chuẩn bị. Sau 30 phút phải tiến vào sân để thi đấu. Mắt thấy các đội viên các đội đã tập hợp ở căn cứ xong, Ratatot nhìn đồng hồ, trầm giọng quát. 15 đội còn lại có thời gian chuẩn bị đến thời gian bắt đầu cuộc thi trước 30 phút. Giải tán. Tiếng quát vừa dứt, 5 thành viên của bộ đội đặc chủng thần phong lập tức chạy nhanh như chớp ra khỏi đội ngủ. Giờ khắc này, thời gian đối với họ là vàng là bạc, không thể lãng phí được. Nửa giờ sau, bộ đội đặc chủng thần phong của Nhật Bản đầy đủ đã thiết bị, tiến vào sân thi đấu, trận đấu chính thức khai màn. Một giờ sau, ngoại trừ bộ đội đặc chủng nước Mỹ ra, 14 đội khác cũng đã chuẩn bị xong, có mặt tại đây rồi. Xem ra đám người kia khôn thật, không có ý định để lộ vũ khí bí mật của mình ra ngay lúc này. Tiêu Cuồng vừa nhìn qua, phát hiện ra không nhóm nào áp vũ khí bí mật của mình ra, đành than thở nói. Bùi Đông Lai cười cười. Chắc chắn rằng nếu bọn họ mà dùng vũ khí bí mật để liên hợp với nhau thì đến lượt bọn họ thì tính bất ngờ của vũ khí bí mật sẽ biến mất, bởi các đội khác đã có kế sách để ứng phó rồi. Ây, bọn Mỹ đến kìa, chúng cầm cái gì vậy? Bùi Đông Lai vừa mới dứt lời, Tiêu Cuồng liền thấy Gia Ứt dẫn theo 4 gã bộ đội đặc chủng nước Mỹ đang đi từ xa đến đây, ngoài trừ vũ khí của ban tổ chức đưa cho, trên tay Gia Ứt còn ôm theo một trang bị. Nhất thời, ánh mắt của tất cả các chiến đội đều đổ dồn vào đó. Đông Lai này, tụi Mỹ tính để lộ vũ khí bí mật luôn à? Biểu tình của Tiêu Cuồng có chút khó hiểu. Theo hắn thấy thứ vũ khí bên trong tay đám bộ đội đặc chủng nước Mỹ không phải là vũ khí của ban tổ chức. Không chỉ Tiêu Cuồng mà các thành viên của những đội khác cũng nghĩ như vậy.
Đám người Gia Ớt nhanh chóng đi tới chỗ xuất phát TC trước bao ánh mắt khó hiểu xung quanh. Mọi người, hiện chỉ còn 30 phút nữa là trận đấu bắt đầu, tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận với nhau trước để có thể tóm gọn đám bộ đội đặc chủng Nhật Bản một cách nhanh nhất. Nhận thấy sự nghi hoặc từ đông đảo mọi người gần đây, Gia Ớt cười nói. Cá nhân tôi thấy chúng ta nên chọn ra một người chỉ huy toàn bộ, không biết ý kiến mọi người như thế nào. Không có ai trả lời cả, mặc dù các đội trưởng đều hiểu đạo lý, quần long không thể không đầu, trận chiến không thể không có người chỉ huy, nhưng vấn đề ở đây là ai đủ mạnh để làm người chỉ huy đây. Nói đến mạnh, cơ hồ tất cả ánh mắt của các chiến đội đều đổ dồn lên người Bùi Đông Lai. Theo bọn họ thấy, Bùi Đông Lai là quán quân giải cách đấu, thực lực không phải bàn, lại có thêm tính chất vốn có của một chỉ huy nữa, như vậy hắn rất thích hợp làm người chỉ huy toàn bộ. Gia Ớt, đề nghị của anh không tồi, để phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng ta, nên cần có một chỉ huy, tôi đề nghị chuyện này sẽ do anh đảm nhận. Thấy mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người Bùi Đông Lai, đội trưởng tân nhiệm Haeon của bộ đôi đặc chủng SQ thầm khó chịu, dẫn đầu nói ý kiến của mình trước. Đề nghị nghe như SHT ấy. Nghe được đề nghị của Haeon, Tiêu Cuồng có chút tức giận. Luận cả về năng lực lẫn thực lực, chỉ có huynh đệ Bùi Đông Lai của chúng ta là có thể đảm nhiệm vị trí chỉ huy đó. Ta thừa nhận hắn rất mạnh trong cuộc thi đơn đấu, chỉ là căn cứ theo tư liệu, hắn là người bộ đội hữu danh vô thực, căn bản chưa đi chiến trận lần nào, chưa phải là người lính. Nhưng Gia Ớt lại xuất thân từ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ của nước Mỹ. Hàng năm chỉ đạo toàn bộ bộ đội đặc chủng nước Mỹ đi rong ruổi khắp thế giới. Nói đến kinh nghiệm chiến thuật thì Gia Ớt hơn hẳn so với đội trưởng của các người. Haeon, phản kích lại đầy sắc bén. Tiêu Cuồng cười lạnh. Theo tư liệu, vậy ta xin hỏi liệu các người thông qua tư liệu đó có đánh giá được thực lực của huynh đệ ta không? Hoặc là, dựa vào tư liệu đó liệu các người có đoán được Bùi Đông Lia có thể giành được chức quán quân cuộc thi cách đấu không? Đối ạt với phản kích của Tiểu Cua Ngo, Haeon há miệng cố gắng phản bác cái gì đó. Chỉ là hắn vắt hết óc để bắt bẻ chỗ nào đó trong lời nói của Tiểu Cuồng cũng không nổi. Tư liệu nó Bùi Đông Lai chưa bao giờ xuất lĩnh đội nào đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng nếu tư liệu đúng thì bây giờ Bùi Đông Lai chưa đi gặp tổ tiên mình đã là may lắm rồi. Thấy Haeon trộm gà không được còn mất nắm thóc, gã đội trưởng Johan của bộ đội Hoàng gia nước Anh chỉ có thể ngậm miệng. Ngậm còn chặt hắn cả sò lông của xử nữ. Nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Gia Ớt thấy thế, trên mặt không có chút giận dữ nào, mà mỉm cười hỏi. Các người nghĩ rằng Bùi Đông Lai đủ bản lĩnh đảm nhiệm chỉ huy 15 đội còn lại sao? Ngừa anh em của ta đã nói ra lời ta muốn nói. Mặc dù Bùi Đông Lai biết Gia Ớt đến đây là đã có chuẩn bị những có Tiểu Cuồng ở phía sau ủng hộ nên hắn cười như không cười, nói. Gia Ớt mở lời đề nghị chọn chỉ huy chắc là tự tiến cứ mình chứ gì. Chuẩn. Bùi Đông Lai đã chủ động nói, Gia Ớt không nỡ không gật đầu thừa nhận. Phủ nhận thực lực của người chính là việc làm ngu nhốc. Nhưng ta chắc chắn có tư cách có thể đảm nhiệm chỉ huy đoàn thể hơn ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Cuồng trừng mắt hỉ mũi chất vấn. Bằng nó. Gia Ớt mỉm cười, chỉ vào thiết bị ở trong tay, giọng đầy kiêu ngạo nói. Nó có thể liên kết với vệ tinh, bao trùm toàn bộ hòn đảo thi đấu này. Nói cách khác, nó có thể xác định được mọi thứ, từ tọa độ các thành viên cho đến hình ảnh các đội viên đang làm gì lúc đó. Hả? Gia Ớt vừa nói xong, ngoại trừ Bùi Đông Lai ra, tất cả các thành viên khác đều biến sắc. Chỉ qua mấy câu ngắn ngủi của Gia Ớt vừa xong, đủ thấy vật này bá đạo thế nào rồi. Nhìn cảnh các thành viên đội khác bị lời của mình làm kinh hãi, chỉ có Bùi Đông Lai là mặt không đổi sắc. Gia Ớt không có đả động gì đến Bùi Đông Lai, chỉ liếc mắt trêu ngươi Tiểu Cuồng một cái. Tiêu Cuồng, ngài cho rằng ta không đủ điều kiện chỉ huy 15 đội còn lại so với huynh đệ Bùi Đông Lai của ngươi sao? Gạch dưới 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 gạch dưới. Tiêu Cuồng á khẩu không trả lời được. Tuy rằng hắn rất muốn phản bác nhưng hắn lại giống như gã Haeon kia, không thể tìm ra lý do gì để phản bác. Đúng như Gia Ớt nói. Vũ khí bí mật đó có thể tìm ra tọa độ của kẻ địch bất cứ lúc nào, do đó có thể dễ dàng tiến hành bao vây. Nó quả thực quá bá đạo mà. Để Gia Ớt làm người chỉ huy là tốt nhất. Nhìn bộ dáng Tiểu Cuồng tràn đầy úy khuất, Bùi Đông Lai chủ động lui nhường, giải vây cho Tiêu Cuồng. Ha ha, ta không phải muốn tranh việc chỉ huy với người đâu,
ta chỉ muốn cho mọi người thấy rằng ta có thực lực để có thể chấm dứt cuộc thi trong thời gian ngắn thôi. Nghe được Bùi Đông Lai chủ động nhận thua, Gia Ứt giống như giống được một ly bia lạnh, sảng khoái từ đầu đến chân, bất quá hắn vẫn bày ra bộ dáng khiếm nhường. Nếu ngươi muốn làm chỉ huy, ta có thể nhường. Nói xong, Gia Ứt ngẩng đầu như một con phượng hoàng kiêu ngạo nhìn Bùi Đông Lai. Hắn kiêu ngạo phần lớn dựa vào nền kinh tế và quân sự của nước hắn, nơi đó im ba nhất thế giới rồi. Sắc sắc, nhìn Gia Ứt được thế không buông tha người, vẫn cố ý khiêu khích, làm nhục Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng tức giận đến mức nắm chặt hai tay lại, hận không thể một quyền đập nát cái mặt thớt của hắn. Không riêng gì Tiêu Cuồng, ba người Trần Anh, Vương Khuê và Tôn Nhân cũng đều cho rằng Gia Ứt ung hăng càn quấy quá mức. Mấy chi bộ đội khác thì không cảm thấy biệt khuất, khó chịu, mà là vẻ mặt tỏ ra bội phục. Bọn họ nghĩ, chỉ có Mỹ mới có thể làm ra thứ vũ khí bí mật có liên quan tới vệ tinh như thế này mà thôi. Cùng với đó, họ biết, Gia Ứt lộ ra vũ khí bí mật, có lẽ một mặt họ rất tự tin với trận đấu kế tiếp, một mặt rất tin tưởng vũ khí bí mật của mình, cho rằng dù có lộ ra thì cũng chả có vấn đề gì. Mặt khác, hắn mượn cơ hội để lăng nhục Bùi Đông Lai thì cũng đành chịu, vì mình có bằng người ta đâu mà mạnh miệng. Rất tiếc, ta không có hứng thú làm chỉ huy. Đôi mặt với việc Gia Ứt cố tình làm nhục ình, Bùi Đông Lai chỉ đơn giản nói. Ta chỉ thấy có hứng thú với chức quán quân. Quán quân? Trời ạ! À, hắn điên rồi sao? Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, các đội viên các chiến đội khác đều kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai ngươi thật có khiếu hài hước. Gia Ứt ngẩn ra, sau đó phá lên cười như nghe thấy một câu chuyện cười kinh điển. Bằng vào trang bị độc nhất vô nhị kia mà Gia Ứt đã nghiễm nhiên trở thành chỉ huy của 15 đội còn lại. Khi trận đầu bắt đầu, hắn tiến vào sân đấu, hắn tìm một chỗ dâm mát, bắt tín hiệu từ vệ tinh phản hồi lại, rồi chỉ huy 15 đội tỏa ra bao vây bộ đội đặc chủng Nhật Bản. Bùi Đông Lai, người đang làm gì? Khi nhận được vị trí của các thành viên của bộ đội đặc chủng Thần Phong, Gia Ứt lại phát hiện ra Bùi Đông Lai không tiến vào rừng như các đội biên khác mà đang ngồi vắt vẻo trên một bãi đất cách đó không xa. Hắn lập tức tiến đến đó chất vấn, ngữ khí mơ hồ có chút bất mãn, cảm giác như Bùi Đông Lai thích thì làm, không thèm nghe theo sự chỉ huy của hắn. Thiết bị quân dụng của nước Mỹ đã tìm được vị trí các thành viên của bộ đội đặc chủng nước Nhật rồi, giờ chỉ việc đi bắt là xong. Nhận thấy Gia Ứt có vẻ bất mãn, Bùi Đông Lai không hề để ý, chỉ cười cười. Ta có đi hay không cũng không ảnh hưởng đâu mà lo. Ha ha, Bùi Đông Lai người quá khen rồi. Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai lại tự hạ thấp mình như thế, thậm chí có vẻ nịnh nọt, chút bất mãn trong lòng Gia Ứt liền biến mất không còn sót lại chút gì. Chỉ là, Gia Ứt nhanh chóng nhận ra được cái gì đó, híp mắt lại hỏi. Ngươi không muốn lại gần quan sát thiết bị của chúng ta à? Gia Ứt cứ nói đùa, thiết bị của quý quốc tiên tiến như vây. Cho dù ta có tháo bung ra nghiên cứu thì cũng không có tác dụng gì. Bùi Đông Lai vẫn duy trì bộ dáng kẻ dưới, ánh mắt nhìn về phía hai người Tô Bồ Đề và Bastien. Hắn không cùng đám người Tiểu Cuồng đi chiến đấu ngoài nguyên nhân vì Gia Ứt ra, còn một lý do nữa đó là hai người Tô Bồ Đề và Bastien bám theo hắn như âm hồn. Điều này làm Bùi Đông Lai cảm thấy rất kỳ quặc, hắn chưa rõ hai người kia có bám theo mình hay không, chỉ thấy họ ngồi cách mình không xa. Ngươi cứ khiêm nhường quá. Tuy rằng thấy Bùi Đông Lai tự nhận ở thế yếu có cảm giác khác thường nhưng Gia Ứt không nghĩ nhiều, chỉ bắt đầu đá xoáy. Theo ta biết, quốc gia Trung Quốc nổi tiếng toàn cầu trong việc có thể làm chế tạo lại bất cứ thứ gì lọt vào tay mình. Nếu Gia Ứt nguyện ý tặng thiết bị quân sự cho ta, để ta mang về cho các nhà khoa học quân sự nghiên cứu, có lẽ có thể kiểm nghiệm được điều ngươi vừa nói. Thấy Gia Ứt cứ quây quẩn bên mình dai như đỉa, Bùi Đông Lai không chịu nổi nữa. Trả lời lại cho hắn một câu rồi đứng dậy phỉu đít, té ra xa khỏi Gia Ứt. Gia Ứt nghe được câu trả lời, cố gắng nói gì đó, chỉ là đến nửa ngày cũng không phát ra được lời nào, chỉ đành trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai rời đi. Ngoài ra hắn có lẽ biết hai người Tô Bồ Đề và Bastien không chút hứng thú với chức quán quân thể thức chế đoàn này, nên hắn không muốn tự mất mặt mà đi ra chỗ hai người họ để chất vấn, chỉ đành cam tiếp trở lại chỗ thiết bị, bắt đầu làm nhiệm vụ chỉ huy cao cả của hắn. Cách đó không xa dưới một bóng cây, Tô Bồ Đề nhìn thấy Bùi Đông Lai đi đến chỗ của cô, không khỏi có chút khẩn trương. Đúng như những gì Gia Ứt nghĩ, cô không hề hứng thú với cái chức quán quân thể chiến đoàn đó, sở dĩ cô có tham gia là vì muốn theo dõi Đông Lai.
Mỗi người con gái đều có một người trong mộng. Từ thời con bạch mã trở thành ô tô đẹp của thời đại này, không ít các cô gái đã coi chủ nhân những chiếc xe thể thao đắt tiền trở thành người trong mộng, nhưng sâu trong nội tâm của bọn họ vẫn để ra một chỗ dành cho một người đàn ông mà họ chờ đợi. Người đàn ông đó có thể không giàu sang, có thể không đẹp trai, nhưng người đó sẽ là chiến thần, dùng cả tấm thân mình bảo vệ, che chở cho các cô. Tô Bồ Đề tuy là một trong ta đại thánh nữ, thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, bất quá cô cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn đặc trưng của một người con gái. Dịch, tháng nào chả có một ngày. Ngày đó, cô bị Bastien cuồng hóa đánh bị thương, nếu không phải Bùi Đông Lai xuất hiện đúng lúc, giúp cô vẫn công chữa thương, khống chế thương thế của cô ở mức thấp nhất thì coi như cô có không chết thì kinh mạch, gân cốt và lục phủ ngũ tạng cũng đều bị hao tổn, do đó làm thực lực của cô sẽ mãi không thể thăng tiến. Bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam nhân, từ nhỏ đã có tính khí đại tiểu thư, lúc đó Tô Bồ Đề muốn kháng cự, thậm chí cố gắng vờ như không sao, nhưng khi cô về đến trại của mình, liền ngã vào lòng Bùi Đông Lai, còn hắn thì nắm lấy tay cô, giúp cô chữa thương. Thì nhảnh đó giống như một loại ma pháp, cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Đến vài ngày sau cũng vẫn thế. Cô cố gắng gạt nó ra khỏi đầu mình. Chỉ là cô càng cố muốn quên thì nó lại càng in sâu vào tâm trí cô, khiến cô nhớ đến từng ly từng tí mọi thứ hôm đó, thậm chí còn hồi tưởng lại trận chiến cùng Bùi Đông Lai ở Thiên Sơn, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với hắn bên bờ biển. Bùi Đông Lai giống như một sinh vật nhỏ, nhẹ nhàng từ từ mở cánh cửa trong lòng cô ra, khiến 10 ngày qua, cô luôn trong trạng thái băn khoăn không yên. Nhiều lần cô muốn đi đến nói với Bùi Đông Lai, chỉ tại tinh khí mạnh mẽ mà cô không có làm như vậy. Đành âm thầm quan sát Đông Lai từ phía xa. Cô muốn biết Bùi Đông Lai rốt cuộc là người như thế nào, vì sao thái độ bây giờ lại hoàn toàn tương phản với khi cô gặp hắn ở trên Thiên Sơn khi ấy. Dưới tình hình đó, cô tính mượn cơ hội thi đấu đoàn thể để gần gũi Đông Lai một chút. Tôi thắc mắc một chuyện, cô đi theo tôi làm gì? Bùi Đông Lai nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Bồ Đề, ân cần hỏi han. Tô Bồ Đề nghe vậy, trong người có tật giật mình. Không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Đông Lai, buột miệng nói. Ai đi theo ngươi? Gạch dưới 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 gạch dưới. Bùi Đông Lai bĩu môi, thừa biết cô nói dối. Ta chỉ muốn coi tên Bastien chết tiệt kia đi theo ngươi làm gì. Sợ hắn nhân cuộc thi này mà xuống tay với ngươi nên ta mới đi theo thôi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Tô Bồ Đề tưởng mình lợi hại, lòe được cả hắn. Nhưng dẫu sao thì nàng cũng là một cường giả trẻ tuổi, Nhatener chóng khống chế cảm xúc của mình, tiếp tục chém gió. Ngày đó người giúp ta mà ta lại không thích nợ ân tình người khác, cho nên nể ý tên Bastien chê tiệt đó tính ám toán người thật thì ta sẽ mượn cơ hội đó để trả ơn cho ngươi. Tuy ta rất muốn đánh bại hắn nhưng không phải làm ba cái chuyện hèn hạ đó. Lúc này, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Bastien ngồi cách đó không xa hừ lạnh, nói. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ta chỉ muốn biết rõ về đối thủ của mình thôi. Hở, Bastien, ý ngươi là ta không xứng làm đối thủ của ngươi. Tô Bồ Đề nghe vậy, lập tức phát hỏa. Bastien cười lạnh một tiếng. Ngày đó nếu hắn không tới kịp lúc thì người đã bại dưới tay ta rồi, còn về sau này, người càng không đủ sức làm đối thủ của ta. Vậy ư... Kẻ mạnh thường không chịu nổi sự khinh bỉ và các khích tường, Tô Bồ Đề có thể thấy rõ Bastien còn chả thèm liếc mắt qua đây, cô lập tức đứng phát dậy. Thế chúng ta lại tiếp tục giao đấu lần nữa. Bastien mặc kệ Tô Bồ Đề đang nổi sùng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, gằn từng chữ nói. Chờ ta đánh hắn xong, nếu ngươi còn dũng khí muốn đấu với ta, khi đó ta sẽ cho người toại nguyện. Hình như ngươi đã đột phá rồi. Nghe được lời nói của Bastien. Bùi Đông Lai nheo mắt lại nhìn Bastien. Hả? Tô Bồ Đề giật mình để ý lại, đồng tử đột nhiên giãn ra, sự tức giận trong lòng đã biến mất đi vài phần. Tuy cô có tính cách mạnh mẽ, có thể chết vì sĩ diện, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ngốc. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận nhưng người thất bại chính là cô, bởi nếu Bastien đã đột phá, cô chắc chắn không phải là đối thủ. Hắn nhận ra bằng cách nào? Tô Bồ Đề lộ ra biểu tình ngưng trọng trước việc Bastien đột phá, còn Bastien cũng khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai, tự hỏi chính mình. Không có đáp án, Bastien cũng không hề bối ổi bởi vấn đề này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, cười lạnh nói. Hy vọng đến khi đó,
nhi tử của Vũ Thần không phải là người nhu nhược. Từ điển của ta không có hai từ này. Bùi Đông Lai cười cười, xoay người rời đi, hắn đã xác định rõ mục đích của hai người, không cần phải tốn nước miếng ở đây nữa. Không giống như lời nói đầy tự tin với Bùi Đông Lai, thực chất hiện mặt hắn xanh mét, hai nắm tay nắm chặt lại, trong con người xuất hiện sát khí. Cùng lúc đó, cách đảo Luther khoảng 100 km, đó là St. Petersburg, thánh nữ Serena đang tiến hành thánh lễ ở nhà thờ St. Isaac, hấp dẫn đông đảo tín đồ Thiên Chúa giáo ở trong và ngoài nước Nga, quy mô lớn chưa từng có. Nhưng mà, cùng tới đây với tín đồ Thiên Chúa giáo, có những kẻ trà trộn vào với mục đích khác. Sunnerly và Dracula dẫn theo sau thần vệ của thần võng trà trộn vào St. Petersburg, cùng với Snake tới gặp một tổ chức xã hội đen ở nước Nga, do Pavlovsky cầm đầu, tổ chức đó là Topper. Tiểu thư Sunnerly, theo tin tức ta mới nhận được, bộ đội đặc chủng nước mình đã sử dụng vũ khí bí mật của mình trong cuộc thi chiến đoàn, nó là thiết bị có thể kết nối với vệ tinh, chuyển đến hình ảnh của toàn bộ đạo đang thi đấu. Trong một nơi bí mật nào đó ở St. Petersburg, Pavlovsky nhíu mày nhìn Sunnerly, nói. Kể từ giờ, bất cứ ai chúng ta làm gì lộ liễu sẽ bị bại lộ ngay, lập tức biến thành kẻ thù chung của chúng. Ai báo cho người biến chuyện chúng sẽ động thủ ở trên đảo. Vì đang ở địa bàn của Topper, cùng với việc vẫn phải lợi dụng Topper nên khi nghe Pavlovsky, Sunnerly cười lạnh hỏi. Pavlovsky ngẩn ra. Sunnerly tiểu thứ, ý cô là. Người hãy chuẩn bị đi, đêm mai chúng ta động thủ. Sunnerly cười ta ác. Vệ tinh quân dụng của nước Mỹ lợi hại đến mức nào thì cũng không thể nào đoán trước được việc chúng ta động thủ lúc trời tối đâu. Huống chi chúng ta chỉ cần xuất hiện ở trên đảo một lát mà thôi. Nghe được ý trong lời ói của Sunnerly, trong lòng Pavlovsky như mở cờ. Bùi Đông Lai không biết mình đã trở thành con mồi, một món đồ chơi trong mắt Sunnerly, thậm chí, ngay cả giáo đình lẫn St. Petersburg cũng không được Sunnerly đưa người hợp tác với người của Topper để lén vào. 4 giờ sau, bón người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê và Tôn Nhận thông qua tọa độ chính xác mà Gia Ớt cung cấp, nhanh chóng băng qua rừng cây, gặp được bộ đội đặc chủng Nhật Bản, hơn nữa còn đánh đối phương bị thương, khiến 3 người của đại đội biên phòng nước Đức vồ hụt. Ta không thể nào hiểu được, tại sao các ngươi có thể tìm ra ta nhanh như vậy? Đội trưởng bộ đội đặc chủng Nhật Bản rất quan tâm đến vấn đề này. Cương bản Nhật Xuyên nhận thấy Tiêu Cuồng chỉ là một tay ngang. Nên nếu bộ đội đặc chủng mà tìm được bọn họ nhờ vào vũ khí bí mật thì đó quả thực là một tín hiệu nguy hiểm. Cùng với đó, chuyện Bùi Đông Lai chịu nhận ở thế yếu trước Gia Ai, cũng vì thế mà không cùng đi chiến đâu, cộng thêm cái vẻ mặt vênh váo của Gia Ớt khiến Tiêu Cuồng rất khó chịu. Để giải quyết nỗi buồn bực ở trong lòng, Tiêu Cuồng dẫn đầu đoàn, song pha như một trẻ én thần, cùng 3 người Trần Anh, Vương Khuê, Tôn Nhận bắt đám bộ đội Nhật Bản. Hơn nữa hắn còn quyết đấu một chọi một với cương bản Nhật Xuyên, thắng một cách áp đảo. Chuyện đó làm Tiêu Cuồng hả giận được rất nhiều, nhưng câu hỏi đó của cương bản Nhật Xuyên lại khiến hắn ủ rũ, quay đầu bước đi. Hắn không muốn tự thừa nhận rằng mình thông qua thiết bị của bọn Mỹ để có được một trận sảng khoái như thế này. Cương bản Nhật Xuyên thấy thế liền nhìn về phía đám người nước Đức. Bằng vào thiết bị tối tân nhất của bộ đội đặc chủng nước Mỹ, nó có thể liên kết với vệ tinh. Bao trùm toàn bộ cả đảo này. Một gã thành viên trong đại đội biên phòng số 9 nước Đức trả lời. Thì ra là vậy, bại bởi bộ đội giặc chủng nước Mỹ, cũng không tính là oan. Cương bản Nhật Xuyên nghe thế liền tỉnh ngộ, nhìn theo bóng lưng Tiêu Cuồng rời đi, nói. Xem ra ngày mai chỉ có thể dựa vào bộ đội đặc chủng Long Hồn của Trung Quốc mới mong đối phó lại với thiết bị tiên tiến của người Mỹ. 3 gã người Đức cũng hiểu được sự khó khăn của việc này. Bởi vì một khi đã bị bộ đội đặc hùng nước Mỹ nắm được tất cả các vị trí ở trong tay, muốn bắt được bọn họ, đó là một điều không hề đơn giản một chút nào. Bọn đều nghĩ giống các thành viên của các đội khác, rằng một khi nước Mỹ đưa ra vũ khí bí mật này, quán quân chắc chắn không thoát khỏi tay bọn họ. Tên kia, nếu khi cuộc tranh tài kết thúc mà không dương lên lá cờ đổ sao vàng thì lão tử chặt đầu cho ngươi. Tiêu Cuồn dừng lại nhìn chằm chằm vào cương bản Nhật Xuyên, nói. Ngươi có dám cắt đầu xuống cá với lão tử không? Bộ đội đặc chủng nước Mỹ sở dĩ dám lôi ngay vũ khí bí mật của mình ra là vì bọn họ rất tin tưởng vào thiết bị có thể thu được tín hiệu từ vệ tinh mà nước Mỹ đã bổ ra mấy triệu USD để chế tạo.
Muốn phá hủy tác dụng của thiết bị này thì chỉ có một cách, đó là sử dụng một loại vũ khí có thể bắn tia laser xa mất ngàn cây em như tên lửa đạn đạo, rồi dùng nó bắn thẳng vào vệ tinh đang lượn lờ ngoài trái đất kia. Chỉ là muốn chế tạo ra nó thì cần phải có một kinh phí khổng lồ. Nhà khoa học chế tạo ra vũ khí laser đó cũng phải là những người khoa học bậc nhất về nó. Tất nhiên, nước Mỹ chắc chắn không còn nước nào đủ tài chính để tạo ra súng laser trong cuộc thi này. Huống chi cho dù có quốc gia có thể chế tạo ra súng tia laser thì sao chứ? Phá cái vệ tinh ấy thì bọn họ chuyển qua dùng loại vệ tinh mini mang theo bên mình, mỗi người một cái. Vậy thì khác gì dùng súng cao xạ đi bắn muỗi. Từ đó, có thể thấy đám bộ đặc chủng nước Mỹ dù có để lộ vũ khí bí mật thì cũng không lo sợ bị đội khác phá giải. Vì biết điểm này nên ngoại trừ đội bên Trung Quốc ra thì các đội khác dù không muốn nhưng vẫn phải nhận định rằng giải quán quân không thoát được khỏi tay đám người Mỹ. Cương bản Nhật Xuyên cũng không ngoại lệ. Vì thế hắn liền đáp ứng cược mạng với Tiêu Cuồng. Ha ha, các người nói xem, tên Tiêu Cuồng kia có phải não bị thay bằng phần rồi không? Chứ tại sao hắn lại đi cược mạng với Cương bản Nhật Xuyên chứ? Có lẽ có cách hóa giải cũng nên. Đúng rồi, học dùng võ thuật của mình để đấu lại. Ha, ha. Chậc, tên Bùi Đông Lai ấy có thể đột phá vòng vây trong cuộc thi đột kích cá nhân, biểu hiện vô cùng cường hãn, nhưng phần lớn đều là do đám lính đánh thuê không biết vị trí của hắn. Chứ bây giờ biết rõ rồi, hắn một đột phá như lần trước nữa thì đó là một chuyện không tưởng. Sohan, ngươi đừng quên rằng bộ đội đặc chủng Trung Quốc có khả năng đơn chiến rất mạnh nhưng đất nước họ lại bủn xỉn, còn lâu mới chi tiền ra để chế tạo vũ khí tia laser. Đúng vậy, mấy năm nay mặc dù kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh thật, chỉ là họ toàn một lũ ngốc nhiều tiền, không chịu đầu tư vào quân sự. Ha ha! Vào bữa tối, một số chiến đội tụ vào nghị luận sôi nổi về chuyện Tiêu Cuồng cược với Cương bản Nhật Xuyên, trong đó năng nổ nhất là bộ đội đặc chủng của nước Anh và Hàn Quốc. Cứ như bọn họ cực kỳ mong được thấy kết quả cuối cùng. Đối với mấy chuyện này, Gia Ớt không nói gì, trên miệng chỉ mỉm cười đầy kiêu ngạo. Họ bàn luận cho đến lúc đám người Bùi Đông Lai đến thì nó mới kết thúc. Bàn luận lại biến thành nhìn chăm chú. Tất cả các ánh mắt ở trong phòng đều đỏ dồn vào đám người Bùi Đông Lai, đại bộ phận đều mang theo vẻ khó hiểu. Họ khó hiểu về hành vi cược mạng của Tiêu Cuồng, cũng khó hiểu rằng Tiêu Cuồng lấy đâu ra cái dũng khí đó, nên mới dám mang đầu mình ra cược. Còn đám bộ đội đặc chủng nước Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản lại nhìn về phía năm người Bùi Đông Lai với vẻ đầu châm chọc. Đối mặt với chuyện này, sắc mặt Bùi Đông Lai vẫn tĩnh như nước, Tiêu Cuồng mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn dựa theo lời của Bùi Đông Lai, không được nổi nóng. Bùi Đông Lai, ta nghe nói đồng đội Tiêu Cuồng của ngươi cược mạng với Cương bản Nhật Xuyên, làm ta cảm thấy rất khiếp sợ và tò mò. Gia Ớt đứng lên đến trước mặt Bùi Đông Lai, ra dáng thân sĩ hỏi chuyện. Ta quả thực cảm thấy khiếp sợ trước dũng khí của đồng đội ngươi, đồng thời ta cũng thấy tò mò, không biết hắn đào đâu ra dũng khí đó. Là sức mạnh chiến đấu của các ngươi ư, hay là quý quốc đã quyết định duyệt chi mấy tỷ USD ra để chế tạo vũ khí tia laser? Sự tự tin của anh ấy đến từ ta. Bùi Đông Lai mỉm cười. Bởi vì ta nói với anh ta, chúng ta là người chiến thắng trong trận thi đấu này. Sặc, có lẽ không ngờ câu trả lời của Bùi Đông Lai là như vậy, Gia Ớt chỉ có thể há hốc miệng, không biết nói gì. Không riêng gì Gia Ớt, các chiến đội khác cũng há hốc miệng. Bọn họ nghĩ, chẳng nhẽ cả đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc bị bệnh cả rồi sao? Được rồi, Bùi Đông Lai, ta chờ đáp án vào ngày mai. Kinh ngạc qua đi, Gia Ớt lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai đang cười lạnh. Gương mặt vẫn bình tĩnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Mong là các ngươi không là ta thất vọng. Chắc chắn sẽ hài lòng. Bùi Đông Lai vẫn mỉm cười. Ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì chúng ta muốn dùng cơm, ta không thích vừa dùng cơm vừa nói chuyện. Gia Ớt hừ lạnh một tiếng rồi dẫn các thành viên của đội mình rời khỏi nhà ăn. Bùi Đông Lai. Gia Ớt vừa rời đi xong, Cương bản Nhật Xuyên liên tiến lên nói. Là đồng đội ngươi muốn cược với ta trước, vì không để mất đi sự tôn nghiêm của quân nhân Nhật Bản nên ra chỉ có thể đáp ứng hắn. Ta biết, ngươi không cần phải lo lắng. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Cảm ơn. Cương bản Nhật Xuyên nghe thấy vậy liền yên lòng, sau đó dẫn người khỏi đây. Sắc sắc. Nhìn bóng lưng đám người Cương bản Nhật Xuyên rời đi, Tiêu Cuồng tức giận đến mức nắm chặt hai tay lại. Bùi Đông Lai thấy thế vỗ vỗ vai Tiêu Cuồng,
ý bảo hắn không cần nóng vội. 8 giờ sáng ngày thứ hai, 16 đội lại tập hợp vào chỗ dự thi. Xem ra đám người Trung Quốc muốn dùng võ thuật để đoạt chức quan quân rồi. Sau khi tập họp, 15 đội còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía đội nước Trung Quốc. Thấy bọn họ chuẩn bị mọi thứ không khác gì ngày hôm qua, trong lòng lập tức hiện ra ý niệm như vậy. Bộ đội đặc chủng nước Mỹ, đội các người vào chuẩn bị đi. Ratatot quái dị nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi truyền mệnh lệnh với đội nước Mỹ. Nghe được mệnh lệnh, Gia Ớt không lập tức vào sân thi đấu mà quay đầu nhìn Bùi Đông Lai, cười đều nói. Bùi Đông Lai, ngươi chớ quên ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Nói xong, hắn ướn ngực dẫn người bước vào sân thi đấu. Đúng vậy. Bởi vì vũ khí bí mật mang đến cho bọn họ sự tự tin không gì sánh được, mà nghênh ngang bước vào sân thi đấu. Thấy cảnh như vậy, đám bộ đội nước Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản đều cười tươi rói rói khi thấy người khác gặp nạn. Đợi đám bộ đội đặc chủng nước Mỹ bước vào sân thi đấu, Bùi Đông Lai bước ra khỏi hàng, cùi chào Ratatot, nói. Báo cáo giáo quan. Bùi Đông Lai vừa nói những lời này, tất cả ánh mắt của người lại đổ dồn vào hắn. Ratatot có chút nghi hoặc nhìn hắn, nói. Có chuyện gì? Giáo quan, căn cứ theo quy định giải đấu thì các đội có thể bổ sung các trang bị, vũ khí từ bên ngoài ai đúng không? Hả? Ngạc nhiên khi nghe Bùi Đông Lai hỏi như vậy, tất cả mọi người đều cả kinh nghĩ, chẳng nhẽ nước Trung Quốc bỏ tiền ra chế tạo vũ khí tia laser để giành chức quán quân thật sao? Đúng. Ratatot gật đầu, khó hiểu hỏi Bùi Đông Lai. Ngươi cần bổ sung vũ khí. Đúng thưa giáo quan, bằng hữu của ta đang ở St. Petersburg, hắn muốn tặng vũ khí cho ta. Ta cần phải nhắc nhở ngươi rằng các đội dự thi chỉ có thể bổ sung vũ khí tác chiến. Làm như nhận ra Bùi Đông Lai muốn nhắm vào vũ khí bí mật của bộ đôi đặc chủng Mỹ, hắn liền vô ý nhắc mở. Bùi Đông Lai nghiêm mắt nói. Thưa giáo quan, cái ta muốn bổ sung là vũ khí tác chiến cho binh sĩ. Hả? Ratatot nào nào? Hắn tuy nhận ra Bùi Đông Lai nhắm vào vũ khí bí mật của ả nước Mỹ nhưng hắn không tin nước Trung Quốc lại chi tiền ra cho quân đội chế tạo vũ khí tia laser có khả năng bắn được mấy ngàn cây em để phá vệ tinh của quân đội Mỹ. Không riêng gì Ratatot mà các đội viên của các đội khác cũng không tin. Bởi vì chỉ có nước Mỹ mới có thể tạo ra những thứ vũ khí vĩ đại như vậy chứ Trung Quốc làm gì đủ trình. Nhân thấy những ánh mắt nghi ngờ, Bùi Đông Lai không giải thích gì thêm. Hắn chỉ biết đến một câu, chiến thắng thực sự không ở tài hùng biện. St. Petersburg là một trong số ít các thành thị có đêm trắng, từ tháng 5 cho đến tháng 8 hàng năm, cơ hồ trời không tối. Màn đêm buông xuống, các du khách từ khắp thế giới đến chiêm ngưỡng ánh sáng, cực quang, trên bầu trời, có cảm giác như đang trong mộng ảo. Thân là tộc trưởng tương lai của gia tộc The Rothschild, Kuti không giống như các du khách khác, đi thưởng thức cảnh đẹp, đêm trắng của St. Petersburg. Hắn tới đây bởi vì Serena xinh đẹp. The Rothschild là một gia tộc giàu nhất, cường đại nhất, nên luôn có các cứ điểm ở mỗi thành thị trọng yếu trên toàn cầu, St. Petersburg cũng không ngoại lệ. Ở trong tòa thành mà gia tộc The Rothschild bí mật thu mua tại St. Petersburg, Kuti mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng, mang theo người hầu đứng ở cửa thành, lặng lặng chờ đợi Serena đến. Trước đó hắn đã bảo người trợ lý Decathlon đi tới nhà thờ Saint Isaac mời Serena đến đây. Hắn tin chắc rằng Serena sẽ không từ chối lời mời dùng bữa tối. Phần tự tin này chủ yếu đến từ thân phận gia tộc The Rothschild cường đại, phần còn lại là từ thực lực của bản thân. Reng, reng. Trong lúc chờ đợi, Kuti cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng uống. Chợt hắn nghe thấy chiếc điện thoại vang lên. Thiếu gia, là điện thoại của Decathlon. Một cận vệ mang điện thoại đến cho Kuti. Kuti không nhanh không chậm giao chén rượu cho người hầu, sau đó dùng khăn tay được thêu hoa văn Phnom Penh để lau tay rồi mới nhận điện thoại nghe máy. Thiếu gia, không được rồi. Điện thoại được nối, truyền đến giọng nói mang theo sự khiếp sợ của Decathlon. Hả? Dù Kuti là người có khả năng lớn nhất trở thành người kế thừa gia tộc nên đã luyện được một trái tim kiên cường sắt đá nhưng khi nghe được tin tức này của Decathlon, hắn cũng không tránh khỏi kinh ngạc, động tử phóng đại, hỏi. Chuyện gì? Theo lời nói của giáo chủ nhà thờ Saint Isaac thì xế chiều hôm nay đã tổ chức thánh lễ lần thứ ba, nên hiện tại thánh nữ Serena cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Decathlon nhanh chóng trả lời.
vừa rồi tôi đã vào giáo đường theo an bài của ngài, nói chuyện với giáo chủ, cố gắng gặp mặt thánh nữ để mời. Kết quả khi chúng tôi cùng với giáo chủ đi đến tầng cao nhất thì phát hiện hai thánh kỵ sĩ phụ trách bảo vệ thánh nữ bị âm thầm thủ tiêu, còn thánh nữ đã mất tích. Nghe được báo cáo của Decathlon, Guti không tiếp tục truy vấn mà đầu tiên làm cho mình bình tĩnh cái đã. Thiếu gia, hiện giờ giáo đình đang dùng mối quan hệ ở Nga để tìm kiếm tung tích thánh nữ. Decathlon nhắc nhở nói, chúng ta có nên giúp đỡ không? Vận dụng hết tất cả khả năng của gia tộc, phải tìm bằng được thánh nữ. Sau khi trầm mặc, Guti mở miệng nói. Vâng thưa thiếu gia. Decathlon không dám chậm trễ, lập tức đi làm theo mệnh lệnh, hắn hạ ẻo rằng thiếu gia của mình lúc này đã thực sự tức giận. Cùng với việc Decathlon làm theo chỉ thị của Guti, hiện có một con tàu chở khách đang nhanh chóng rời khỏi St. Petersburg. Sunnerly, tôi biết rằng cô vì chuyện không được làm thánh nữ khi trước nên nảy sinh sự ghen ghét, ghi hận đối với tôi. Lần này cô bắt cóc tôi chắc hẳn là vì muốn trả thù. Trong một khoang tàu lớn của tàu chở khách, Serena mặc một bộ trường bào màu trắng, dù không có luyện võ, cộng thêm sắc mặt hơi tái vì mới khỏi bệnh, nhưng có cảm giác nàng không mảnh mai sợ hãi Sunnerly, đồng thời nói. Ngạo mạn, đố kỵ, lười biếng, tham lam, ăn chơi quá độ là 7 tội của con người. Sunnerly, cô đã ngập chìm trong các tội ác đó, hãy quay đầu lại đi, Chúa sẽ tha thứ cho ngươi. Câm miệng. Ngồi trên ghế salon, Sunnerly gắt giọng nói. Serena, ta thừa nhận ghen ghét ngươi, ghen ghét giáo đình, ngươi tự cho rằng Chúa là vạn năng, vậy hãy thỉnh cầu để Chúa đến cứu ngươi đi. Sunnerly, cô làm vậy sẽ tự khiến cô sẽ rơi xuống hố sâu sự thống khổ vô tận. Serena khuyên nhủ. Hắc. Sunnerly nghe vậy cười lạnh một tiếng, rồi bỗng xuất hiện trước người Serena giống như u linh vậy, tay túm lấy mái tóc của Serena. Kéo lên một cách không khoan nhượng, nói. Thông khố vô tận, nếu không phải có chuyện khác cần phải làm thì ta đã cho ngươi lập tức cảm nhận được chuyện này. Sunnerly, con tiên nhân Serena nghe cho kỹ đây, ta chẳng những muốn trả thù ngươi mà còn muốn trả thù toàn bộ giáo đình. Một ngày nào đó ta sẽ dẫn người đến phá hủy Vatican, huyết tẩy cả giáo đình. Sunnerly đưa tay vuốt khuôn mặt của Serena nói. Serena không để ý đến đau đớn, cố gắng nói. Cô sẽ không làm được như vậy, cái thiện luôn thắng cáo ác. Người đâu, đem nó đi. Nghe Serena lại nhải giảng đạo lý, Sunnerly hận không thể tát một phát chết luôn Serena. Chỉ làm như vậy à, nghĩ có vẻ lời cho Serena quá. Vâng, thưa thần nữ tôn quý. Sunnerly vừa ra lệnh là lập tức có một gã thần vệ cung kính tiên lên, ôm lấy eo Serena, nhanh chóng rời đi. Đám người của giáo đình toàn một lũ điên. Thấy thần vệ đưa Serena đi, Pavlovsky cảm thán một câu rồi nói với Sunnerly. Thánh nữ mất tích, chắc hẳn giáo đình sẽ nhanh chóng dò xét chuyện này. Sao, ngươi sợ à? Sunnerly lạnh lùng cắt đứt lời nói của Pavlovsky. Đối với hành động vô lý của Sunnerly, Pavlovsky tuy rằng bất mãn ở trong lòng, nhưng bên ngoài không hề biểu hiện gì. Bởi vì hắn đã thấy Sunnerly cường đại đến mức nào. Một mình dám lén lút tiến vào nhờ thờ St. Isaac, đánh chết hai gã thánh kỵ sĩ, bắt cóc Serena mà thần không biết quỷ không hay. Với thực lực như thế này, hắn không thể nào so sánh được. Sunnerly, không phải là tôi sợ hãi, tôi chỉ muốn chúng ta cần phải nắm chắc thời gian, tránh các phiền toái không cần thiết. Pavlovsky nói xong, lại nghĩ đến điều gì đó, cười nói tiếp. Vốn là thiết bị tiếp thu vệ tinh của đám người Mỹ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng vũ khí của nhi tử vũ thần đã phá hủy thiết bị đó, giúp chúng ta loại đi một mối nguy hiểm. Tôi tin chắc rằng, với năng lực của hoàng thân Dracula có thể thoải mái làm tốt chuyện này. Sunnerly hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trong cuộc thi cách đấu, con trai của vũ thần chỉ dùng một cước đạp chết Merc. Làm được điều đó với chiến sĩ cấp 9, tôi cũng muốn bàn luận một chút với hắn. Pavlovsky nhấp ly rượu, có chút chờ mong. Sunnerly cười lạnh. Nhìn chằm chằm Pavlovsky, liếm môi trông rất ghê tởm. Hắn ta sẽ là ái sủng của ta, ngươi không thể động thủ với hắn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nghe được lời nói biến thái của Sunnerly, Pavlovsky cảm thấy nổi da gà, cả người ớn lạnh. Hắn thấy rằng nam nhân nào trở thành nô lệ của Sunnerly thì đó sẽ là ác mộng.
Bộ đội đặc chủng nước Mỹ nổi tiếng toàn cầu không Paris chỉ vì có vũ khí tác chiến hiện đại mà năng lực chiến đấu của mỗi người cũng không thể coi thường. Nếu không phải như thế thì bộ đội đặc chủng nước Mỹ cũng đã không giành được giải quán quân nhiều năm như vậy. Bởi vì thực lực bộ đội đặc chủng nước Mỹ cũng không tầm thường, thêm vào đó là sân đấu là cả một hòn đảo ước chừng 100 km vuông, thật sự là quá lớn. Nó có dễ dàng tạo ra các bẫy, chỗ ẩn náu, khiến bộ đội đặc chủng Trung Quốc và 14 đội khác đến tận trời tối rồi mà vẫn chưa thể bắt được các thành viên đội Mỹ. Bùi Đông Lai, chúng ta đã tìm cả ngày rồi, hao khá nhiều thể lực. Ta đề nghị nghỉ ngơi chừng 5 phút đồng hồ rồi tiếp tục tìm. Trong rừng cây, đội trưởng bộ đội đặc chủng Canada nói với Bùi Đông Lai. Bởi vì Bùi Đông Lai sử dụng phản vệ tinh kích quang thương phá hủy thiết tiếp thu vệ tinh của người Mỹ, cộng thêm thực lực cường đại của mình nên Bùi Đông Lai nghiễm nhiên được bầu làm đội trưởng. Lúc này, khi nghe được đề nghị, tuy Bùi Đông Lai thấy mình và đám người tiêu cuồng vẫn còn sung nhưng vì để chiếu cố đến các thành viên khác nên hắn vẫn phải đồng ý. Hắn cầm lấy bộ đàm nói với 14 chiến đội khác. Các đội trưởng hãy chú ý, các người cho các đội viên của mình nghỉ 5 phút, bổ sung năng lượng, mặc khác hãy để các tay súng bắn tỉa tạo cảnh giới. Vừa nói xong, không đợi Bùi Đông Lai dùng bộ đàm chuyên dụng của đội mình để thông chi cho đám người tiêu cuồng thì đã thấy hai người Tô Bồ Đề và Bát Tiên như âm hồn bà tán đi theo sau hắn, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn qua hai người, Bùi Đông Lai lấy bộ đàm chuyên dụng ra nói. Nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút. Đông Lai, đang yên sao lại nghỉ ngơi? Bộ đàm truyền đến âm thanh nghi hoặc của tiêu cuồng. Để các đội khác nghỉ ngơi. Bùi Đông Lai thở dài, phân công cho Trần Anh. Trần tỷ, lại vất vả tỷ cảnh giới cho mọi người rồi. Đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, không, là con trai của Vũ Thân Hoa Hạ, Bùi Đông Lai. Thật may mắn và vinh quang khi cùng ngài nói chuyện. Bùi Đông Lai vừa dứt lời, bỗng có một giọng nói truyền đến, giọng nói này Bùi Đông Lai cũng không xa lạ gì. Dracula, sắc mặt Bùi Đông Lai nháy mắt cuồng biến. Không ngờ trí nhớ các hạ lại tốt đến như vậy, có thể nhớ rõ giọng nói của ta. Ta nhớ không lầm thì chúng ta chỉ gặp nhau có một lần. Âm thầm dẫn người vào đảo Luther, khi Dracula nghe được Bùi Đông Lai nhận ra giọng hắn thì không nhìn được bật cười. Bùi Đông Lai mạnh ẽm bức mình tỉnh tào, cắt đứt giọng nói của Dracula. Trần tỷ ở trong tay các ngươi. Đương nhiên, nếu không ta nói chuyện với ngươi qua bộ đàm của cô ta bằng cách nào. Dracula đứng ở bờ biển, đưa mắt nhìn Trần Anh bị bắt mang đi, ngữ khí thỏa mái nói. Khốn kiếp, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Trần tỷ, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Lúc này, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, tiêu cuồng cách đó không xa đã nổi giận đùng đùng nói. Hắn có thể nghe được giống Bùi Đông Lai. Khi nghe được một giọng nam xa lạ hắn đã hết sức kinh ngạc. Sau đó nghe được Bùi Đông Lai nói ra ba chữ Dracula, trong đầu hắn lập tức hiện ra những tư liệu về Dracula từ khi ra nhận Long Nha. Ở đây ra thằng này vậy. Dám cắt đứt cuộc đối thoại giữa ta và Bùi Đông Lai, chán sống rồi à? Ngạc nhiên khi nghe thấy uy hiếp của tiêu cuồng, Dracula lập tức phát hỏa. Hắn là một trong tứ đại hoàng thân của thần võng, không phải chó mèo ở trên đường, người khác sao có thể tùy tiện nói làm thịt hắn. Bởi vì nghĩ không thế lực dám tới cuộc thi này để nháo sự nên Bùi Đông Lai mới không có an bài gì. Hiện tại, xác định Trần Anh đã rơi vào trong tay Dracula, Bùi Đông Lai vẫn bình ĩnh nói. Các người dám tới tận đây bắt cóc người mà không sợ đắc tội với quân đội toàn cầu sao? Hắc hắc, các hạ Bùi Đông Lai, người cũng biết là chúng ta nhắm tới người mà. Dracula cười lạnh nói. Chứ không phải đến đây để phá hoại cuộc thi. Tuy rằng ta không biết tại sao Dixie vô cùng kiêu ngạo trong truyền thuyết lại làm ra chuyện đê tiện này, nhưng người hãy bảo Dixie thả Trần tỷ ra, sau khi cuộc thi này kết thúc ta sẽ đích thân đến tìm hắn. A ha, các hạ Bùi Đông Lai. Dixie cường đại nào đâu có làm như vậy. Đúng là thực lực của ngươi tiến bộ thân tốc nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu gia Dixie không đủ sức ra tay với ngươi. Dracula nghe vậy cười nói. Người có hứng thú đối với ngươi là thần nữ Sunnerly. Ngươi tốt nhất tới địa điểm XXXY trong vòng nửa tiếng để chúng ta dùng du thuyền đưa ngươi đến gặp tiểu thư Sunnerly. Nếu nửa tiếng sau cô ta không thấy được ngươi. Ta cam đoan Trần tỷ đó sẽ bị cô ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào đó đùa đến chết. Hẳn ngươi cũng biết tác phong của tiểu thư Sunnerly chứ. Nghe lời nói của Dracula, Bùi Đông Lai không khỏi nhớ đến mụ Sunnerly biến thái chứ danh,
nữ thì bị rách mặt, nam thì thành nô lệ, khi nào chơi chán thì giết đi, có thể nói là tà ác đến cực điểm. Mặt khác, tốt nhất là ngươi không nên thông chi đến hội đồng cuộc thi, như vậy sẽ khiến cô gái xinh đẹp kia chết nhanh hơn. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Dracula âm trầm nhắc nhở. Vừa nghĩ đến chuyện Trần Anh sẽ bị Sunnerly ngược đãi, Bùi Đông Lai mạnh mẽ áp chế sự tức giận của mình, ngữ khí lạnh như băng nói. Ta sẽ lập tức đi tìm ngươi để gặp Sunnerly. Hy vọng ngươi hãy nói cho Sunnerly để ta nhìn thấy Trần Tỷ trước, nếu Trần Tỷ thiếu một sợi tóc, Liên minh Hoa Hạ sẽ không tiếc mọi thứ để hủy diệt Thân Võng đâu. Bùi Đông Lai, nếu như ngươi quen biết tiểu thư Sunnerly thì sẽ biết được rằng uy hiếp với cô ấy không có cái nghĩa lý gì, cho nên ngươi tốt nhất là nhanh chóng tới đây đi. Nghe Bùi Đông Lai uy hiếp, Dracula có chút khẩn trương, nhưng hắn biết Sunnerly không hề sợ sự uy hiếp này, nếu không ả cũng không dám chơi trò đùa với lửa này. Bồ đàm bỗng yên tĩnh, Bùi Đông Lai liền biết Dracula đã cắt đứt liên lạc. Đông Lai, tôi đi cùng cậu. Cùng lúc đó, Tiêu Cuồng chạy thẳng tới trước người Bùi Đông Lai, đằng đằng sát khí, cảm giác hận không thể lập tức đem kẻ bắt cóc Trần Anh băm thây ra làm vạn đoạn. Không riêng gì Tiêu Cuồng, hai người Vương Khuê và Tôn Nhân đều đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, cùng nói. Đông Lai, chúng ta cùng đi nghĩ cách cứu Trần Tỷ. Không được. Đối mặt với thỉnh triển của ba người, Bùi Đông Lai cự tuyệt không chút do dự. Tại sao? Tiêu Cuồng mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, Đông Lai, tại sao cậu lại không cho chúng ta cùng đi? Vương Khuê và Tôn Nhận khó hiểu nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Địch nhân nhắm vào tôi, tạm thời không đề cập đến chuyện chúng có cho mọi người đi theo hay không. Cho dù có thì với thực lực của mọi người đi theo cũng là một việc hết sức nguy hiểm. Đông Lai, từ khi tiểu đội Long Hồn thành lập đến nay, năm người chúng ta là chiến hữu, là huynh đệ. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế Vương Khuê gần từng chữ nói. Cậu để cho ta trơ mắt nhìn cậu và Trần Anh Lâm vào hiểm nguy mà không làm gì. Điều đó tôi không làm được. Đúng vậy, Đông Lai, đội đặc chủng chúng ta có một câu, không bao giờ vứt bỏ chiến hữu và huynh đệ. Từ trước đến nay, Tôn Nhận vốn ít nói, chỉ là bây giờ có thể thấy hắn đang cực kỳ kích động. Vì sợ chết mà mặc kệ không cứu Trần Anh ư, Tôn Nhận tôi không làm được việc này. Tôi đã từng nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi chiến hữu và huynh đệ. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Đông Lai dừng trước mặt ba người Tiêu Cuồng, Vương Khuê và Tôn Nhận, gần từng chữ. Chúng ta tới đây để lấy được ba chiếc quán quân, hiện giờ đã có được hai cái rồi, chỉ còn một cái nữa thôi. Tôi hy vọng sẽ không xuất hiện sai sót gì. Đông Lai, đây là mệnh lệnh, mắt thấy khó có thể thuyết phục được ba người nên Bùi Đông Lai rơi vào đường cùng, đành lấy thân phận mình để ra mệnh lệnh. Quả nhiên, nghe được câu nói này của Bùi Đông Lai, hai người Vương Khuê và Tôn Nhận đều trầm mặc. Quân nhân lấy việc thi hành mệnh lệnh làm sứ mạng thiêng liêng. Bọn họ đều là những người nổi bật trong quân đội, đương nhiên hiểu rõ hai chữ mệnh lệnh đối với quân nhân. Đông Lai, hiện giờ cậu ra mệnh lệnh cho lão tử. Cậu muốn ra lệnh thế nào cũng được, lão tử đều đồng ý. Nhưng chỉ có một chuyện, cậu chính là huynh đệ của lão tử, còn Trần Tỷ là hôn thê của tiểu phi ca của tôi, có nghĩa Trần Tỷ là chị dâu của tôi. Nếu tôi cứ trơ mắt để hai người bước vào vòng hiểm nguy, làm một con rùa rụt cổ, lão tử thực sự không làm được. Tiêu Cuồng đoe mắt, gào lên với Bùi Đông Lai. Tuy hắn biết quân nhân lấy thi hành mệnh lệnh làm đạo lý, nhưng hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Cái mệnh lên kia so với tình huynh đệ thì không bằng chó má. Nếu không phải như thế thì lần đó hắn đã không chĩa súng vào cổ mình, uy hiếp máy bay của quân khu phải trở về Yên Kinh. Có một lần, vì cầu xin Tiêu Nguyên Thanh ra mặt cứu Bùi Đông Lai mà hắn đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Nguyên Thanh, khiến Tiêu Nguyên Thanh phải trợn mắt há mồm. Hắn vì lo lắng đến cảm nhận của các ngươi nên mới không nói đến việc thực lực của thần võng vượt xa so với tưởng tượng của các ngươi nhiều. Lấy thực lực của các ngươi mà đi. Chắc chắn sẽ chết. Khi Tiêu Cuồng còn đang tức giận, Tô Bồ Đề xuất hiện phía sau Bùi Đông Lai, nghiêm mặt nói. Ngoại trừ chuyện đó ra, đến lúc ấy mà hắn cứ lo lắng bảo vệ các ngươi mà phân tâm, như vậy càng thêm bất lợi. Nghe được câu nói của Tô Bồ Đề, Tiêu Cuồng lại trầm mặc. Cuồng ca, giành được chức quán quân lần này không nhưng là nhiệm vụ mà nó còn là lời hứa với Tiêu Lão Thái gia, thậm chí anh cũng vì nó mà còn cược mất đầu. Bùi Đông Lai cảm kích nhìn Tô Bồ Đề,
sau đó hai tay nắm lấy đầu vai Tiêu Cuồng, nói. Tôi hy vọng khi tôi đi vắng anh cùng Vương ca, Tôn ca, sẽ làm mọi cách để đem chức quán quân về đây. Đông Lai. Mắt Tiêu Cuồng đỏ lên, trên mặt tràn đầy biệt khuất, hai nắm đấm nắm chặt vào nhau. Nói cho tôi biết, anh có thể làm được hay không? Bùi Đông Lai nói thế mỉm cười, tuy nhiên đôi mắt cũng hơi đổ lên. Đông Lai, các huynh đệ sẽ chờ cậu về cùng sát cánh chiến đấu. Tiêu Cuồng dùng sức cắn mạnh môi mình, dùng cơn đau đớn đó làm cho mình tỉnh táo trở lại. Ta sẽ trở lại. Bùi Đông Lai gật gật đầu, do dự một chút lại nói. Nhưng vạn nhất nếu tôi và Trần Tỷ không quay lại thì các anh không nên vọng động, càng không nên lợi dụng quân đội và liên minh Hoa Hạ để báo thù mà chỉ cần đem sự tình này báo cáo cho ban tổ chức cuộc thi, mượn quân đội toàn cầu tiêu diệt thần võng. Đông Lai. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng như bị một vật lạ chặn lại, không thể nói được câu gì, ngơ ngác nhìn người anh em trước mặt có chút xa lạ. Không riêng gì hắn, cả Vương Khuê và Tôn Nhẫn cũng khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai, cảm giác không giống như ngày đầu tiên gặp mặt. Bởi vì, trong trí nhớ bọn họ, Bùi Đông Lai là một người dù gian khó như thế nào cũng không biểu hiện ra bên ngoài, bộ dáng luôn tràn ngập tự tin, chứ không thiếu tự tin như bây giờ. Tô Bồ Đề lại không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì không phải cô không quen thuộc Bùi Đông Lai lắm, mà là vì cô biết rõ sự cường đại của thần võng. Huống chí, theo cô thấy, nếu thần võng đã dẫn rắn về hang thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Dưới tình huống đó, Bùi Đông Lai muốn cứu Trần Anh quả thực là một chuyện khó hơn lên trời. Mắt thấy ba người Tiêu Cuồng im lặng, Bùi Đông Lai cũng không nói thêm lời nào vô ích nữa, dựa theo bản đồ trong trí nhớ, đi đến tọa độ mà Dracula vừa nói. Tô Bồ Đề thấy thế, không nói hai lời, đuổi sát theo Bùi Đông Lai. Cách đó không xa, Bastien cũng đã nghe ngóng được sự việc, thấy Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề rời đi, hắn hơi do dự một chút rồi cũng lặng lẽ đi theo. Nhận thấy Tô Bồ Đề đi theo sau, tốc độ Bùi Đông Lai thoáng chậm lại, đi song song với Tô Bồ Đề, quay đầu nhìn cô ấy. Ta không thích thiếu nợ nhân tình của người khác. Thấy ánh mắt khó hiểu của Bùi Đông Lai, Tô Bồ Đề lại giải thích kiểu bá đao như lần trước. Huống chi ta đã nói với ngươi rồi, trước khi ta giao thủ với ngươi thì ta sẽ không để bất cứ kẻ nào lấy mạng ngươi đâu. Lời nói của Tô Bồ Đề tuy theo kiểu bá đạo nhưng lại khiến Bùi Đông Lai cảm động. Hắn biết đây là một người phụ nữ có ân báo ân, có oán báo oán, tuyệt đối không giấu giếm chuyện gì. Bùi Đông Lai dừng lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Bồ Đề, nhắc nhở. Cô đi theo tôi, rất có thể sẽ mất mạng đó. Chết có gì đáng sợ? Tô Bồ Đề ưỡn cặp núi non lên, hừ lạnh nói. Dù sao thánh nữ ta đã nợ ngươi một mạng, nếu như đã chết, coi như ta trả lại cho ngươi. Nếu Dixi thật sự không có mặt, vậy trong trận chiến này nếu ta chết trận thì cũng sẽ có người chết theo, hơn nữa không phải chỉ là một người. Mắt thấy Tô Bồ Đề vì báo ân cứu mạng ngày đó mà quyết định đi cùng với mình, Bùi Đông Lai không tiếp tục cãi nữa, mà lặng yên nắm chặt lấy hai đấm, sát ý sôi trào nhìn Tô Bồ Đề làm cho trái tim Tô Bồ Đề đạp nhanh. Cảm nhận được sát ý điên cuồng toát ra từ trên người Bùi Đông Lai, Tô Bồ Đề cả kinh, nhịn không được quay đầu về nhìn Bùi Đông Lai, thấy gương mặt hắn vô cùng dữ tợn, giống như là ác ma vậy. Sau đó, Tô Bồ Đề muốn nói gì đó, lại phát hiện Bùi Đông Lai đột nhiên dừng bước, trừng mắt nhìn về phía sau. Bastien, ta mặc kệ ngươi có chủ ý gì, từ giờ trở đi, nếu ngươi còn dám đi theo ta, ta cắt đầu ngươi đi. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai nheo mắt nhìn về phía bụi cỏ cách đó không xa, giọng nói đầu lạnh lùng. Tại bụi cỏ cách đó không xa, Bastien âm thầm đi theo Tô Bồ Đề và Bùi Đông Lai, khi nghe được những lời kia thì biến sắc hai tay nắm chặt đám lại. Hận không thể lập tức đại chiến với Bùi Đông Lai. Nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa chưa hồi phục thương thế, hơn nữa Tô Bồ Đề vẫn đang bên cạnh Bùi Đông Lai, cho nên Bastien đánh bỏ cái ý nghĩ liều mạng đi, chỉ đón nhận ánh mắt Bùi Đông Lai, hừ lạnh nói. Cầu Thượng Đế phù hộ cho ngươi còn sống trở về. Bùi Đông Lai không thèm trả lời mà bỏ đi, còn Tô Bồ Đề chỉ lườm hắn một cái rồi cũng theo sát phía sau Bùi Đông Lai. Bastien thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giống như thế hệ trước đều muốn chứng kiến Bùi Vũ Phu bị giết thì thế hệ hiện tại đều muốn chứng kiến Bùi Đông Lai bị giết. Anthony là như vậy và Bastien cũng thế. Vốn là Bastien muốn thông qua cuộc thi này để hiểu rõ về Bùi Đông Lai hơn,
sau đó đợi khi kết thúc cuộc thi sẽ đại chiến. Căn cứ theo suy đoán của hắn thì hắn chẳng những khôi phục thương thế mà còn đột phá được cảnh giới mới, thực lực tăng lên một bậc. Kể từ đó, hắn có lòng tin rằng mình có thể giết chết được Bùi Đông Lai. Chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn nằm mơ cũng không ngờ Sunnerly nhảy vào giữa đường, phá hỏng kế hoạch của hắn. Hiển nhiên hắn cảm thấy không cam lòng. Chỉ là hắn biết rằng mình không thể làm được gì cả, đành trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai rời đi. 8 phút sau, Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề đã đến cái tọa độ của Dracula nói. Màn đêm buông xuống đen như mực, gió biển thổi mạnh vào bãi biển, Dracula mặc một bộ trường bào màu đen, đứng ở bờ biên, như dung hòa vào màn đêm, toàn thân tràn ngập quỷ dị, hơi thở đầy tà ác. Chúc mừng ngươi, Bùi Đông Lai các hạ, ngươi đã đúng giờ. Mắt thấy Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề đi đến, Dracula đi ra từ một cái góc âm u, sau đó nhìn về phía Tô Bồ Đề, đồng tử co rút lại. Mà Bồ Thánh Nữ Tô Bồ Đề, ta rất hiếu kỳ rằng ngươi làm gì ở đây với Bùi Đông Lai. Thần nữ Sunnerly đâu có nói muốn gặp ngươi. Phi, Sunnerly chuyên làm những chuyện biến thái đê tiện, vô sỉ, còn dám tự xưng là thần nữ nữa chứ. Tô Bồ Đề cười lạnh một tiếng nói. Nghe đồn Sunnerly không phải thích nữ nô xinh đẹp sao? Ta nghĩa Sunnerly biến thái kia sẽ không từ chối ta đó chứ. Hắc hắc, NGS được lời nói của Tô Bồ Đề, Dracula nhớ tới Long Tổ Tổ Đề và Bùi Vũ Phu, làm như minh bạch dụng ý của Tô Bồ Đề, cười ta nhìn chằm chằm Tô Bồ Đề, con người không chuyển động, tựa hồ như châm trước điều gì đó. Sau đó hắn ra một quyết định, đều giả nói. Nếu chút nữa người nói y chang những thứ này cho cô ta, ta cam đoan Sunnerly sẽ thỏa mãn nguyện vọng cho ngươi. Rồi lại nói với Bùi Đông Lai. Lên thuyền thôi. Dracula vừa dứt lời, âm thanh sóng vỗ vang lên liên tục, thì ra có một chiếc thuyền máy đang di chuyển. Bỗng có hai gã mặc trang phục màu đen trồi lên khỏi mặt nước, kéo chiếc thuyền này vào bờ biển. Dracula, ta đã đến đây rồi hiển nhiên sẽ đi theo ngươi. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Bất quá không nghĩ nhiều nữa, trầm giọng nói. Nhưng, ta cần phải chứng thực rằng Trần Tỷ vẫn còn sống. Ta muốn nói điện thoại với Tỷ ấy. Được. Dracula nghe vậy liền đáp ứng. Cô ta vừa mới lên thuyền, để ta xin chỉ thị của Sunnerly cái đã. Vừa nói, Dracula vừa dùng cái bộ đầm đặc biệt, kết nối với Sunnerly, nói ngắn gọn. Sunnerly, Bùi Đông Lai muốn nói chuyện với người con gái kia. Nếu không hắn sẽ không đi cùng. Trong dại sảnh của chiếc tàu biển, Sunnerly nghe được lời của Dracula, hơi trầm ngâm, phất tay nói. Đưa người đàn bà kia đến đây. Vâng thưa thần nữ tôn quý. Một gã thần võ nghe thấy vậy, vội vàng cúi đầu nhận lệnh rồi dùng bộ đàm gọi cho đồng đội. Thần nữ tôn quý muốn mang người đàn bà kia tới đại sảnh. Một gã thần vệ khác nhanh chóng đưa Trần Anh đang ngất xỉu đến đại sảnh. Cho cô ta tỉnh đi. Sunnerly nhìn Trần Anh như nhìn một con kiến. Ào! Tên thần võng kia nghe thấy vậy liền cầm lấy một ly rượu đỏ đã ướp lạnh, tưới xuống mặt Trần Anh. Nước lạnh đã khiến Trần Anh tỉnh lại. Trần Anh tỉnh lại, trợn tròn mắt đánh giá tất cả mọi thứ xung quanh, thân mình hơi co lại, giống như một mãnh hổ tùy thời có thể lao lên. Tiện nhân hèn mọn, bảo bối tương lai của ta muốn nói chuyện với ngươi. Thấy Trần Anh đã tỉnh lại, Sunnerly đứng lên, cầm lấy cái bộ đàm, đi tới chỗ Trần Anh. Tựa hồ ả cũng muốn nhìn coi nữ nhân này có gì mà Bùi Đông Lai phải mạo hiểm cả tính mạng để tìm cách cứu. Cái gì? Ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của Sunnerly, Trần Anh lập tức nhìn về phía Sunnerly, khi thấy thân hình như con lợn xề của ả, đồng tử của cô phóng đại lên. Trong đầu cô không khỏi nghĩ đến một hình ảnh khi cô chấp hành nhiệm vụ cuối cùng cùng Tiêu Phi. Khi đó, chiếc thuyền chở dầu bị đám khủng bố khống chế chiếm giữ, trong đó có người Trung Quốc chiếm đa số. Long Nha đã phái người tới đó tiến hành giải cứu con tin, Trần Anh cũng 6 thành viên khác của Long Nha đi theo Tiêu Phi tới để cứu con tin. Trong quá trình làm nhiệm vụ đó, họ bị một đám địch nhân cường đại chặn lại, bị thương vong nặng nề. Thậm chí ngay cả Tiêu Phi cũng bỏ mình. Khi đó, Trần Anh tưởng rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt, may mắn là một gã Long vệ đã tới đúng lúc. Xoay chuyển tình thế, chỉ là đầu lĩnh của nhóm khủng bố đã trốn thoát. Thế nên, đối với Trần Anh mà nói, dù kẻ đầu lĩnh kia có hóa thành cho thì cô vẫn có thể nhận ra. Kẻ đó không phải ai khác mà chính là Sunnerly. Trong phút chốc,
Con người của Trần Anh hiện ra sát ý điên cuồng, nhưng ý chí của cô lại ngăn không cho cô lao tới tấn công Sunnerly, với lại xung quanh toàn kẻ địch, một mình cô solo đã chả phải đối thủ của Sunnerly rồi. Bởi vì khi ấy, cô đã thấy Sunnerly có thể thoát được khỏi tay thành viên Long Vệ. Không vọng động, Trần Anh chỉ đành lạnh lùng nhìn Sunnerly đi tới. Tiện nhân hèn mọn, nhìn có vẻ như ngươi đang hận không thể giết được ta. Nhận thấy ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu của Trần Anh, Sunnerly cười tà liếm môi, dừng lại đứng trước người Sunnerly nhìn xuống, âm trầm nói. Nếu không phải tiểu bảo bối của ta muốn nói chuyện với ngươi thì ta cam đoan chỉ cần một, ngươi sẽ giống y như một con chó, cầu xin ta giết ngươi. Vù! Trần Anh công kích Sunnerly để làm câu trả lời. Trần Anh thấy khoảng cách đánh lên vừa đủ, liền không chút gì dự dùng tay làm đao, nghiêng người hợp với đao thủ làm thành đại thương, chém tới cổ họng Sunnerly. Long xà hợp kích. Có lẽ vì nguyên nhân thù hận, cũng có lẽ biết mình chỉ còn cơ hội nên Trần Anh trực tiếp dùng sát chiêu, long xà hợp kích của Long Quyền, uy lực tăng lên cực mạnh. Chỉ là, chênh lệch về thực lực quá lớn nên sát chiêu của Trần Anh tương đối chậm trước Sunnerly. Hừ. Sunnerly hừ lạnh một tiếng, hơi hợt đánh. Bọc. Cánh tay của Trần Anh bị Sunnerly thoải mái nắm lấy. Sau đó, Sunnerly làm dễ dàng tóm tiếp lấy cổ Trần Anh nhấc lên như xách một con gà, hừ lạnh nói. Tiện nhân yếu như con kiến mà muốn đánh lén ta à? Khi nói, một cỗ sát ý lạnh lẽo truyền ra từ người Sunnerly, ả tăng mạnh lực cánh tay, tựa hồ như muốn bóp chết Trần Anh. Sunnerly, nếu ta không nghe thấy giọng nói của Trần Tỷ, ta sẽ không qua đó. Trên đảo Luther, Bùi Đông Lai nghe được giọng nói đầy sát khí của Sunnerly, trong lòng nổi lên cảm giác không ổn, lập tức mở lời. Nghe được giọng nói của Bùi Đông Lai, Sunnerly từ từ giảm lực tay, hừ lạnh nói. Nhờ bảo bối tương lai nên hôm tay ta tha chết cho ân ơi. Vù! Vừa nói, Sunnerly vừa đáp Trần Anh như một thứ đổ bỏ đi. Dầm! Thân hình Trần Anh bị lao cực nhanh vào vách tường, xương cốt cả người như vỡ tan, rơi xuống mặt đất, thở dồn dập. Sunnerly nhìn trêu tức Trần Anh một cái rồi đưa bộ đàm cho một gã thần vệ, để gã đưa đến trước người Trần Anh. Đông Lai, bọn chúng đã bố trí tử cục, cậu đừng tới. Thở hổn hển xong, Trần Anh thở chậm lại, nhìn chiếc bộ đàm để ở trước mặt, cô ôm lấy nó trong tay, nhanh chóng nó, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sunnerly. Tuy rằng cô hận không thể giết chết được Sunnerly, báo thù cho Tiêu Phi. Nhưng cô hiểu được mình không phải đối thủ, thậm chí ngay cả Bùi Đông Lai cũng chưa chắc là đối thủ. Với lại xung quanh Sunnerly còn có các thủ vệ và người của Pavlovsky nữa. Trần Tỷ. Nghe được giọng nói của Trần An, Bùi Đông Lai cố nên tâm tình, nói cái gì đó. Đông Lai, đáp ứng Trần Tỷ, đừng đến được chứ. Thân thể mềm mại của Trần Anh khẽ run rẩy, giọng nói run run. Ngữ khí của cô Trần ngập sự khẩn cầu. Bởi vì, cô đã tận mắt nhìn Tiêu Phi chết, cô không muốn nhìn thấy Bùi Đông Lai vì cô mà sẽ giống như Tiêu Phi. Trần Tỷ, nếu như không có Tiêu ca, tôi sẽ không được như ngay hôm nay. Đối mặt với khẩn cầu của Trần Anh, trong lòng Bùi Đông Lai mơ hồ có chút đau đớn, nhưng ngữ khí lại chắc như đinh đóng cột. Tôi đã từng đáp ứng Tiêu đại ca rằng sẽ vì anh ấy mà báo thù thần võng. Hiện giờ, tôi còn chưa làm được điều đó mà còn để tỷ chết trong tay thân võng thì cho dù tôi có hóa thành quỷ cũng không thể tha thứ cho chính mình. Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, sự kiên quyết trong đó khiến Trần Anh không khỏi chấn động. Nàng cố gắng tìm lý do khuyên can hắn thế nhưng lý trí cho nàng hiểu rằng Bùi Đông Lai mà nàng xem như đệ đệ kia là một người rất có chủ kiến. Người khác gặp phải bức tường chặn đầu thì sẽ quay lại nhưng Bùi Đông Lai chắc chắn sẽ đánh sập bức tường bước tiếp, cho dù là đổ máu thậm chí là mất mạng cũng không từ. Không ai có thể thay đổi quyết định của hắn. Đông Lai, bọn chúng thật sự rất mạnh. Mặc dù trực giác và lý trí đều biết rằng lời nói của mình không thể thay đổi quyết định của Bùi Đông Lai nhưng nàng không cam lòng, nàng vẫn cố gắng khuyên bảo hắn. Trong số chúng có thần võng Sunnerly và 6 vị thần vệ, ngoài ra còn có tổ chức cự phủ Pavlovsky, 4 tên thành viên hắc phủ. Nghe những lời đó, lông mày Bùi Đông Lai hơi nhíu lại nhưng ngữ khí vẫn tự tin như cũ. Yên tâm đi Trần Tỷ, nếu tôi dám đi thì đương nhiên nắm chắc cứu được Tỷ. Vừa nói chuyện. Bùi Đông Lai vừa đi tới trước thuyền máy. Tô Bồ Đề theo sát phía sau. Nixie đã nói,
người hiểu rõ mình nhất vĩnh viễn là địch nhân của mình, xem ra không sai chút nào, trọng tình trọng nghĩa chính là nhược điểm chí mạng của tên kia. Nhìn bóng lưng của Bùi Đông Lai, Dracula thầm nghĩ, nếu hắn không mạo hiểm thế này, lấy thực lực của hắn mà nói thì hẳn có thể trở thành đối thủ của Dixie rồi. Nghĩ một hồi, Dracula lắc lắc đầu, gã hiểu rằng thế giới này không có nếu như, chỉ cần Bùi Đông Lai bước lên thuyền thì đêm nay chắc chắn sẽ trở thành buổi đêm không thể quên trong đời y. Bùi Đông Lai không biết những suy nghĩ của Dracula, hắn cũng không muốn biết. Hắn vẫn nói chuyện điện thoại với Trần Anh như cũ. Có lẽ bởi vì đã chứng kiến nhiều kỳ tích Bùi Đông Lai tạo ra, cũng có lẽ bởi vì sự tín nhiệm đến mù quáng của Tiêu Cuồng, Vương Khuê và Tôn Nhận nên sự lo lắng của Trần Anh sau khi nghe được câu nói kia của Bùi Đông Lai liền chìm xuống, không còn sót lại chút nào. 15 phút sau, trong khi Bùi Đông Lai vẫn nói chuyện điện thoại với Trần Anh thì một gã thành viên thần võng trên thuyền bẻ lái tới gần phụ cận du thuyền. Trên boong du thuyền, hai gã thành viên thần võng sớm đã đợi ở đó, thấy thuyền máy đến liền thả thang dây cho đám người Bùi Đông Lai lên. Rất nhanh, Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề lên thuyền, được Dracula và bốn tên thần võng áp giải vào đại sảnh lầu một trong khoang thuyền. Du thuyền này có tên là Aram, tuy rằng không phải du thuyền cao cấp nhất nhưng cũng là một trong những du thuyền xa hoa nhất, đại sảnh tầng một lớn gần 2.000 thước vuông, trang hoàng tráng lệ, mấy bộ sofa đều được làm từ gỗ lim thượng đẳng. Ngay khi Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề bước vào đại sảnh thì Sunnerly đã đứng dậy cầm đi điện thoại của Trần Anh bên cạnh. Bảo bối, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Thấy Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề bước vào, Sunnerly nở nụ cười ghê tởm. Thả Trần tỷ. Bỏ qua bộ dạng dọa người của Sunnerly, trước tiên Bùi Đông Lai tìm Trần Anh, thấy Trần Anh bị thương không nghiêm trọng mới thầm thở ra nhẹ nhàng, dõi mắt sang Sunnerly. Hừ, có lẽ tức giận lần trước Trần Anh đánh lén, cũng có thể do thái độ của Bùi Đông Lai đã chọc giận Sunnerly. Sau khi nghe yêu cầu của Bùi Đông Lai thì nụ cười của Sunnerly tắt ngúm, ả vung chân đá thẳng về Trần Anh. Ngươi! Cảm nhận được hành động của Sunnerly, Bùi Đông Lai vội lên tiếng ngăn cản. Bịch! Răng rắc! Không đợi Bùi Đông Lai nói ra tiếng thứ hai, một cước của Sunnerly đá trúng sườn Trần Anh, tiếng xương gãy trầm đục vang lên cùng lúc Trần Anh văng ra xa. Phốc! Trên không, Trần Anh phun ra một búng máu, nét mặt thoáng chốc trắng như tờ giấy. Thân mình vô lực rơi xuống. Trần tỷ. Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, thân hình lướt nhanh tới tiếp được Trần Anh. Phốc gạch dưới gạch dưới. Dù Bùi Đông Lai đã triệt tiêu lực rơi để xương sườn không gãy thêm nhưng một cước kia của Sunnerly không hề yếu, nội tạng của Trần Anh đã bị thương. Nàng ngã vào lòng Bùi Đông Lai liền ọe thêm một ngụm máu lớn. Trần tỷ. Bùi Đông Lai cảm thấy như có ai đó đâm một dao vào trái tim mình, cả trái tim co rúm lại. Đông, Đông Lai, chớ quên lời nói của Trần tỷ, mỗi người chỉ có một cái mạng, mất đi là không thể lấy lại. Trong lòng Bùi Đông Lai, Trần tỷ suy yếu thốt lên, máu loãng chảy xuôi từ khóe miệng xuống không ngừng. Bùi Đông Lai gật đầu liên tục, đồng thời cảm ứng được Tổ Bồ Đề đã đứng cạnh mình, mà sáu đại thần vệ không cần Sunnerly hạ lệnh đã vây quanh ba người. Sunnerly, ngươi thật độc ác, uổng công ngươi xưng nữ thần, thật là mất mặt người Odin. Mắt thấy Sunnerly không chỉ đá thương Trần Anh mà còn dùng chiến thuật vây công, Tô Bồ Đề nổi giận. Có bản lĩnh bước ra đánh một trận. Tiện nhân, tuy ta không biết vì sao ngươi nhúng tay vào chuyện này nhưng ngươi đã nguyện ý làm nô lệ cho ta, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tô Bồ Đề dường như đã chọc giận Sunnerly, khiến lửa giận của ả bốc lên. Ta sẽ phế công phu của ngươi, đem ngươi bán cho kỹ viện châu Âu để bọn nam nhân chơi đùa đến chết. Ngươi! Tô Bồ Đề tức giận tới run người, định ra tay ngay lập tức. Bùi Đông Lai một tay ôm Trần Anh đang bị thương rất nặng, một tay ngăn cản Tô Bồ Đề. Hắn nhìn sang Sunnerly, nói. Sunnerly, thả Trần tỷ, ta đáp ứng yêu cầu ngươi đưa ra. Sunnerly nhíu mày, tựa hồ đang tính toán. Mà Tô Bồ Đề thì lại quay sang trừng mắt với Bùi Đông Lai. Nàng hiểu rằng con người kia ăn nói khép nép nhượng bộ chỉ vì lợi ích toàn cục, vì cứu Trần Anh. Nhưng nàng thật không ngờ Bùi Đông Lai lại đáp ứng điều kiện của Sunnerly. Chuyện này khiến nàng có chút phẫn nộ, nàng vì hắn mới mạo hiểm tính mạng đến nơi này. Nếu ngươi không đáp ứng, ta cho dù chết cũng không để ngươi được như ý. Bỏ qua sự phẫn nộ của Tô Bồ Đề, Bùi Đông Lai nói tiếp, ngữ khí mạnh mẽ hơn. Để Tô Bồ Đề mang Trần tỷ đi,
hoặc là ta và các ngươi tử chiến một lần, hai chọn một. Lần này Tô Bồ Đề không khỏi chấn động, Bùi Đông Lai tạm nhân nhượng không chỉ vì Trần Tỷ mà còn vì nàng. Sự tức giận của Tô Bồ Đề tan biến không còn chút nào, nàng sâu kín nhìn Bùi Đông Lai. Ta nếu như đến cùng ngươi thì sao có thể đi một mình? Thương thế của Trần Tỷ rất nặng, cần phẫu thuật ngay. Bùi Đông Lai lo lắng nhìn Tô Bồ Đề nói. Tô Bồ Đề, xin cô giúp tôi lần này, tôi biết ơn cô cả đời. Vậy ở đây ngươi làm sao lo liệu? Nghe Bùi Đông Lai nói từ xin, nội tâm Tô Bồ Đề có chút đau đớn, nàng không thể cự tuyệt hắn, nhưng mà... Nàng càng không yên tâm để hắn một mình ở lại đây. Hô! Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu nhìn Sunnerly, tựa hồ như nhắc nhở. Mục đích của ả không phải là giết ta. Chỉ là... Điều này Tô Bồ Đề cũng nhận ra nhưng trong mắt nàng, nếu như phải chọn chết hoặc làm nô lệ cho Sunnerly thì Bùi Đông Lai chắc chắn chọn cái thứ nhất, hắn hẳn là tính để nàng mang Trần Anh đi rồi tử chiến với đám người kia. Ngươi xác định sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của ta. Sunnerly hoài nghi, không dám tin tưởng Bùi Đông Lai sẽ làm như thế. Bùi Đông Lai tự giễu cười. Các ngươi đã mò tới nhược điểm chí mạng của ta, cần gì phải hỏi nữa. Vì cứu nàng ngay cả chết ta cũng không sợ, còn có gì không thể. Nghe thế nhưng Sunnerly vẫn hoài nghi, ả nhìn kỹ Bùi Đông Lai như đang cân nhắc xem có thể tin được không. Bùi Đông Lai không nhúc nhích nhìn ả chằm chằm, đợi câu trả lời thuyết phục còn Tô Bồ Đề thì lại như muốn nói gì. Nhất thời đại sảnh im lặng, chỉ có áp lực không ngừng. Được, ta để cho hai người đó đi. Một lúc sau Sunnerly quyết định, bất quá ngữ khí âm trầm thêm vài phần. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm trái ước định vừa rồi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bùi Đông Lai âm thầm thở dài, sau đó liền xoay người đưa Trần Anh trong lòng giao cho Tô Bồ Đề. Tô Bồ Đề cắn răng, nhưng rồi cũng nhận lấy Trần Anh. Chỉ là... Bước được một bước nàng đã không nhìn được quay đầu nhìn Bùi Đông Lai thật sâu, như muốn nói hắn nhất định phải kiên trì chờ nàng quay lại. Tô Bồ Đề cắn chặt môi dứt khoát bước đi. Ta thả chúng đi rồi, ngươi cũng nên tỏ thành ý đi. Chờ Tô Bồ Đề mang Trần Anh lên thuyền máy, Sunnerly nhíu mày nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không đổi sắc nhìn thuyền máy phía xa. Ta muốn chờ họ đi vào khu vực an toàn. Ta sắp hết kiên nhẫn rồi. Sunnerly nghe thế liền đề cao thanh âm, dường như nếu Bùi Đông Lai không có hành động gì thì sẽ động thủ. Lão tử cũng nhẫn nhịn tới cực hạn rồi. Thấy thuyền máy dường như đã biến mất trong tầm mắt, Bùi Đông Lai xoay người hướng ánh mắt như dao về phía Sunnerly, sát ý vốn đang tận lực áp chế đột nhiên tỏa ra như thanh ma đao rời vỏ. Hôm nay lão tử cam đoan sẽ huyết tẩy con thuyền này, huyết tẩy thần võng, mà bắt đầu từ ngươi. Bởi vì lúc trước đáp ứng Tiêu Phi rằng đợi khi thực lực cường đại thì sẽ hủy diệt thần võng, thêm nữa Bùi Vũ Phu chết cũng vì nhận lời khiêu chiến của Odin sau đó bị cường giả vây công nên hận ý của Bùi Đông Lai do với Diệp gia không ít hơn chút nào. Bùi Đông Lai chỉ hận không thể giết hết đám thần võng, gà chó không tha. Chỉ là, biết rõ lấy thực lực của mình mà nói thì chưa đủ nên Bùi Đông Lai chôn chặt nỗi hận đó trong lòng, cố gắng tăng cường sức mạnh của mình, chờ cơ hội báo thù. Lúc này đây, nhiều chuyện xảy ra như thế khiến hận ý trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Chẳng qua để cứu Trần Anh, Bùi Đông Lai không chỉ biết là cạm bẫy mà vẫn xông vào, thấy Sunnerly không động thủ, thậm chí khi Trần Anh bị trọng thương cũng mạnh mẽ chặn lại sát ý trong lòng. Nhưng mà, lúc này đây, khi Tô Bồ Đề đã mang Trần Anh tới khu vực an toàn, sát ý hắn tận lực áp chế rút cuộc bạo phát. Chưa lúc nào hắn phẫn nộ như bây giờ. Cũng chưa từng có thời khắc nào sát ý của hắn điên cuồng như lúc này. Hận ý đó như thông báo cho Sunnerly, dù ả có trốn tới chân trời góc bể hắn cũng chém bay đầu ả. Cảm nhận được sát ý trên người Bùi Đông Lai, sáu gã thần vệ không đợi lệnh của Sunnerly liền xếp đội hình, chỉ cần Sunnerly ra lệnh thì bọn chúng sẽ động thủ ngay lập tức. Khặc khặc, nghe được những lời của Bùi Đông Lai, Sunnerly vừa cảm thấy phẫn nộ vì y lật lọng. Vừa có cảm giác như được nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian, ả cười to không dứt, tiếng cười như dao nhọn cứa vào thủy tinh khiến người khác dựng tóc gáy không thôi. Bù! Ngay khi Sunnerly còn đang cười, Bùi Đông Lai đã động. Hắn tựa như sử dụng thuấn di trong truyền thuyết, thoát cái xuất hiện trước người tên thần vệ đầu lĩnh, thân mình hơi cong lên, tay phải giống như lợi kiếm đâm thẳng vào trái tim gã.
nhất long xà hợp kích. Bùi Đông Lai không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu cuối cùng trong long quyền, cả người như hóa thành tướng quân trong chiến trường cổ đại vung lên trường thương trong tay. Phốc! Liền đó, không chờ tên thần vệ đầu lĩnh kịp trốn tránh, tay phải Bùi Đông Lai đã đâm sâu vào lồng ngực gã, máu tươi phun ra bắn lên mặt hắn. Một màn thình lình xảy ra khiến nét cười trên mặt Sunnerly cứng lại, ánh mắt mọi người toát ra vẻ khiếp sợ tập trung lại trên người Bùi Đông Lai. Thật nhanh! Khi mọi người còn đang khiếp sợ vì tốc độ của Bùi Đông Lai thì tên thần vệ kia theo bản năng vung tay lên chém về đầu Bùi Đông Lai. Cùng lúc, năm tên thần vệ khác như tỉnh mộng, dồn dập tấn công Bùi Đông Lai theo các hướng khác nhau. Bùi Đông Lai gặp nguy không loạn, năm ngón tay gấp lại nắm lấy trái tim tên thần vệ, dùng sức kéo mạnh. Phốc! Thoáng cái máu loãng phun thành một dòng thẳng tắp từ lỗ đỏ trước ngực tên thần vệ phun ra, động tác của gã dừng lại, cả người như bị định thân tại không trung. Vù, vù! Cùng lúc đó, năm tên thần vệ khác đã công tới Bùi Đông Lai, kình phong gào thét, sát ý giạt rào. Hả? Người đâu? Không ngờ được năm tên thần vệ đều thấy hụt hẫng, suýt chút nữa lao vào nhau, mà Bùi Đông Lai đã trở ra cách xa 5 mét từ lúc nào. Dưới ánh đèn, trong tay hắn còn một trái tim đầm đìa máu, mơ hồ còn hơi nảy nảy lên. Bá! Tên thần vệ kia còn chưa tắt thở, theo ánh mắt mọi người nhìn về phía Bùi Đông Lai liền thấy một màn quỷ dị này. Bụp! Trong cái nhìn chăm chú của nhiều người, Bùi Đông Lai nắm chặt tay, chỉ nghe một tiếng vang lên, trái tim bị bóp nát. Một màn này khiến tất cả chấn động trong lòng, mà tên thần vệ kia nhoáng một cái ngã lăn xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Mắt thấy Bùi Đông Lai ung dung miểu sát một tên thần vệ, lại càn rỡ bóp nát trái tim trước mặt mọi người, sắc mặt năm tên thần vệ còn lại trở nên ngưng trọng, ngay cả Dracula và Pavlovsky cũng hơi biến sắc. Tuy rằng bọn họ biết Bùi Đông Lai tàn nhẫn nhưng thủ đoạn như thế vẫn khiến bọn họ chấn động không thôi. Nhưng mà, so sánh với thủ đoạn mà nói thì bọn họ còn lo sợ thực lực của Bùi Đông Lai hơn nữa, nhất là tốc độ kia, bọn họ cũng không sánh được. Dracula, bổ sung chỗ trống. Khác với Dracula, thấy một màn huyết tinh như thế Sunnerly không hề sợ hãi, không hề tức giận mà nét cười của ả càng thêm tà ác, khóe miệng tươi cười kỳ dị. Ta muốn hắn sống. Dracula thả người phóng ra, nháy mắt xuất hiện trước người năm tên thần vệ, đứng vị trí thủ lĩnh. Bùi Đông Lai không nóng lòng ra tay. Sinh tử đấu như chiến trường cổ đại, thực lực cố nhiên quan trọng nhưng khí thế cũng vô cùng trọng yếu. Hiểu được điều này nên Bùi Đông Lai không chỉ nói một câu sát ý trùng điệp, mà hơn nữa còn xuất sát chiêu đầu tiên. Kết hợp long quyền và bùi gia quyền, lấy tốc độ khủng bố tiếp cận rồi dùng long xà hợp kích đâm thủng lồng ngực thần vệ, lôi trái tim ra bóp nát trước mặt mọi người, tất cả chỉ để đả kích khí thế đối phương. Lúc này, nhận thấy hành động đó của mình chỉ khiến Dracula và Pavlovsky hơi biến sắc, còn Sunnerly ngay cả tia kinh ngạc cũng không. Bùi Đông Lai biết rằng cho dù mình có tốc độ không gì sánh kịp thì trận chiến này cũng sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay, có thể nói là cuộc chiến sinh tử, hơi không cẩn thận là có thể máu tươi năm bước, táng mạng đương trường. Dưới tình hình này, Bùi Đông Lai không dám mạo muội nữa mà hắn chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Bùi Đông Lai, ta không thể không thừa nhận chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá không sao, ngươi đã lãng phí mất cơ hội phản kích tốt nhất, cũng là duy nhất. Dracula cười lạnh một tiếng, quát to. Kết trận. Lệnh vừa dứt, năm tên thần vệ như được triệu hồi thông thường, nháy mắt đã đứng cạnh Dracula, khoảng cách vô cùng ngắn như đã hòa thành một chỉnh thể. Hắc ám chiến trận. Một góc đại sảnh, Pavlovsky cùng bốn gã hắc phủ thấy Dracula kéo theo năm tên thần vệ dung nhập thành một chỉnh thể. Mắt gã không khỏi sáng lên, nhịn không được nhìn sang Bùi Đông Lai. Con trai vũ thần hoa hạ. Ngươi có thể khiến một gã hoàng thân thần võng thống lĩnh hắc ám chiến trận đối phó ngươi, như thế đã đủ tự hào rồi. Theo như lời cha ta thì thần võng còn chưa bao giờ dùng qua chiến trận này. Hắc ám chiến trận. Lông mày Bùi Đông Lai khẽ nhíu lại. Tuy rằng trong trí nhớ Tiêu Phi không có bốn chữ này nhưng hắn có thể nhận ra được sáu kẻ kia cơ hồ đã là một chỉnh thể. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, không có lỗ hổng nào đáng kể. Sáu gã thần vệ có thực lực chiến sĩ cấp 8 tạo thành hắc ám chiến trận, có thể đối kháng, thậm chí hạ sát chiến sĩ cấp 9. Mà lần này lại là Dracula chiến sĩ cấp 9 chỉ huy, chưa nói lực chiến của ngươi còn chưa tới chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, mà cho dù đạt tới mức đó cũng không phá được trận.
Thấy Bùi Đông Lai bắt đầu ngưng trọng, Pavlovsky nói thêm một câu, ngữ khí mang vài phần đùa cợt, bởi vì hắn gần đạt tới chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong nhưng cũng không nắm chắc đối kháng với 6 người kia. Nghe được những lời đó của Pavlovsky, Bùi Đông Lai đã hiểu vì sao Dracula nói hắn đã bỏ qua cơ hội phản kích duy nhất. Nếu như vừa rồi hắn tiếp tục giết thêm một hai gã thần vệ nữa thì đối phương không thể kết thành hắc ám chiến trận rồi. Ngay khi hiểu được điều đó, Bùi Đông Lai bất ngờ phát hiện 6 tên kia như xe tăng dần tiếp cận mình, tiếng bước chân trầm ổn dường như khiến cả đại sảnh rung lên nhẹ nhẹ. Mà Sunnerly và Pavlovsky vì phòng ngừa Bùi Đông Lai bỏ chạy nên đã chặn cửa ra vào, định bắt ba ba trong giỏ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên thần phục Sunnerly đi, đỡ phải chịu tội. Dracula vừa tiến lên vừa cười lạnh nói. Bù! Không trả lời, Bùi Đông Lai liền phản công. Thân hình lao tới Dracula, cơ thể tựa như hóa thành dao long, tay phải chém ra một đường như vòi nước hung hăng quét tới Dracula. Nhất long quyền, cuồng long xuất hải. Để thăm dò uy lực của hắc ám chiến trận, Bùi Đông Lai liền sử dụng chiêu cuồng long xuất hải trong long quyền. Hừ! Dracula hừ lạnh vung tay đỡ, năm tên thần vệ kia ngay lập tức dùng tay hóa trưởng đặt lên người Dracula. Bốp! Thanh âm nắm đấm va chạm vang lên như hai ngọn núi đập vào nhau, lấy nó làm trung tâm không khí trong bán kính nửa thước bị chấn nát xuất hiện những khoảng trống đen. Bùi Đông Lai cảm thấy nắm tay như run lên, mất đi chi giác, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, cả thân hình không tự chủ lui ngược về phía sau. Bộp, bộp. Trong đại sảnh im lặng vang lên những bước chân nặng nề, sàn nhà từng mảng lún xuống. Bùi Đông Lai lui lại chừng 5 bước mới ngừng được. Tiện trùng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phục tùng ta. Thấy một màn kia Sunnerly mừng thầm, dường như đã nắm chắc thắng lợi. Ả nhìn Bùi Đông Lai như miếng thịt trên thớt có thể tùy ý xử lý rồi. Nhờ 2 tháng điên cuồng tập luyện, Bùi Đông Lai giờ có thể coi đã đạt hóa kính đại thành, cho dù không cần dùng long quyền và bùi gia quyền thì cũng có thể đối đầu với chiến sĩ cấp 9 trung kỳ. Ngày đó trên lôi đài, hắn từng đánh cho kẻ thiếu nửa bước nữa trở thành chiến sĩ cấp 9 là mức không có lực hoàn thủ. Thế nhưng, vừa rồi hắn sử dụng tuyệt chiêu trong long quyền chẳng những không thể đả thương chiến sĩ cấp 9 trung kỳ là Dracula mà ngược lại còn rơi vào thế hạ phong, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo không ngừng, cánh tay như bị điện giật run rẩy liên tục. Uy lực hắc ám chiến trận mạnh ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai, xem ra một đòn kia hoàn toàn có thể so sánh với một kích toàn lực của chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Một kích đánh lùi Bùi Đông Lai, Dracula vốn nên tiếp tục công kích nhưng gã thấy Sunnerly nói thế thì cũng dừng lại, chờ Bùi Đông Lai quyết định. Nhưng bọn họ và cả chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong là Pavlovsky đều kinh ngạc trước thực lực của Bùi Đông Lai. Dù sao ngay cả Pavlovsky cũng không chắc vừa rồi mình có thể làm được như Bùi Đông Lai. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy người đó, trước tiên Bùi Đông Lai lo ổn định khí huyết trong người đồng thời ngộ ra nếu như muốn phá trận thế kia thì chỉ có cách sử dụng sát chiêu lôi đình trong bùi gia quyền. Nhưng mà, lôi đình tuy rằng uy lực tuyệt luân nhưng có một khuyết điểm chí mạng, vô cùng tiêu hao lực lượng. Lấy cảnh giới hóa kính đại thành mà nói thì tiêu hao ước chừng 1/4 kình lực mới thi triển được. Do đó dù vừa rồi hắn chưa từng động chiến thì cũng chỉ có thể sử dụng 4 lần lôi đình. Còn hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lượt đó thì lực lượng trong cơ thể gần như hết sạch, nếu như không giết được chúng thì hắn chỉ có thể mặc chúng sâu xé mà thôi. Tiện trùng, ta nhắc lại lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sunnerly tựa như mất kiên nhẫn, nhắc nhở lần cuối cùng. Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dracula từng được Dixie chỉ thị lén vào Nam Cảng nên với văn hóa Trung Quốc cũng có biết chút ít. Gã liền lấy một câu tục ngữ ra cảnh tỉnh Bùi Đông Lai. Nhưng không đợi Dracula nói hết, Bùi Đông Lai ngay khi khí huyết ổn định liền lao tới. Một lần nữa hắn chủ động tấn công. Nháy mắt hắn đã lướt đến, thiếu quyền lúc trước suýt bị chấn thương giờ lại nắm chặt như đạn pháo oanh tạc vào Dracula đứng đầu chiến trận. Không biết tự lượng sức mình. Dracula hừ lạnh, vẫn như lần trước không né tránh mà vung quyền tiếp đón. Bốp! 2 quyền va chạm như tiếng pháo nổ, phía trước nắm tay của Bùi Đông Lai không khí rền vang tản đi. Hả? Một quyền này đột nhiên bạo phát khiến Dracula có chút kinh ngạc nhưng gã vẫn khinh thường cười lạnh như cũ. Lần trước giao thủ gã đã thăm dò thực lực của Bùi Đông Lai, xem ra lực chiến của hắn so với mình cũng sàn sàn mà thôi.
mà hắc ám chiến trận lợi dụng bí thuật đặc thù liên kết 5 tên thần vệ lại với nhau, dù không hoàn mỹ hoàn toàn nhưng lực công kích vẫn được đề cao rất nhiều, không kém một kích toàn lực của chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong chút nào. Dưới trạng thái đó dù cho Bùi Đông Lai có đột phá chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong cũng vô pháp làm tổn thương gã, sao gã phải sợ đây? Chết! Tựa như đáp trả Dracula, Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, khí kình trong cơ thể lưu động thi triển lôi đình tụ lại ở nắm tay. Bùi gia quyền! Sát chiêu, lôi đình! Bốp! Hai nắm tay to lớn va chạm. Hả! Trong sát nhà đó Dracula liền cảm thấy một quyền này có khác biệt so với trước. Lòng gã thầm hoảng hốt, sao lại thế này? Bốp! Không đợi Dracula thông suốt, một lực lượng gấp 28 lần một kích bình thường bùng nổ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ba tiếng xương cốt gãy nát vang lên đồng thời, toàn bộ cánh tay Dracula lập tức bị cỗ lực lượng đáng sợ này chấn nát, huyết nhục mơ hồ. Phốc! Ngoài ra, một bộ phận kinh lực đánh vào thân thể gã khiến lục phủ ngũ tạng gã tê liệt, há mồm phun một ngụm máu tươi. Thân mình cong lại như con tôm. Cũng may vì Dracula đã chịu toàn bộ lực lượng một đòn vừa rồi nên năm tên thần vệ không bị thương nhưng vẫn bị chấn lui từng bước. Lôi đình xuất kính, hắc ám chiến trận tan vỡ. Ách! Thấy cảnh này, bốn gã hắc phủ phía sau Pavlovsky tựa như thấy chuyện bất khả tư nghị trên thế giới này, cả lũ trợn mắt há mồm nhìn. Không chỉ bọn chúng, ngay cả Pavlovsky cũng kinh hãi vô cùng. Thậm chí, ngay cả Sunnerly vốn giữ thái độ như xem kịch lúc này cũng biến sắc. Nhưng nếu so độ kinh hãi, không ai có thể so được với Dracula. Miệng đầy máu tươi, gã ngơ ngác nhìn Bùi Đông Lai, dường như tự hỏi vì sao hắn lại đột nhiên lợi hại như thế. Vì sao? Trả lời Dracula là một cánh tay. Dracula mơ hồ thấy một thủ ảnh lướt tới, cảm thấy nguy hiểm gã liền cố gắng trốn tránh nhưng lại bất lực. Gã chỉ biết trơ mắt nhìn đạo thủ ảnh lớn dần, lớn dần. Bốp! Cánh tay Bùi Đông Lai tựa như đập ruồi vỗ thẳng xuống mặt Dracula, đánh cho gã hoàn toàn sụp xuống, huyết nhục mơ hồ, tắt thở ngay tại chỗ. Vì đã cảm nhận được sự đáng sợ của chiến trận kia nên sau khi giết Dracula, Bùi Đông Lai không hề dừng lại mà tiến tới, hữu thủ hóa thành trưởng chụp vào tên thần vệ gần nhất. Bá! Nguy hiểm phủ xuống khiến tên thần vệ biến sắc bừng tỉnh lại. Cố gắng nghiêng người tránh đi. Nhưng đã muộn. Bịch. Năm ngón tay Bùi Đông Lai như lợi kiếm cắm ngập vào đầu gã, một kích chí mạng. Phốc. Sau đó, Bùi Đông Lai tựa như hổ lạc bầy dê, rút tay lại hóa thủ thành đao bổ tới tên thần vệ phía bên phải. Muốn chết. Tay Bùi Đông Lai vừa chém ra thì đột nhiên có tiếng quát lên, Sunnerly tức giận xuất thủ. Đối với Sunnerly mà nói, ả có thể xem Bùi Đông Lai giết chết một gã thần vệ nhưng không thể chấp nhận được Bùi Đông Lai giết chết Dracula, mà sau nó hắn lại còn muốn xử lý hết đám thần vệ còn lại. Chỉ trong nháy mắt thân hình vốn mập mạp của Sunnerly đã lướt tới trước người Bùi Đông Lai, hóa thủ vi đao chém xuống đầu hắn. Một cỗ khí tức nguy hiểm nháy mắt tràn ngập trong lòng Bùi Đông Lai, hắn không kinh hoàng mà cấp tốc thu chiêu, cước bộ thay đổi tựa như lươn trơn trượt về phía sau, thoát được công kích mạnh mẽ kia. Hừ. Một kích không thành, Sunnerly càng thêm giận, thân mình mập mạp lại vò tới. Lúc này ả thực sự muốn dồn Bùi Đông Lai vào chỗ chết. Tới hay lắm. Cảm nhận được công kích đó, trong lòng Bùi Đông Lai khẽ cười lạnh, đột nhiên bước chân phải ra từng bước. Bịch. Một bước bước ra, nền nhà lún xuống, hai chân Bùi Đông Lai tựa nam châm gắn chặt trên mặt đất còn hữu quyền mang khí thế sắc bén ập tới thân hình mập mạp kia. Hừ. Dù đã chứng kiến thực lực khủng bố của Bùi Đông Lai nhưng đối mặt với một kích tụ lực của hắn Sunnerly lại không hề né tránh mà hừ lạnh, thân hình đột nhiên dừng lại, hai chân trụ vững trên đất còn đôi tay hóa trưởng nghênh chiến quyền của y. Ách! Ở lối vào, Pavlovsky nhìn thân thể Sunnerly đột nhiên phồng lên như biến thành một khối tròn thì cả kinh tới trợn tròn mắt. Bởi vì, hắn nhận ra chiêu thức này của Sunnerly. Phòng ngự tuyệt đối. Đây là tuyệt kỹ của thủ lĩnh Odin thần võng. Pavlovsky từng nghe cha nói Odin sáng chế chiêu thức đó hoàn toàn là vì đối phó Bùi Vũ Phu. Hắn không biết, Odin muốn dùng chiêu đó để đối kháng lại lôi đình. Thật không ngờ, Sunnerly lại học được chiêu này. Bốp! Khi Pavlovsky còn đang khiếp sợ thì nắm tay của Bùi Đông Lai đã nặng nề giáng lên lòng bàn tay Sunnerly, một âm thanh vang giòn vang lên. Dầm! Quyền trưởng giao nhau,
Bùi Đông Lai chỉ thấy nắm đấm của mình như đấm vào một vũng nước thông thường, toàn bộ lực đạo hóa thành hư vô khiến sắc mặt hắn đại biến. Phải biết rằng sát chiêu lôi đình tương đương với 28 lần một kích toàn lực của chiến sĩ cấp 9 trung bình, luận uy lực mà nói thì không kém gì một kích toàn lực của cao thủ cấp cương kính, thậm chí còn mạnh hơn. Dưới dạng công kích đó mà Sunnerly không những ngăn được mà còn không lui nửa bước. Điều này thực sự khiến Bùi Đông Lai kinh hãi vô cùng. Tiện chủng, chết cho ta. Dùng phòng ngự tuyệt đối ngăn cản lôi đình của Bùi Đông Lai, Sunnerly liền quát một tiếng tiếp tục lao tới. Tốc độ còn nhanh hơn trước, quyết tâm giết chết Bùi Đông Lai. Dịch giả, F.A. Mọi. Từ khi Bùi Đông Lai học xong lôi đình thì đó đã thành đòn sát thủ của hắn, lần nào cũng đắc thủ nhưng hôm nay thực sự là lần đầu phá lệ. Tuy nhiên, đang kinh hãi, thấy Sunnerly tiếp tục tấn công, Bùi Đông Lai không dám tiếp tục lấy cứng đối cứng mà sử dụng dung hợp bộ pháp trốn tránh, khiến cho đòn đánh của Sunnerly thất bại. Hừ, tiện chủng, xem ngươi trốn tới khi nào. Mắt thấy Bùi Đông Lai hoàn toàn thoát được mấy đòn của mình, Sunnerly giận tới nghiến răng nhưng lại không nóng lòng tấn công nữa, mà dùng vẻ mặt cợt nhả nhìn Bùi Đông Lai như kiểu hắn đã là người của Diêm Vương rồi. Bùi Đông Lai không trả lời mà chỉ nhíu mày, suy tính kế sách ứng đối. Hắn tuy hận không thể làm thịt Sunnerly ngay lập tức nhưng cũng hiểu rằng hôm nay dù muốn giết Sunnerly cũng căn bản không có cơ hội, ngay cả có còn sống được không cũng chưa chắc. Vừa rồi hai lần sử dụng lôi đình liên tiếp đã khiến lực lượng của hắn tổn hao nghiêm trọng, lúc này chỉ còn dư có 1/4. Dưới tình hình này hắn chỉ có thể tái sử dụng lôi đình thêm một lần nữa, mà cho dù sử dụng cũng vô pháp tổn thương ả kia chút nào. Lúc đó lực lượng trong cơ thể gần như trống rỗng, không còn khả năng phản kháng. Xem ra chỉ có cách chọc thủng lối vào kia để tìm cách chạy trốn. Bị Sunnerly áp chế hoàn toàn, Bùi Đông Lai nhìn về phía Pavlovsky. Trong lòng nghĩ như thế. Trong đầu hắn, biện pháp hiện tại là dùng một kích lôi đình cuối cùng phá vây từ chỗ Pavlovsky, thoát ra rồi nghĩ biện pháp hủy cái du thuyền này đi. Bốn người các ngươi đến canh cửa cùng Pavlovsky. Như đã nhận ra tâm tư của Bùi Đông Lai, Sunnerly bảo bốn gã thần vệ sót lại đi hiệp trợ Pavlovsky. 3. Thanh âm Sunnerly vừa hạ xuống, không chờ bốn gã thần vệ kịp động thân thì Bùi Đông Lai liền lao ra. Hóa thành một đạo thẳng tắp hướng tới lối vào. Không được để hắn chạy. Sunnerly thấy thế liền hét lên, nhắc nhở Pavlovsky đồng thời ả như sử dụng ma huyễn trong truyền thuyết mà truy đuổi Bùi Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai lao thẳng tới mình, Pavlovsky vừa sợ vừa giận. Đương nhiên sợ, y đã thấy Bùi Đông Lai một quyền đánh tan hắc ám chiến trận, biết rõ hắn có lực công kích khủng bố nên lấy cứng đối cứng tuyệt đối không phải đối thủ. Giận vì y thấy được Bùi Đông Lai đã lộ đòn sát thủ nhưng không thành, lúc này hắn muốn phá vây từ chỗ y, không phải là nhục mạ y sao? Chặn cửa. Pavlovsky quát lên, yêu cầu bốn gã hắc phủ chặn cửa lại. 3, 3, 3, 3. Bốn gã hắc phủ dù biết làm thế có thể trở thành vật hy sinh nhưng với đám bị tẩy não như chúng thì mệnh lệnh của Pavlovsky là bất khả kháng, liền đứng như bốn pho tượng vững chắc trước mặt Pavlovsky. Thấy thế, Bùi Đông Lai chợt dừng lại nghiêng người đổi lộ tuyến. Hiển nhiên, hắn biết mình cần giết một gã hắc phủ, sau đó giết tiếp Pavlovsky thì mới có thể thoát thân. Đồng thời hắn cũng biết nếu không dùng lôi đình thì căn bản không thể giết được Pavlovsky, mà nếu như sử dụng lôi đình thì toàn bộ lực lượng sẽ tiêu hao, không khác gì chịu chết. Thêm nữa, còn Sunnerly ở phía sau đuổi theo không ngừng, sợ rằng hắn chưa kịp ra tay với Pavlovsky thì đã bị ả giết. Phú thần tạo ra, lôi đình nhất kích, tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng cực kỳ tiêu hao lực lượng. Tuy rằng không thể đuổi kịp Bùi Đông Lai nhưng Sunnerly cũng không nóng nảy, ả như mèo vờn chuột cười đùa nói. Nói vậy trong cơ thể ngươi cũng không còn nhiều năng lượng, ta thật muốn xem ngươi có thể trốn đến bao giờ. Nghe thế trong lòng Bùi Đông Lai càng thêm căng thẳng, nội tâm xúc động hận không thể huyết chiến cùng Sunnerly nhưng lý trí sót lại cho hắn biết trước mắt chỉ có chạy trốn. Bảo trụ tính mạng rồi tính sau. Người truy ta chạy, người đánh ta tránh. Nhất thời, Bùi Đông Lai như chuột chạy trối chết trong đại sảnh 2000 mét vuông. Trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, bóng người chớp động còn bên ngoài hoàn toàn là một mảnh tối đen. Trên mặt biển, một chiếc du thuyền chạy như bay tạo nên từng đợt bọt sóng trắng nổ vang trong màn đêm tĩnh lặng. Trên thuyền máy, Trần Anh bị thương quá nặng đã hôn mê, Tô Bồ Đề cấp tốc chạy tới đảo Luther. Nhanh lên, nhanh nữa lên.
mắt thấy đảo Luther ngày càng gần, vẻ lo lắng trên mặt Tô Bồ Đề càng rõ, nàng hận không thể lập tức mang Trần Anh đến quân y để phẫu thuật rồi nhanh chóng trở lại du thuyền kề vai chiến đấu với Bùi Đông Lai. Mấy phút sau, Tô Bồ Đề tới được bờ biển đảo Luther, Tiêu Cuồng nhận được tin nên sớm đã dẫn người chờ ở đó. Trần tỷ, mắt thấy Tô Bồ Đề ôm Trần Anh xuống, Tiêu Cuồng biến sắc kinh hô, vội lên đón lấy. Thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, cần lập tức phẫu thuật. Quá lo lắng cho an nguy của Bùi Đông Lai, Tô Bồ Đề nói ngắn gọn. Mau mang chị ấy đi chữa trị. Vừa nói Tô Bồ Đề vừa ôm Trần Anh đang hôn mê tới trước mặt Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng đờ đẫn tiếp nhận nhưng không nóng lòng bỏ đi mà khẩn trương hỏi lại. Đông Lai đâu? Hắn còn ở trên thuyền. Trái tim Tô Bồ Đề khẽ run lên, nhíu mày đáp một tiếng sau đó liền xoay người chạy về thuyền máy. Cậu ta không sao chứ? Thấy hành động đó của Tô Bồ Đề, Tiêu Cuồng sợ tới rất tim vội la lớn. Không trả lời. Tô Bồ Đề lao tới, thả người bắn lên thuyền máy. Uinh. Tiếng gầm rú xé tam màn đêm, trong cái nhìn lo lắng của đám người Tiêu Cuồng, Tô Bồ Đề điều khiển thuyền máy lướt đi. Đông Lai sẽ không có chuyện gì chứ? Thấy thế Đông Bắc Hổ Vương Khuê cũng vô cùng lo lắng. Tôn Nhận lại nói. Tiêu Cuồng, chúng ta trước hết phải cứu chữa cho Trần Tỷ đã, sau đó sẽ xin tổ ủy hội phái người đi cứu Đông Lai sau. Vô dụng, bắt cóc Trần Tỷ là đám người thần võng, thực lực của chúng vốn đã đạt tới đỉnh của nhân loại, trừ khi đánh nổ thuyền chứ không thì khó có thể tiêu diệt được chúng. Chẳng biết tại sao lúc này Tiêu Cuồng lại bình tĩnh và lý trí như thế. Vương Khuê và Tôn Nhận nóng nảy nói. Vậy phải làm sao, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Đông Lai chết đi được. Ta không tin Đông Lai sẽ chết như thế. Trong màn đêm, Tiêu Cuồng trả lời hai người kia, cũng như tự an ủi mình. Khác với Tiêu Cuồng, Tô Bồ Đề chỉ biết rằng trước mắt tình cảnh của Bùi Đông Lai vô cùng nguy hiểm. Thế nên nàng bật công suất tối đa phóng đi như bay, bọt sóng tán loạn bắn lên người nàng làm ướt mái tóc dài phiêu giật, ướt khuôn mặt, ướt luôn cả y phục. Bùi Đông Lai, ta nói rồi, không có sự cho phép của ta thì bất kể thế nào ngươi cũng phải kiên trì chờ ta đến. Trên thuyền máy, Tô Bồ Đề không quan tâm y phục của mình đã ướt đẫm, cũng không lau đi nước biển trên mặt mà chỉ chằm chằm nhìn hướng du thuyền, thì thào tự nói. Bùi Đông Lai không thể ngờ Tô Bồ Đề sẽ quay lại vì mình, mà hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ điều đó. Theo thời gian, lực lượng trong cơ thể hắn dần tiêu hao, tốc độ cũng chậm lại phần nào. Chạy đủ rồi sao? Thấy Bùi Đông Lai dừng lại. Sunnerly tự như biết Bùi Đông Lai không đủ năng lượng chạy nữa nên ngẩng cao đầu từng bước đi tới chỗ hắn. Hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Thấy Sunnerly đi tới, Bùi Đông Lai thầm hỏi chính mình, trên mặt đầy thần sắc không cam lòng, hai tay nắm chặt lại. Có lẽ là hắn nắm quá chặt nên móng tay đã đâm sâu vào thịt, máu tươi đầm đìa. Hắn không trốn nữa, trơ mắt nhìn Sunnerly từng bước tiếp cận. Bộp, bộp, bộp. Tiếng bước chân trầm ổn không ngừng vang lên, khoảng cách hai bên ngày càng thu nhỏ lại. Tiện trùng, quỳ xuống liếm giày cho ta. Tựa như trong nháy mắt, hoặc cũng như một thế kỷ, Sunnerly bước tới trước mặt Bùi Đông Lai, lấy dáng vẻ như thần linh nhìn con kiến mà nhìn hắn. Bù! Đáp lại Sunnerly là một cú chém toàn lực của Bùi Đông Lai. Hừ! Sunnerly hừ một tiếng dễ dàng tránh được, sau đó tung một cước vào giữa hai đùi hắn. À muốn cho Bùi Đông Lai tuyệt tự. Gặp công kích ác độc đó, Bùi Đông Lai cơ hồ thu tay theo bản năng, dùng tay hóa trưởng bảo hộ giữa hai chân. Bốp! Một tiếng va chạm vang giòn vang lên, lực đạo khủng bố trực tiếp đánh bay Bùi Đông Lai. Trên không, sắc mặt Bùi Đông Lai tái nhợt, đôi tay hoàn toàn mất đi chi giác, miệng tràn máu tươi, tựa như cánh diều bay lượn. Thân mình Bùi Đông Lai mạnh mẽ đập vào vách tường, ầm ầm đổ xuống. Run lên hai lần như phản xạ có điều kiện. Hết run rẩy, hắn như bị rút hết khí lực toàn thân, ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ biết trợn mắt nhìn trần nhà. Ha ha, tiện trùng, không phải ngươi nói hôm nay ngươi muốn ta không thể xuống được con thuyền này sao? Không phải muốn huyết tẩy thần võng sao? Sunnerly cười phá lên. Vì sao lúc này ngươi nằm như chó chết thế? Có bản lĩnh đứng dậy giết ta đi. Đến đây, ha ha ha. Không trả lời, Bùi Đông Lai cảm thấy ý thức của mình có chút mơ hồ, trong tầm mắt hiện lên bộ dạng lão thái gia tóc trắng của Tiêu gia.
hắn không khỏi nhớ lại ngày Tiêu lão thái gia qua đời, thân là ngoại nhân nên hắn chỉ có thể đứng ngoài của biệt thự Cúc Cung chào người ra đi, còn nói rằng, Tiêu lão thái gia, tháng 7 này cháu nhất định sẽ cùng Cuồng Ca giành quán quân đại bỉ vũ toàn cầu cho người. Trong đầu hiện lên cảnh ngày đó khiến Bùi Đông Lai càng thêm không cam lòng. Hắn cố gắng động thân, cố gắng dùng hai tay nâng mình dậy. Rất nhanh, trong ánh nhìn của đám người thần võng, Bùi Đông Lai vốn không nhúc nhích lại chậm từ từ chống tay đứng lên. Nhưng mà, không chờ hắn đứng lên được thì thân thể hắn lại nặng nề rớt xuống đất. Lão tử không cam lòng, không cam lòng. Lại ngã, Bùi Đông Lai thở hổn hển tiếp tục giãy giụa đấu tranh với vận mệnh. Một lần, hai lần, ba lần. Đứng dậy, ngã xuống. Trong ánh nhìn như xem khỉ diễn trò của đám người Sunnerly, Bùi Đông Lai bằng vào ý chí cương ngạnh cố gắng gượng dậy một lần. Bịch! Không biết qua bao lâu, lần thứ năm nằm bẹp trên đất, người hắn lúc này không còn chút khí lực nào, thậm chí nhắm mắt cũng không thể. Lúc này Pavlovsky mang bốn gã hắc phủ đi đến nói. Sunnerly, hắn đã hết sức, không thể động đậy nữa rồi. Cô làm gì với hắn đây? Sunnerly tà ác cười đi tới chỗ Bùi Đông Lai. Chứng kiến nụ cười đó, lại thêm cú đá tuyệt tử lúc nãy, Pavlovsky liền thấy một cỗ cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng, nhịn không được nhìn Bùi Đông Lai bằng con mắt bi ai. Xin lỗi, Tiêu lão thái gia, xin tha thứ cho Đông Lai không thể hoàn thành ước hẹn. Không để ý ánh mắt của Pavlovsky, trong tầm mắt của Bùi Đông Lai chỉ có hình ảnh của Tiêu lão thái gia. Hắn thấy Tiêu lão thái gia cười với mình như muốn bảo. Đông Lai, ta không trách cậu, cậu đã tận lực rồi. Dứt lời, Tiêu lão thái gia biến mất, trong tầm mắt hắn lại xuất hiện bóng dáng Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng như một con sư tử phẫn nộ, dữ dội hét lên với hắn hỏi hắn vì sao lại bỏ gã lại, tự ý hành động. Cuồng ca, tôi tin tưởng dù không có tôi ca vẫn có thể cùng Vương ca và Tôn ca giành được quán quân. Khóe miệng Bùi Đông Lai khẽ nhếch. Tựa như đang đáp lại Tiêu Cuồng. Phải sống, Đông Lai cậu nhất định phải sống. Trong mắt hắn, Tiêu Cuồng gầm lên giận dữ không ngừng. Gào thét qua đi, những người tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt hắn là Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vĩ và Đông Phương Uyển Nhi. Đông Lai, biết không, khi nghe báo cáo của bốn người Jason và đánh giá của họ, tôi đã từng hỏi chính mình rằng cậu có thể vượt qua Bùi Vũ Phu hay không. Khi đó tôi không chắc, nhưng nương theo những cố gắng của cậu. Giờ tôi tin rằng cậu có thể, Liễu tỷ tin chắc cậu có thể làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Nguyệt như khích lệ hắn, truyền cho hắn lực lượng cuối cùng. Đông Lai ca đã đáp ứng sẽ dạy cho em công phu mà, ca còn chưa dạy gì. Đông Phương Lãnh Vũ đỏ mắt nhìn Bùi Đông Lai, mặc cho nước mắt rơi. Ca không thể chết đi như thế. Đông Lai, anh là đồ lừa gạt. Anh bảo Uyển Nhi lớn lên sẽ xinh đẹp như chị Đông Tuyết, Uyển Nhi tin lời anh nhưng mà Uyển Nhi còn chưa lớn a. Đông Phương Uyển Nhi ngồi xổm trên đất, lệ rơi đầy mặt, khóc giống như trẻ con bị thương. Một màn đó khiến Bùi Đông Lai cố gắng há miệng ra nói gì đó nhưng bất kể hắn làm thế nào cũng không nói được điều gì. Sau đó, không chờ hắn nói gì hình ảnh đã thay đổi, lần này là Quý Hồng một thân áo khoác đỏ thắm. Lần này Quý Hồng không có nụ cười mê hoặc chết người trên môi mà lại giống như một mỹ nữ bị thương cuộn tròn trên ghế salon, bụng miệng u oán nhìn hắn. Yêu tinh, chính miệng Diệp Cấm đã đáp ứng sẽ quỳ trước mộ của mẹ cô, giải khai tâm kết của cô, cho nên cô không cần như cũ nữa. Bùi Đông Lai nhìn lấy ánh mắt u oán của Quý Hồng, thầm nói. Hãy sống thật với bản thân mình. Không trả lời, Quý Hồng ôm chặt hai tay Lai, thân hình run lên nhẹ nhẹ. Dần dần mơ hồ rồi biến mất. Thay thế vào đó là hình ảnh của Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết. Hạ Y Na cầm tay Tần Đông Tuyết, mắt đã đỏ lên tràn đầy lệ nóng, nàng khóc tới tê tâm liệt phế. Mà Đông Tuyết thì chỉ tĩnh lặng nhìn Bùi Đông Lai. Chỉ tĩnh lặng nhìn. Giống như năm xưa ở sân bóng Trầm Thành nàng lặng yên thưởng thức Bùi Đông Lai diễn xuất, giống như nàng ở Tử Cấm Thành ngóng về hắn ở phương Nam, chờ đợi ngày hắn ngẩng cao đầu đến với nàng. Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt ôn nhu như nước dung hòa tất cả. Bịch, nhất thanh muộn hưởng, tất cả ảo ảnh trước mặt biến mất, chỉ còn lại Sunnerly như tử thần trước mặt Bùi Đông Lai. Xin lỗi, Ina, tớ biết tớ không thể cho cậu tình yêu nhưng mà cậu lại chấp nhận tình cảm của tớ. Xin lỗi, Đông Tuyết, tớ có thể nắm tay cậu ở Tần gia nhưng lại không thể dắt tay cậu bước vào lễ đường.
ảo tượng biến mất, Bùi Đông Lai vô lực nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong nháy mắt đó, dư âm trong võng mạc của hắn thấy được một khuôn mặt tươi cười. Một khuôn mặt đã sớm khắc sâu vào lòng hắn. Một khuôn mặt 18 năm qua chưa từng đổi nụ cười phúc hậu. Qua tử, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn vội mở to đôi mắt. Dịch giả, F.A. Mọi. Sau khi có tin tức Bùi Vũ Phu chết truyền ra, lúc đầu Bùi Đông Lai không tin nhưng Quý Hồng và Jason lại điều tra thấy được tất cả các tổ chức tình báo đều xác nhận Bùi Vũ Phu bị các cường giả của thần bảng đánh rơi xuống vách núi chết ở Châu Phi. Chuyện này khiến sự kiên trì của hắn cũng phải dao động. Tiếp theo đó, thời gian dần trôi mà Bùi Vũ Phu vẫn không xuất hiện, điều này khiến hắn phải thực sự nghi ngờ liệu có phải Bùi Vũ Phu đã mất thật hay không. Về sau, hắn nhờ mạng lưới tình báo của Long Nha và Hoa Hạ điều tra nhưng kết quả nhận được vẫn không đổi. Đến thời khắc đó hắn mới tin rằng Bùi Vũ Phu đã chết. Nhưng lúc này, hắn lại thấy Bùi Vũ Phu xuất hiện ở cửa đại sảnh. Sự kích động này tuyệt không thể nói bằng lời. Nội tâm vốn nguội như cho tàn lại bùng lên, hắn cố mở to hai mắt. Thế nhưng, không chờ hắn kịp mở mắt, một cỗ sát ý kinh khủng đã phủ xuống. Trước mặt Bùi Đông Lai, Sunnerly không cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của hắn mà ả chỉ cười thâm trầm, nhấc đùi lên dậm xuống giữa hai đùi Bùi Đông Lai, hoàn toàn muốn hắn tuyệt tự. Cút! Nguy cơ bất ngờ khiến Bùi Đông Lai không thể quay đầu nhìn đại sảnh. Hắn như cuồng long giận dữ gầm lớn một tiếng. Gầm lên, hắn vốn suy yếu nhưng không biết lấy lực lượng từ đâu nắm chặt tay phải, vung quyền toàn lực đấm tới chân phải Sunnerly. Hả? Dường như không ngờ được Bùi Đông Lai vẫn còn khả năng phản kháng, Sunnerly có phần ngẩn ra nhưng nụ cười ác độc vẫn không thay đổi. Trong mắt ả, dù Bùi Đông Lai toàn lực thi triển lôi đình còn không làm ả bị thương thì lúc giấy chết này còn có thể làm gì? Bốp! Đáp lại là một tiếng nổ như đại pháo oanh kích bình thường, một cỗ cường lực chưa từng có bạo phát. Bắp chân cảm nhận được lực lượng khủng bố khiến nụ cười của Sunnerly đọng lại mà thế vào đó là vẻ khiếp sợ, ả thấy chân phải mình như bị kẹp bởi hòn than nóng khiến nó bỏng lên, toàn thân đau đớn không thể khống chế mà bị đánh bật ra ngoài. Ách! Pavlovsky chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể? Hô, hô! Một quyền đánh bay Sunnerly. Bùi Đông Lai thở hổn hển nhìn về phía cửa. Dưới ánh đèn, hoàn toàn trống trơn. Không có thân ảnh Bùi Vũ Phu. Điều này khiến Bùi Đông Lai vừa khôi phục chút huyết sắc lại ảm đạm. Hắn quên thở, quên nhịp tim, không nhúc nhích tựa như mất linh hồn. Người ở đây, ta rõ ràng trông thấy người. Sau đó Bùi Đông Lai điên cuồng lắc đầu, nhắm mắt, mở ra, lại nhắm, lại mở như muốn mình nhìn rõ hơn một chút. Vẫn như trước, không có thân ảnh Bùi Vũ Phu. Qua tử, là người sao? Run rẩy không ngừng, Bùi Đông Lai khàn giọng giống lên như một đứa trẻ lạc đường. Bên kia, Sunnerly và Pavlovsky tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Cha, nếu người nghe được, xin người xuất hiện đi, được không? Bùi Đông Lai đỏ mắt nhìn cửa sảnh, thanh âm khàn khàn như trẻ lạc tìm người thân, nước mắt không tự chủ rơi xuống thành hàng. Con trai nhớ người. Cha! Nước mắt chảy xuống, Bùi Đông Lai kêu lên một tiếng bi thương, điên cuồng lao ra cửa. Hắn tin chắc rằng vừa rồi hắn nhìn thấy Bùi Vũ Phu. Hắn muốn ra ngoài nhìn một chút. Hắn đang hù dọa chúng ta, ngăn hắn lại, không cho hắn chạy. Thấy một màn đó, Sunnerly vội ra lệnh cho Pavlovsky, ả cho rằng Bùi Đông Lai chỉ đang đóng kịch hòng thoát thân nên mới đem Bùi Vũ Phu ra hù dọa nàng. Không riêng gì Sunnerly, Pavlovsky cũng nghĩ thế. Thế nên Pavlovsky vừa nghe được Sunnerly nói liền lao lên ngăn cản trước người Bùi Đông Lai. Cút cho ta! Mắt thấy Pavlovsky chặn đường, hai mắt Bùi Đông Lai đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn như ác ma từ địa nhục lao tới, hét một câu thuận thế vung tay tấn công. Một kích này tưởng như đơn giản nhưng ẩn chứa lửa giận vô cùng của hắn, không ai có thể cản cha con hắn gặp lại. Hừ! Pavlovsky sớm đã đề phòng, y không thèm tránh mà đột nhiên gác tay trái lại che chắn trước người. Bốp! Răng rắc! Hai thanh âm vang giòn đồng thời vang lên, không chỉ cánh tay Pavlovsky trực tiếp bị đánh gãy mà tay Bùi Đông Lai còn không giảm thế công, đập thẳng vào vai Pavlovsky khiến y như quả bóng bàn bị đánh bay xa ra ngoài. Bá! Khuôn mặt Pavlovsky đã trắng bệch, y vô cùng kinh hãi, dường như không thể chấp nhận được sự thật này.
Nhưng cơn đau trên thân kéo đến khiến y không thể không tin rằng Bùi Đông Lai chỉ tùy tiện một chiêu cũng đã thương được y. Cách đó không xa, Sunnerly cả kinh tự hỏi phải chăng tên kia có đột phá gì. Một chiêu đánh bay Pavlovsky, Bùi Đông Lai không thừa thắng truy kích mà lại lao tiếp ra cửa. Bốn gã hắc phủ đi theo Pavlovsky thấy thế không dám ngăn cản mà lo tránh né như chuột thấy mèo. Bùi Đông Lai một chiêu đã đánh bay Pavlovsky thì giết bọn chúng khác nào bóp kiến. Rất nhanh chóng, Bùi Đông Lai đã lướt ra đến cửa. Màn đêm lên cao, gió biển thổi lướt nhẹ nhẹ, còn trên bong tàu lại trống rỗng không có thân ảnh Bùi Vũ Phu. Chẳng lẽ thực sự mình đã nhìn nhầm? Là ảo giác? Hô! Không có câu trả lời, Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu quay về đại sảnh. Sunnerly, sao thế? Hắn không chỉ tự nhiên khôi phục lực lượng mà còn mạnh hơn trước nữa. Trong đại sảnh, Pavlovsky nghiêm túc trao đổi với Sunnerly. Sunnerly đang định nói ra suy nghĩ trong lòng thì chợt thấy Bùi Đông Lai quay lại. Bá! Nháy mắt, Sunnerly, Pavlovsky, bốn tên hắc phủ và bốn gã thần vệ không hẹn mà cùng hướng mắt về phía hắn. Bộp, bộp, bộp. Tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn trong đại sảnh, Bùi Đông Lai trầm mặc bước tới. Nghe tiếng bước chân, dù chỉ thấy duy nhất một mình Bùi Đông Lai nhưng đám người kia có cảm giác dường như cả đạo thiên quân vạn mã đang hướng tới mình, khiến nội tâm chúng tự sinh ra một cảm giác sợ hãi vô lực. Cảm giác kỳ quái này khiến tất cả đều ngưng trọng. Sunnerly, hắn hẳn có đột phá gì? Khoảng cách đôi bên ngày càng ngắn lại, sự kinh hãi trong lòng Pavlovsky càng lớn, thế nên theo bản năng y cho rằng tên kia đã có đột phá gì. Đột phá? Nghe được lời của Pavlovsky, mấy tên thần vệ và hắc phủ đều biến sắc. Chúng đều thấy rõ lúc trước kẻ kia đã mạnh ngang chiến sĩ cấp 9, mà giờ hắn còn tiến bộ nữa thì khác nào bước nửa bước chân vào cảnh giới chiến thần. Chiến thần lĩnh vực. Đây là một cảnh giới mà toàn bộ cường giả đều muốn đạt tới, nhưng thực sự có thể bước vào thì không có mấy người. Mà lúc này đây, Bùi Đông Lai lại làm được. Cơ hồ chỉ một nháy mắt thôi, ánh mắt của chúng nhìn về Bùi Đông Lai đã hóa thành sợ hãi. Sự sợ hãi như siêu vi trùng cắn nuốt toàn bộ ý chí chiến đấu còn sót lại, một đám sói dở biến thành dê non. So với chúng mà nói thì Sunnerly tuy chấn định hơn nhưng khuôn mặt đầy sẹo dỗ kia cũng không còn vẻ hài hước nữa mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Trong mắt ả lúc này Bùi Đông Lai không phải là đồ chơi của ả nữa mà giờ hắn đã mang đến cho ả cảm giác nguy hiểm cực kỳ. Sunnerly, lúc này chỉ có cô có thể đấu với hắn. Thấy Sunnerly không nói gì, Pavlovsky đành mở miệng, hắn chưa từng đích thân nếm thử uy lực của lôi đình nên cho rằng dù Bùi Đông Lai có tiến bộ đi nữa thì lấy thực lực của Sunnerly và chiêu phòng ngự tuyệt đối kia hẳn là có thể đấu lại được, lúc này y chỉ có thể đặt hy vọng vào ả. Cước bộ của Bùi Đông Lai không dừng lại, ánh mắt như nhìn thi thể lướt qua đám người. Hừ, dường như bị ánh mắt coi thường của Bùi Đông Lai chọc giận, Sunnerly hừ lạnh. Thi triển tuyệt kỹ phòng ngự tuyệt đối, thân mình lớn dần lên. Bù! Ngay sau đó, Bùi Đông Lai như một ngọn núi lớn xuất hiện trước người Sunnerly, tay phải nắm chặt thành quyền như thiết chùy toàn lực oanh kích vào thân hình tròn vo của Sunnerly. Phá! Con mồi hóa thành thợ săn. Hắn lại tung sát chiêu lôi đình. Dịch giả, F.A. mọi. Một quyền này, khí thế chưa từng có. Một quyền này, uy lực chưa từng có. Một quyền này, bằng 28 lần một kích toàn lực của cao thủ cương kính. Đối mặt với một quyền khủng bố như thế, Sunnerly có muốn tránh cũng không được, chỉ có thể hóa trưởng phòng thủ trước ngực. Trưởng khắc quyền. Lúc trước sát chiêu lôi đình của Bùi Đông Lai hoàn toàn bị Sunnerly hóa giải, lông tóc không tổn thương gì. Giờ khắc này, Bùi Đông Lai trong thời khắc sinh tử đột phá cảnh giới hóa kính đỉnh phong, chiêu lôi đình kia sẽ như thế nào đây? Rầm, rầm. Quyền trưởng còn chưa chạm vào nhau mà những tiếng nổ khí kình đã vang lên không ngừng. Vù! Ngay sau đó, một thanh âm như lụa rách xiết lên, khí kình do song trưởng của Sunnerly tạo ra bị oanh tác nát vụn. Lộp bộp! Sunnerly chấn động, nét mặt ả đại biến, hai tay vẫn gắt gao hợp tay che thủ trước ngực. Bốp! Âm thanh trầm đục vang lên, thiết quyền của Bùi Đông Lai như búa tạ đập thẳng lên đó. Hai tay Sunnerly ngay lập tức bị chấn khai. Lực đạo khủng bố ập vào khiến hai tay ả từng khúc gãy vụn, huyết nhục mơ hồ. Lúc trước ả dễ dàng phá giải sát chiêu cuối cùng của Bùi Đông Lai, còn khiến hắn hộc máu. Lúc này, Bùi Đông Lai hoàn trả gấp 10, phế hoàn toàn hai tay ả. Song thủ bị phế, phòng ngự tuyệt đối coi như bị phá một nửa,
quyền của Bùi Đông Lai không giảm thế lao thẳng tới ngực Sunnerly. Muốn tránh cũng không được, Sunnerly chỉ có thể dùng thân thể mình như tuyến phòng ngự cuối cùng. Bốp! Nhất thanh muộn hưởng, quyền của Bùi Đông Lai đánh thẳng lên ngực Sunnerly, kinh lực dư thừa như thiên quân vạn mã hào ạt tràn vào cơ thể ả. T. Phốc! Như quả bóng xì hơi, thân hình Sunnerly thoáng chốc khôi phục như lúc đầu, rồi đột nhiên thân thể ả cong lên như tôm khô, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ một quyền, Bùi Đông Lai đã hoàn toàn phá tan phòng ngự tuyệt đối khiến lục phủ ngũ tạng Sunnerly bị thương nặng nề. Một màn này khiến tất cả đám người còn lại hít sâu một hơi. Bọn chúng đều biết Sunnerly là chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, thêm phòng ngự tuyệt đối hoàn toàn có thể đỡ được một kích của cảnh giới chiến thần, thế nhưng lại không chắn được một quyền của Bùi Đông Lai. So với đám người đó, sự kinh hãi của Sunnerly còn lớn hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ả không còn nét nào của thần nữ, cũng không còn nét tà ác âm trầm mà hoàn toàn là sự kinh sợ tột cùng, như đang tự hỏi tại sao tên kia có thể có được thực lực chiến thần sơ cấp. Sao có thể? Đáp lại Sunnerly chính là một chiêu câu quyền. Lúc này chẳng những phòng ngự tuyệt đối bị phá mà lục phủ ngũ tạng cũng chấn thương, Sunnerly sao có thể tránh được? Bốp! Một âm thanh vang lên, một quyền của Bùi Đông Lai hung hăng đánh vào bụng mỡ của Sunnerly. Ngao! Một cơn đau tê tâm liệt phế ập đến, Sunnerly tựa như heo mẹ mọc cánh đột nhiên bay ra xa. Nhưng Bùi Đông Lai cảm thấy như thế là chưa đủ, hắn đột nhiên đuổi theo bay lên không, hữu thủ chìa ra chộp xuống Sunnerly. Quay lại cho ta! Một tiếng hét vang lên, Bùi Đông Lai bắt được thân thể to béo của Sunnerly, dùng sức trực tiếp kéo ả về. Mất đi phòng ngự tuyệt đối, lại bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, Sunnerly căn bản không thể phản kháng. Bùi Đông Lai cứ thế quay ả vài vòng, tiện đà quăng thẳng xuống đất. Thân thể mập mạp của Sunnerly dội thẳng xuống, mà ả lại quá mập nên ổ bụng nhô lên thừa nhận tất cả lực va chạm này. Phốc! Lại phun ra một ngụm máu, ý thức của Sunnerly đã mơ hồ, ả chỉ thấy lục phủ ngũ tạng như bị chấn nát, thân hình mập mạp run rẩy không ngừng. Sau đó, chờ Sunnerly dần khôi phục ý thức. Bùi Đông Lai đã dẫm chân lên khuôn mặt đầy sẹo lồi của ả như đang dẫm lên thứ đổ bỏ đi. Tiện trùng, quỳ xuống liếm giày cho ta. Thấy chân của Bùi Đông Lai dẫm lên mặt mình, Sunnerly không khỏi nhớ lại lời nói cuồng ngạo vô bì của mình lúc trước, một nỗi nhục nhã trước nay chưa từng có trào lên. Khuất nhục khiến Sunnerly như nổi điên gào thét, cố gắng giãy giụa thế nhưng không thể làm gì, bởi vì ả đã bị thương nghiêm trọng còn Sunnerly lại dùng sức không nhỏ chút nào. Dịch, sao không thấy nhục quá dấu lớn đột phá dấu lớn dã chết thằng Bùi Đông Lai như nó làm nhỉ? Dưới ánh đèn, ả như heo nái vô lực giãy giụa. Trước sau ngươi thiếu ta 4 cái mạng, ngươi nói xem ta nên giết ngươi như thế nào? Chờ đợi Sunnerly không giãy giụa nữa, Bùi Đông Lai nhìn ả như một xác chết mà nói. Trong lòng hắn Sunnerly tội ác vô cùng, ả còn tính kế với hắn, muốn giết hắn, hắn sẽ không để ả dễ dàng chết đi. Không trả lời, Sunnerly oán độc trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, hận không thể hóa oán hận thành viên đạn bắn y thành tổ ong vỏ vẽ. Lộp bộp, mắt thấy Sunnerly lúc trước còn oai phong lợi hại nhưng giờ bị Bùi Đông Lai đánh bại như một đầu lợn chết, Pavlovsky không thể không chấn động. Ánh mắt y nhìn Bùi Đông Lai đầy vẻ khiếp sợ vô cùng. Phút chốc, cả đám người y đều sinh ra thổ ý. Trong mắt y... Lúc này lấy thực lực của Bùi Đông Lai mà nói thì đánh với hắn thì khác gì đi tìm chết. Nếu các ngươi cảm thấy tốc độ có thể hơn được ta thì có thể thử xem. Dường như nhận thấy ý định chạy trốn của đám người kia, Bùi Đông Lai quay đầu quét mắt qua đó, ánh mắt không có chút nhân từ nào, chỉ có sự lạnh băng. Không ai dám động. Lời nói đầy sát khí của Bùi Đông Lai khiến cho đám người kia bao gồm cả Pavlovsky cũng sợ hãi lo lắng nhìn hắn, không dám tùy tiện. Bùi Đông Lai các hạ, thân là con trai của thủ lĩnh Topper, Pavlovsky cố gắng nén sự sợ hãi, mặt ngoài y tỏ ra chấn định nói. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu không có thâm cừu đại hận gì thì sao ngươi lại giúp con heo nái này giết ta? Bùi Đông Lai cắt ngang lời nói của Pavlovsky. Pavlovsky nghẹn lời, sau lại nói. Bùi Đông Lai các hạ. Chỉ cần hôm nay ngươi ta cho ta thì ta cam đoan sau này tổ chức Topper vĩnh viễn trở thành đồng minh của ngài. Ngươi sợ ta giết ngươi. Bùi Đông Lai nở nụ cười,
sự bình tĩnh đó trong mắt đám người Pavlovsky lại như nụ cười của ác ma. Pavlovsky không phản bác được điều gì, nếu y không sợ Bùi Đông Lai hạ sát thì sao phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Pavlovsky không phản bác được. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Bùi Đông Lai đột nhiên mở miệng. Thật, thật sự. Lúc này đây Pavlovsky cảm thấy thanh âm Bùi Đông Lai so với lời hát còn dễ nghe hơn, nhưng mà, lý trí của y cho y biết Bùi Đông Lai sẽ không buông tha y dễ dàng như thế. Dường như xác minh suy nghĩ của Pavlovsky, Bùi Đông Lai lại nói. Nhưng ngươi nên biết thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Ngài muốn ta làm gì? Pavlovsky phối hợp hỏi. Bùi Đông Lai chỉ Sunnerly dưới chân. XXX à, đóng ngoặc đơn. Cái gì? Pavlovsky há hốc mồm. Mà tứ đại thần vệ và bốn tên hắc phủ cũng kinh hãi. Còn Sunnerly dưới chân Bùi Đông Lai. À suýt chút nữa giận tới bất tỉnh. Tiện chủng, người dám. Sunnerly lại dây dụa, ả vốn biến thái, thường lấy việc đùa bỡn nam nhân làm trò vui, nam nhân bị ả ngược đãi chết nhiều không đếm xuể, ả sao có thể chịu được bị người khác cưỡng hiếp. Hoặc là ngươi hiếp ả, hoặc ta giết ngươi. Không để ý tiếng kêu thét như lợn giống dưới chân, Bùi Đông Lai nhìn thằng Pavlovsky mở miệng. Ngươi chỉ có một cơ hội. Trầm mặc. Pavlovsky trầm mặc. Đúng như lời Bùi Đông Lai nói, y thực sự sợ bị hắn giết. Còn về chuyện kia thì đối với hắn mà nói, hắn tình nguyện làm với bất kỳ ai chứ cũng không muốn làm với Sunnerly. Bùi Đông Lai các hạ, có thể đổi điều kiện khác hay không? Pavlovsky nhìn Sunnerly so với heo nái còn ghê tởm hơn kia mà nói. Ta thật sự không cương lên được a. Răng rắc. Đáp lại lời Pavlovsky là một tiếng xương gãy thanh thúy, xương bả vai Sunnerly bị Bùi Đông Lai dậm nát, một thân công phu hoàn toàn bị phế. Hiếp hay không hiếp? Một cước giẫm nát xương bả vai Sunnerly, Bùi Đông Lai thu chân lại đi tới chỗ Pavlovsky. Mẹ kiếp, ta xong rồi, ta xong rồi. Pavlovsky thấy Bùi Đông Lai đi lại chỗ mình đành phải vừa đáp vừa đi tới chỗ Sunnerly. Pavlovsky, người dám. Có lẽ do xương bả vai gãy khiến ý thức Sunnerly mơ hồ, hoặc cũng có lẽ do Pavlovsky chọc tức Sunnerly nên mãi tới khi Pavlovsky nằm đè lên người ả thì ả mới lấy lại tinh thần thét giống lên. Bốp! Pavlovsky trực tiếp tặng ả một cái tát, hổn hển mắng. Ngươi nên cảm kích thượng đế, hôm nay lão tử phải chơi đùa con heo nái này. Dịch giả, F.A. mọi. Đêm đã khuya, ánh trăng bị mây đen che khuất, trên không tối đen hoàn toàn. Trên bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng lượn quanh vùng biển. Trong buồng phi cơ, Guti ngậm một điếu xì gà nhìn xuống dưới, lông mày nhíu chặt lại. Trừ bỏ Guti ra thì chỉ còn trợ thủ của gã Decathlon, không ai khác trong buồng hút thuốc mà mặt khác đều xếp hàng ngồi ở một bên, không ai dám ho một tiếng. Tất cả đơn giản bởi vì bọn họ đều biết, vị thiếu gia của họ hôm nay tâm tình vô cùng tồi tệ. Hắn từ nhỏ đã được hưởng sự giáo dục tốt nhất thế giới nên năng lực vô cùng xuất chúng, là người thừa kế của gia tộc The Rothschild. Cũng là công tử được xã hội thượng lưu Âu Mỹ tối ngưỡng mộ. Thân phận đó đủ để cho hắn vô luận đi tới đâu đều có vô số nữ chân nguyện ý dạng chân hầu hạ, chỉ là, bất kể minh tinh Hollywood, ca ve nổi tiếng trong giới thượng lưu, thiên kim của vài gia tộc khác hay thậm chí mấy nàng công chúa của mấy vương quốc cũng đều không thể khiến hắn tháo thắt lưng. Tự sướng VCL. Chỉ có thánh nữ giáo đình Serena mới có thể khiến hắn động tâm. Lúc này đây Serena rơi vào tay ả biến thái Sunnerly. Tâm tình Guti không cần nghĩ cũng biết đang tồi tệ như thế nào. Thấy Guti trước giờ không hút thuốc mà cũng ngậm xì gà, Decathlon hiểu rằng vị thiếu gia này đã thực sự tức giận, thậm chí hắn nghi rằng nếu như Serena phải chịu đau khổ gì thì Guti hẳn có thể làm vài chuyện điên rồ. Tỷ như, khai chiến với thần võng. Thiếu gia, đã thấy thuyền Aram. Khi điếu xì gà trong miệng Guti đã cháy hết nửa thì phụ máy bay mới thấy được du thuyền trên mặt biển kia. Guti cũng nhìn thấy, hắn lấy nửa điếu xì gà còn lại xuống, bóp chặt trong tay mà không để ý rằng nó còn đang cháy đỏ. Rất nhanh chóng, cả nửa điếu xì gà còn đang cháy liền bị hắn bóp nát thành bụi, từ từ chảy qua kẽ tay hắn rớt xuống. Sắc mặt hắn không đổi, nói. Hạ xuống. Vâng, thiếu gia. Người phụ trách máy bay đáp lại, sau đó hạ thấp máy bay xuống cố gắng tiếp cận Aram. Hả? Sau đó... Khi trực thăng gần tới Aram thì Guti lại thấy được trên mặt biển có một chiếc thuyền máy đang lao nhanh tới du thuyền Aram.
Mà Tổ Bồ Đề trên thuyền máy cũng nhìn thấy trực thăng, nàng vừa giảm tốc độ vừa nhìn chằm chằm vào nó. Giây lát sau, thuyền máy tới bên mạn du thuyền, còn trực thăng thì lượt vòng trên không. Bù, bù, bù. Trong màn đêm, từng bóng người từ trực thăng nhảy xuống, Kuti dẫn đầu như một chiếc đinh ghim chặt xuống mặt thuyền, những người phía sau ít nhiều vẫn phải có vài động tác dư thừa mới có thể ổn định cơ thể. Keng! Ngay khi đám người Kuti vừa nhảy xuống thì một âm thanh vang giòn vang lên, một cái móc sắt bám vào thành du thuyền, Tổ Bồ Đề dùng sức kéo mạnh một cái, cả người bay vụt lên boong tàu. Kuti! Nhìn thấy người kia, Tổ Bồ Đề thật có phần kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn tới nơi này. Mà Bồ Thánh Nữ Tổ Bồ Đề, cô có quan hệ gì với thần võng? Kuti cũng rất kinh ngạc, hắn trực tiếp hỏi luôn đồng thời bộc phát một cỗ sát ý kinh khủng, dường như chỉ cần nàng nói nàng cấu kết với thần võng thì chắc chắn đổ máu đương trường. Thần võng Sunnerly tính kế hãm hại con trai Vũ Thần Hoa Hạ, ta tới giúp hắn. Miễn cưỡng ngăn cản sát ý đáng sợ đó, Tổ Bồ Đề lạnh giọng trả lời một câu sau đó lướt tới cửa khoang thuyền. Có lẽ không ngờ được Bùi Đông Lai cũng ở đây, Kuti hơi nao nao. Sau đó y thấy Tổ Bồ Đề lao về khoang thuyền thì cũng không ngăn trở hay nói thêm gì mà ngay lập tức đuổi theo. Chớp mắt, cả hai người đã tiến nhập khoang thuyền. Ngay sau đó, cước bộ cả hai không hẹn mà cùng dừng lại. Giống như ô tô phanh gấp thông thường, vô cùng đột ngột. Dưới ánh đèn, hai cặp mắt mở to hết cỡ, đầy sự khiếp sợ vô cùng. Không khí trong đại sảnh tràn ngập một tầng mây máu, sàn nhà đầy dẫy vết máu đỏ đen, vài cỗ thi thể xếp thành một vòng tròn, mà tất cả đều đã thụt quần xuống dưới chân. Cả đại sảnh chỉ còn hai người sống. Trong đó, Sunnerly mập mạp nằm trong vòng tròn thi thể, toàn thân dưới của ả hoàn toàn nhuộm đỏ. Cũng có lẽ do mất máu quá nhiều nên hơi thở của ả rất yếu, không thể nhúc nhích hay nói gì mà chỉ có thể chằm chằm nhìn ra phía trước đại sảnh. Mà phía trước đó có một người mặc y phục tác chiến đang ngồi chậm rãi bóp thuốc lá, chính là Bùi Đông Lai, hắn không để ý tới ánh mắt oán độc của Tổ Bồ Đề mà đứng dậy nhìn hai người mới đến kia. Sao lại thế này? Thoáng cái, Kuti và trợ thủ của y đồng loạt ném ánh mắt sang chỗ Bùi Đông Lai, tất cả đều là sự nghi hoặc không thôi, còn Tổ Bồ Đề thì sớm đã nhìn hắn từ trước rồi. Chỉ khác là, trong ánh mắt của nàng ngoài sự nghi ngờ ra thì phần nhiều lại là khiếp sợ. Lúc này đây nàng thậm chí còn hoài nghi mình có phải đang xuất hiện ảo giác hay không. Đúng thế. Là ảo giác. Theo trí nhớ của nàng thì lúc nàng rời đi Bùi Đông Lai đang bị vây công, dưới tình huống đó Bùi Đông Lai có thể kiên trì đợi nàng đến hỗ trợ không cũng là cả một vấn đề. Nhưng lúc này, Bùi Đông Lai lại bình yên vô sự còn Sunnerly lại nằm bẹp như lơn chết, tất cả người khác đều đã tắt thở từ lâu. Sự tương phản hoàn toàn này khiến Tổ Bồ Đề khiếp sợ không thể hình dung bằng lời. Gia tộc The Rothschild, Kuti. Bùi Đông Lai đã từng nghe danh kẻ kia, cũng từng xem ảnh y cho nên thấy y cùng với Tổ Bồ Đề đồng thời xuất hiện, hắn liền không đổi sắc hỏi ngay. Gia tộc The Rothschild với thần võng là đồng minh hay địch nhân? Thanh âm còn chưa dứt, sát ý như gió bão thông thường mạnh mẽ bộc phát trên người Bùi Đông Lai. Nghe được câu hỏi đó, cảm nhận được sát khí đó Kuti không khỏi cả kinh, y thầm khiếp sợ thực lực của tên kia nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Sunnerly bắt cóc thánh nữ giáo đình Serena, ta dẫn người đến cứu. Hả? Lời của Kuti khiến Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra, hắn không hề thấy Serena. Bùi Đông Lai các hạ, cậu có biết Serena ở đâu không? Tuy rằng y cũng muốn biết tại sao Bùi Đông Lai xuất hiện ở đây nhưng so ra mà nói thì tin tức của Serena quan trọng hơn. Thế nhưng Bùi Đông Lai chỉ lắc đầu. Từ khi ta lên thuyền đến giờ ta vẫn ở trong đại sảnh này. Cũng không hề nhìn thấy thánh nữ giáo đình. Cảm ơn. Kuti nghe xong liền cảm ơn Bùi Đông Lai, sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ dẫn người lục soát toàn du thuyền, không buông tha một góc nhỏ nào. Decathlon cúi đầu lĩnh mệnh mang theo 8 gã tử sĩ chạy tới thang máy, bắt đầu tìm kiếm. Tiện chủng, thần võng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngay khi Decathlon dẫn người rời khỏi, Sunnerly vốn đang suy yếu chợt như hồi quang phản chiếu đột nhiên ngồi dậy nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, ngữ khí lạnh băng tựa như tới từ cửu u địa ngục. Không lâu nữa đâu ngươi sẽ được tới địa ngục với ta. Ngươi làm chuyện gì với ta sau này tới đó ta sẽ hoàn trả gấp bội. Ta thề. Phốc. Sự kích động quá mức khiến Sunnerly lại phun ra một ngụm máu, sau đó liền gục đầu tắt thở. Bùi Đông Lai các hạ,
ta nghe ma bổ thánh nữ nói cậu bị Sunnerly hãm hại. Một màn vừa rồi khiến Guti không nhịn được hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra? Giống ngươi, ta cũng đến cứu người. Dường như nhận thấy Guti không có định ý nên Bùi Đông Lai nói tiếp. Chỉ là, ta cũng không biết thánh nữ giáo đình cũng rơi vào tay chúng. Thiếu gia, tìm được thánh nữ Serena rồi, nàng không có việc gì. Bùi Đông Lai vừa dứt lời thì Decathlon đã truyền tin ra. Hô! Guti thầm thở dài một hơi, sau đó quay sang cúi người cảm ơn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai các hạ, cảm ơn cậu. Hiển nhiên y hiểu rằng tuy Bùi Đông Lai không phải vì cứu Serena mà đến nhưng nếu như không có hắn thì lúc này Serena sống hay chết vẫn còn khó nói. Bùi Đông Lai đã gián tiếp cứu Serena một mạng. Thấy Guti chân thành như vậy, Bùi Đông Lai cũng mơ hồ đoán được điều gì, lòng vừa động liền nói. Guti các hạ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thân là người thừa kế của gia tộc The Rothschild, Guti liền hiểu ý của Bùi Đông Lai chính là muốn hợp tác với y. Chính xác ra là hợp tác với gia tộc y đối phó với thần võng. Tuy nhiên Guti không lập tức tỏ thái độ. Theo góc độ cảm tính mà nói thì với hành vi bắt cóc Serena của Sunnerly y hận không thể lập tức làm cho thần võng hôi phi yên diệt, nhưng trên góc độ người kế thừa gia tộc thì y lại phải nghĩ theo ích lợi. Y biết rõ, để diệt trừ tận gốc thần võng cần trả đại giới như thế nào. Cái giá đó dù là gia tộc The Rothschild được coi là đệ nhất thế giới cũng khó nuốt trôi. Huống chi y còn biết Bùi Đông Lai có quan hệ chặt chẽ với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của gia tộc mình ở Hoa Hạ, thậm chí y còn nghe nói Bùi Đông Lai có thể điều động tư nguyên của Liên minh Hoa Hạ. Dưới tình hình đó thì đừng nói là hắn, ngay cả ông nội hắn người cầm quyền trước đây cũng không thể đáp ứng Bùi Đông Lai, mà cho dù muốn đáp ứng cũng phải được cả gia tộc thông qua. Bùi Đông Lai các hạ, nếu cậu không chê thì The Rothschild luôn hoan nghênh cậu tới làm khách, mà giáo đình cũng vô cùng vinh hạnh. Không thể cấp cho Bùi Đông Lai một câu trả lời thuyết phục, Guti hơi do dự nhưng rồi cũng nói lời mời, tương đương với đặt bước hợp tác đầu tiên. Ta còn vài chuyện cần xử lý, đợi xong chuyện ta nhất định tới thăm hỏi. Bùi Đông Lai cũng biết chuyện này không thể quyết định trong một hai câu nên đáp lại. Được, Guti mỉm cười gật đầu. Bùi Đông Lai cũng cười, đi ra ngoài sảnh. Sao, sao lại thế này? Tô Bồ Đề vừa ra khỏi khoang thuyền liền tò mò hỏi Bùi Đông Lai, nét mặt nàng thật giống như không biết không chịu được. Thời khắc sinh tử ta đột phá. Bùi Đông Lai chi tiết đáp lại. Đột phá. Tô Bồ Đề lúc đầu kinh ngạc nhưng cũng chấp nhận được, bởi vì nếu hắn không đột phá thì căn bản không có khả năng bình yên vô sự tới lúc này. Ừ. Bùi Đông Lai xác nhận, đoạn hắn chợt nhận ra Tô Bồ Đề bất chấp nguy hiểm quay lại giúp mình, liền chân thành nói. Cảm ơn cô. Ta không giúp người điều gì, sao lại cảm ơn ta? Mặc dù nên cảm thấy may mắn vì Bùi Đông Lai bình yên nhưng nghĩ tới sau khi đột phá thì thực lực của hắn lại bỏ xa mình khiến Tô Bồ Đề có chút buồn bực, trong đầu nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay sang hỏi Bùi Đông Lai. Đúng rồi, vì sao đám người này hơn nửa không mặc quần, lại vây quanh Sunnerly? Ta cảm thấy một đao giết con lợn nái kia thì nhân từ qua. Tự nhiên nhớ lúc trước ả bảo muốn bán cô vào ký viện châu Âu. Bùi Đông Lai quay đầu nhìn về hướng đảo Luther hời hợt nói. Cho nên ta cho ả được vui đùa với những kẻ ả cho là đê tiện một phen. Ách! Tô Bồ Đề kinh ngạc há hốc miệng, vừa sợ hãi vừa xúc động. Nàng không khỏi nhớ lại câu ngạn ngữ của Trung Quốc kia, gậy ông đập lưng ông. Dịch giả, F.A. mọi. Màn đêm ngày càng sâu, gió biển lớn dần. Từng đợt sóng lớn không ngừng dội lên gầm rú không ngừng, tóe lên những bọt sóng xinh đẹp. Trên mặt biển, Bùi Đông Lai cùng Tô Bồ Đề điều khiển thuyền máy cấp tốc trở về đảo Luther. Gió thổi tung mái tóc phiêu giật của Tô Bồ Đề, nàng đứng đầu thuyền máy dõi theo bóng lưng Bùi Đông Lai, thơ thẩn xuất thần. Tuy Bùi Đông Lai quay lưng về phía nàng khiến nàng không thể nhìn thấy nét mặt hắn nhưng nàng biết lúc này chắc chắn hắn đang vô cùng lo lắng. Bởi vì... nàng hiểu Bùi Đông Lai vội vã quay về đảo Luther không phải vì muốn dẫn đám người tiêu cuồng đi tiêu diệt bộ đội đặc chủng Mỹ mà chỉ do lo lắng tới an nguy của Trần Anh. Chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng lại có cảm giác chua xót, tựa như một đứa trẻ thấy những đứa trẻ khác có món ăn ngon mà mình thì không có, mà càng giống tâm tình cô gái độc thân thấy các cặp tình nhân tâm sự với nhau. Cô làm sao thế? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Bồ Đề, Bùi Đông Lai quay đầu hỏi. Không có gì. Có lẽ sợ có tật giật mình,
sợ Bùi Đông Lai nhìn thấu tâm tư nên nàng có chút kinh hoàng vội lắc đầu, bất quá trên mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Sau đó nàng nhìn Bùi Đông Lai, bộ dáng nửa muốn nói nửa muốn thôi. Bùi Đông Lai mơ hồ cảm thấy Tô Bồ Đề có chuyện gì giấu mình nhưng trong lòng chỉ lo lắng cho Trần Anh nên hắn cũng không hỏi nhiều. Gần 20 phút sau mới tới đảo Luther, thuyền đỗ ở nơi gần căn cứ nhất để tiết kiệm thời gian. Ngay khi Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề lên bờ, một loạt tia lây chiếu thẳng vào hai người. Không được cử động. Bùi Đông Lai dừng lại nhìn về nơi ánh sáng phát ra, trong lòng hiểu rằng phía trước có người của tổ ủy hội. Thậm chí hắn có thể nhận thấy rằng mình và Tô Bồ Đề đã được diện vào loại xâm nhập trái phép. Tin rằng nếu như hai người có hành động thiếu suy nghĩ thì những tay bắn tỉa trên lầu kia sẽ tuyệt đối không keo kiệt mấy viên đạn. Ngươi! Mặc dù Tô Bồ Đề đã đừng ngã vào lòng Bùi Đông Lai nhưng hiện tại đột nhiên bị hắn cầm tay thì thân thể nàng không khỏi aen lên, vốn định nói gì nhưng sau khi nàng thấy mấy điểm đỏ trên người mình thì cũng hiểu chuyện, đem lời định nói nuốt lại. Mà sau đó, nàng lại không chủ động rút tay về, mặc cho Bùi Đông Lai nắm lấy. Nàng dõi mắt về phía trước như hắn nhưng dư quang lén liếc qua Đông Lai, trong lòng cất giấu nỗi kinh hoàng như nai con chạy loạn không ngừng. Nét mặt cũng thoáng ửng đỏ nhàn nhạt. Ai? Khi tâm hồn thiếu nữ của Tô Bồ Đề còn đang loạn nhịp thì tám gã chiến sĩ hội ủy từ bụi cỏ phía trước đi ra, giơ súng tự động về phía hai người, dần dần tiến đến. Bùi Đông Lai, đội trưởng đội Long Hồn Trung Quốc và Tô Bồ Đề, đội Red Alert Ấn Độ. Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời. Bùi Đông Lai, Tô Bồ Đề, tám gã chiến sĩ đều cả kinh. Tổ ủy hội đã biết chuyện Trần Anh bị bắt cóc, bọn họ cũng chính là lực lượng canh gác tăng cường theo quyết định của hội ủy. Mà nghe nói Bùi Đông Lai đi cứu Trần Anh, đưa được Trần Anh về còn hắn ở lại đối phó mấy phần tử khủng bố. Lúc này đây nghe được người lên bờ là Bùi Đông Lai, bọn họ kích động có thể như thế nào? Kinh ngạc qua đi, một gã chiến sĩ soi đèn xác nhận hai người, sau đó thủ thế mời cả hai lên đảo. Mấy tay súng bắn tỉa hạ tầm ngắm, tám gã chiến sĩ canh gác thu súng lại, trong đó người đầu lĩnh bước nhanh tới gần Bùi Đông Lai nói. Bùi Đông Lai các hạ. Ratatot tướng quân dặn nếu cậu trở về lập tức tới gặp ngài, ngài ở phòng họp. Được, cảm ơn. Bùi Đông Lai cảm ơn một tiếng, sau đó dẫn Tô Bồ Đề tới trụ sở tạm thời. Trong căn cứ, đèn đuốc sáng trưng, biết được Trần Anh bị bắt cóc và Bùi Đông Lai đi theo thì tổ ủy hội đã họp khẩn cấp, sau đó hai người y thuật cao minh và kinh nghiệm dày dặn được đưa tới phẫu thuật cho Trần Anh. Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề được một gã chiến sĩ dẫn tới cửa phòng hội nghị. Bùi Đông Lai các hạ, xin chờ một chút. Gã chiến sĩ ra hiệu bảo Bùi Đông Lai dừng lại sau đó lớn tiếng báo. Báo cáo tướng quân, Bùi Đông Lai muốn gặp ngài. Hả? Trong phòng hội nghị, những thành viên đứng đầu tổ ủy đang thảo luận chuyện tình Trần Anh bị bắt cóc nghe thấy lời báo đồng loạt cả kinh ngừng nói chuyện. Rồi lập tức cả hội nghị hỗn loạn, tất cả vội vã đứng lên, mấy người không để ý đụng cả vào bàn ghế tạo nên mấy âm thanh không dứt. Két! Một âm thanh nhỏ vang lên, cửa phòng mở ra, Thát Tư Khắc dẫn người bên trong ra ngoài. Báo cáo giáo quan. Bùi Đông Lai tuy vô cùng lo lắng tới an nguy của Trần Anh nhưng hắn hiểu lần này hắn đã vi phạm nội quy thi đấu nên trước tiên cần giải thích với những người này rồi mới có thể hỏi thăm về Trần Anh được. Tô Bồ Đề ở bên cũng khẽ cúi chào. Bùi Đông Lai, ta hy vọng cậu có thể trình bày chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Ratatot đơn giản đáp lại lời chào của hai người. Nghiêm túc hỏi han. Than là người phụ trách lần thi đấu này, Ratatot tuy không muốn quản sự cố ngoài ý muốn nhưng nếu như thực đã có chuyện phát sinh thì y cũng nhất định phải biết chân tướng, còn phải xét đối sách. Ratatot tướng quân, trước khi trả lời ngài thì tôi có thể mạo muội hỏi một câu, chiến hữu của tôi lúc này thế nào rồi được không? Bùi Đông Lai không trả lời ngay mà vội hỏi điều lo lắng trong lòng. Ratatot mỉm cười, không tức giận nói. Hai bác sĩ đang phẫu thuật cho cô ấy, trước mắt còn chưa xong, phải chờ phẫu thuật xong mới biết được. Đa tạ Ratatot tướng quân. Bùi Đông Lai nghe xong liền cảm ơn một câu, sau nói tiếp. Đêm nay tôi xuất lĩnh chiến hữu tham gia đấu đoàn thể nhưng nửa chừng thì phát hiện chiến hữu của tôi là Trần Anh mất liên lạc. Sau đó một phần tử thần võng dùng bộ đàm của chị ấy liên lạc với tôi thì tôi mới biết chị ấy bị bắt cóc. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Mấy kẻ đó thực chất là nhằm vào tôi, chỉ dùng Trần Anh để dẫn dụ tôi đến. Để cứu chị ấy tôi và Tô Bồ Đề đã ly khai đảo, lên một du thuyền giữa hải vực tên là Aram.
Ở đây chúng tôi đã gặp phần tử khủng bố Sunnerly và một trong những đầu mục của tổ chức Topper, Pavlovsky. Bởi vì bọn chúng vì tôi mà đến nên chúng đồng ý để Tô Bồ Đề mang Trần Anh về đây, còn tôi ở lại đó với chúng. Vậy tại sao lúc này cậu đã trở lại? Nghe thế Ratatot liền nhíu mày hỏi. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm nói. Tô Bồ Đề đưa Trần Anh về đảo sau đó liền quay lại cứu tôi, nhưng mà khi nàng đến thì ta đã được Guti của gia tộc The Rothschild cứu ra, theo như y nói thì thần võng còn bắt cóc cả giáo đình thánh nữ Serena nên y tới cứu nàng. Tiện tay giúp đỡ tôi. Hả? Tô Bồ Đề nghe vậy có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng hiểu ra rằng Bùi Đông Lai không muốn làm trái quy tắc của cuộc thi, muốn tạo cho mấy vị lãnh đạo cảm giác hắn thân bất do kỷ. Nếu như thế thì hội ủy sẽ không trừng phạt hắn. Bùi Đông Lai, tại sao cậu không báo cáo sự tình mà đã tự tiện rời đảo? Quả nhiên Ratatot bán tín bán nghi hỏi lại. Báo cáo giáo quan, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do lúc ấy tình huống khẩn cấp. Tôi một lòng chỉ muốn cứu người. Thứ hai là đám người kia cũng uy hiếp, nói nếu tôi báo cho tổ ủy biết thì chúng sẽ giết con tin ngay lập tức. Lúc này Bùi Đông Lai ăn ngay nói thật. Ratatot nghe thế trầm mặc hồi lâu, sau mới nói. Trước tiên cậu cứ đến phòng giải phẫu chờ kết quả đi, ta sẽ thông báo với cậu biện pháp xử lý của hội ủy sau. Vâng, giáo quan. Bùi Đông Lai cúi chào, dẫn Tô Bồ Đề đi. Ngay lúc đó, tất cả thành viên tổ ủy hội đều ném ánh mắt sang Ratatot, ý hỏi chuyện này nên xử lý như thế nào. Thế nhưng y không trả lời mà ngược lại, lấy ra một cái điện thoại, bấm vào một dãy số. Tít tít, trong chiếc trực thăng đang bay trên hải vực, điện thoại của Decathlon vang lên. Thiếu gia, là điện báo của Ratatot. Decathlon lấy điện thoại ra, báo với Guti. Guti ngồi ở ghế trên, mặc cho Serena hôn mê tựa vào vai y. Y hơi trầm ngâm nói. Đưa điện thoại cho ta. Vâng, thiếu gia. Guti nhận điện thoại, ngắn gọn nói. Ngài khỏe chứ, Ratatot tướng quân. Ta là Guti. Không Guti tiên sinh, xin chào. Có lẽ không ngờ rằng Guti đích thân nghe điện nên Ratatot có chút kinh ngạc, bất qua y vẫn đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa gặp đội trưởng Bùi Đông Lai của đặc chủng Long Hồn, hắn nói hắn được ngài cứu từ tay thần võng ra, có đúng không? Hả? Guti kinh ngạc, hơi nhíu mày lại suy nghĩ lý do vì sao Bùi Đông Lai lại nói dối như thế. Guti tiên sinh, ngài nên biết Bùi Đông Lai tự ý rời đảo Luther là đã vi phạm quy tắc trận đấu, ta nghĩ ngài nên cho ta biết sự thật để còn đưa ra quyết định. Thấy Guti không nói gì, Ratatot bổ sung thêm, thập phần khách khí. Lời nói đó đã xác minh suy nghĩ của Guti, y không do dự nói luôn. Đúng thế, là ta cứu hắn. Cảm ơn ngài, Guti tiên sinh. Ratatot nghe xong liền cảm ơn một câu. Guti cười nói. Ratatot tướng quân không cần khách khí, phải rồi, ta có chuyện quan trọng cần xử lý nên sẽ không đến xem thi đấu được. Không sao. Ratatot tuy không biết Guti vì sao phải cứu thánh nữ giáo đình Serena nhưng y vẫn hiểu rằng chuyện này rất nghiêm trọng, không xử lý ổn thỏa thì sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của toàn bộ châu Âu. Còn Guti... Y tắt điện thoại rồi nhẹ xoa huyệt thái dương, nói. Vừa rồi Ratatot gọi điện nói cho ta biết Bùi Đông Lai nói rằng ta cứu hắn từ tay thần võng. Thiếu gia, vì sao hắn phải làm thế? Hắn tự tiện tời đảo nên phải nói thế để tránh bị phạt. Guti nói xong thở dài, hỏi. Decathlon, ngươi thấy Bùi Đông Lai là người như thế nào? Ách, có lẽ không ngờ Guti đột nhiên hỏi như thế, địch tạo không kịp chuẩn bị. Lát sau gã mới có trả lời thuyết phục. Thưa thiếu gia, tôi cho rằng hắn là một người không thể đánh giá bằng lẽ thường vô luận lúc trước hắn huyết tẩy SQ, Nhật Bản hay chuyện hắn làm đêm nay đều đủ để chứng minh. Dứt lời, Decathlon liếc qua Guti, thấy y không có thái độ gì thì nói thêm. Ngoài ra, hắn còn là một người tàn nhẫn với địch nhân, thủ đoạn vô cùng âm tàn. Vừa rồi hắn còn nói với ta, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Guti nghĩ tới những lời đó không nhịn được bật cười. Ách, Decathlon không biết chuyện này nên bất ngờ tới hóa đá tại chỗ, hiển nhiên gã cũng hiểu ẩn ý trong đó. Hắn là kẻ đem tình cảm và lợi ích phân chia rõ ràng, cũng là kẻ luôn cố gắng vì mục tiêu, không hối tiếc. Guti thì thào như nói với Decathlon, cũng như tự nói với mình. Con người chủ nghĩa hoàn mỹ, đây là cảm giác về hắn của ta. Dịch giả FA mọi.
So với phòng họp mà nói thì phòng bệnh tạm thời còn tốt hơn một chút, chẳng những diện tích lớn mà còn đủ phòng giải phẫu với phương tiện tiên tiến. Vì được kế thừa linh hồn của Tiêu Phi nên Bùi Đông Lai có hiểu biết chút ít về y thuật, nhưng với vết thương nặng của Trần Anh thì hắn cũng không dám hỗ trợ, chỉ có thể đứng ngoài chờ kết quả. Đang lúc chờ đợi, Bùi Đông Lai thấy được một thân ảnh bước vào. Dưới ánh trăng, hắn nhận ra đó là Bastien, tuy nhiên phát hiện này cũng không khiến hắn kinh ngạc, dù sao hắn cũng biết Bastien không có hứng thú gì với cuộc thi đấu này. Về phía Bastien, gã cũng nhận ra Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề. Bọn họ sao lại ở trong căn cứ? Thấy hai người, Bastien cả kinh dừng bước, con người đầy sự khiếp sợ và nghi hoặc. Hắn cho rằng thần võng đã đặt bẫy chờ Bùi Đông Lai nhảy vào, tuyệt đối không có khả năng hắn còn sống mà ra được. Thế nhưng lúc này Bùi Đông Lai lại lông tóc vẹn toàn. Cái này, chẳng lẽ hắn thủ tiêu đám người thần võng rồi? Bastien tự hỏi mình, cũng tự cho là như thế. Trong lòng Bastien rất muốn lại đó hỏi sao họ có thể đào thoát trong tay thần võng, nhưng cuối cùng gã vẫn nén được ý muốn đó mà đi tới lều trại của bộ đội châu Mỹ. Hiển nhiên, Bastien trời sinh cuồng ngạo không cho phép bản thân tự đi hỏi Bùi Đông Lai, mà gã định lợi dụng mạng lưới tình báo của bộ lạc cuồng nhân để tìm hiểu. Hắc, tên kia khẳng định vô cùng tò mò. Thấy thế Tô Bồ Đề không nhịn cười nổi. Vì lo lắng cho Trần Anh nên Bùi Đông Lai không có tâm tư để ý tới tên kia, hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục chờ kết quả giải phẫu. Theo ta biết thì Trần Anh không phải nữ nhân của ngươi, cũng không phải thân nhân của ngươi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không thèm nhìn mình, Tô Bồ Đề hơi nhíu mày tức giận hỏi. Tại sao ngươi lại mạo hiểm tính mạng cứu nàng như thế? Nàng là ân nhân của ta. Bùi Đông Lai buột miệng nói. Ân nhân? Tô Bồ Đề ngạc nhiên một hồi, sau như muốn hỏi điều gì thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đầy mồ hôi xuất hiện. Bùi Đông Lai vội tiến lên khẩn trương hỏi. Hai vị, chiến hữu của tôi thế nào rồi? Nàng bị gãy ba cái xương sườn, rất may chúng cũng chọc vào nội tạng. Một bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói. Phẫu thuật thành công, nàng không có nguy hiểm tới tính mạng. Đa tạ hai vị giáo quan. Nghe được lời đó Bùi Đông Lai không khỏi thở phào một hơi. Gãy xương sườn chỉ là chuyện nhỏ, phẫu thuật không hề khó khăn nên cũng không cần cảm tạ chúng ta. Một bác sĩ lắc đầu, nói. Vết thương chí mạng trên người nàng là ở nội tạng. Nội tạng nàng rõ ràng đã bị thương nhưng dường như nàng dùng dược vật đặc thù nào đó nên chẳng những ổn định được thương thế mà ngay cả nội tạng bị hao tổn cũng có dấu hiệu khôi phục. Vị bác sĩ quân y kia nói xong, người còn lại mang nét mặt khó hiểu hỏi. Xin hỏi, cậu cho nàng dùng thứ thuốc thần gì nào thế? Hả? Ngạc nhiên nghe được chuyện này, Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Tô Bồ Đề, lại thấy nàng đã ly khai từ lúc nào? Là một loại thuốc đông y. Mắt thấy Tô Bồ Đề đã lặng yên bỏ đi, Bùi Đông Lai đành phải biện lý do giải thích. Thuốc đông y. Vâng, thuốc đông y. Bùi Đông Lai gật gật đầu, tuy hắn mơ hồ hiểu được nhất định là Tô Bồ Đề cho Trần Anh dùng linh dược gì đó hắn không thể nói rõ được, nhưng hắn biến chắc chắn là loại thuốc đông y nào đó vô cùng trân quý. Hai gã bác sĩ nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó nói. Chiến hữu của cậu chắc tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm. Chúng ta định đưa nàng với bệnh viện ST. Petersburg, cậu có lời gì muốn nói thì nói đi, đừng nói lâu quá. Cảm ơn. Bùi Đông Lai cảm ơn, lập tức bước vào phòng bệnh. Trong phòng, Trần Anh thiếu sinh khí đang nằm trên giường bệnh tiếp máu. Dù đã nghe được những gì mấy người nói chuyện với nhau nhưng thấy Bùi Đông Lai đi vào thì nàng vẫn kích động vài phần, suy yếu nói. Đông Lai, cậu không bị thương chứ? Không sao. Bùi Đông Lai lắc đầu mỉm cười.